Hứa Thuần Lương đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Mai Như Tuyết phát hỏa, các người rõ ràng đáp ứng rồi, hôm nay Kim Viện Trưởng còn hướng ta hứa hẹn qua, trong 2 ngày khất nợ nhân viên tiền lương sẽ toàn bộ tới sổ. Hứa hẹn tính là gì? Lúc trước chúng ta giấy trắng mực đen ký tên hợp đồng cũng không chắc chắn, các người đáp ứng phối hợp Trường Hưng làm quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng, làm sao? Mai Như Tuyết bị hắn cho đang hỏi, cắn môi một cái, Hứa Thuần Lương, người không thể dùng cái này đến áp chế chính phủ a. Mai Như Tuyết, người đừng cho ta chụp mũ, thứ nhất ta không muốn mang ngươi, thứ hai ngươi cũng đại biểu không được chính phủ. Nếu như ngươi cảm thấy mình có thể đại biểu, vậy ngươi phải cho chúng ta Trường Hưng đương ra làm chủ, không thể giống Khổng Bí Thư như thế khẳng người khác chi khái, bắt chúng ta Trường Hưng đồ vật đền đáp. Mai Như Tuyết triệt để bị hắn chọc giận, cũng mặc kệ trong xe còn có những người khác tại, Hứa Thuần Lương, ngươi làm là như vậy cực không chịu trách nhiệm hành vi, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì Trường Hưng đều không nên khất nợ công nhân viên chức tiền lương. Người ý đồ dùng phương thức như vậy đến đạt thành mục đích của mình, tổn thương đến là nhân viên bình thường, là xảy ra đại sự. Người quan tâm bọn hắn bị thương tổn, có không có quan tâm chúng ta bị thương tổn. Chúng ta Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện đến nay, hướng bên trong đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Hao tốn nhiều ít tâm huyết, chúng ta hao tổn ai đến gánh chịu. Mai Trấn Trưởng, chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên ta mới sớm thông chi ngươi, không phải ta mới mặc kệ. Lái xe nhắc nhở Mai Như Tuyết bọn hắn đã đến trấn cửa chính phủ, lúc đầu Mai Như Tuyết là dự định tướng Hứa Thuần Lương đưa đến Nguy Sơn đảo cửa bệnh viện, hiện tại đã hoàn toàn không có cái kia tâm tình, lạnh lùng nhắc nhở, Hứa chủ nhiệm, ngươi đến. Hứa Thuần Lương cười nói, tạ ơn, hắn đứng dậy xuống xe, đưa mắt nhìn ô tô hướng trấn chính phủ bên trong chạy tới. Từ trấn chính phủ đến Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng không có bao xa, Hứa Thuần Lương đi bộ đi trở về đi, đi không có mấy bước. Mai Như Tuyết chủ động gọi điện thoại đến đây. Hứa chủ nhiệm, chuyện tiền lương các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, vì vậy mà đưa tới hậu quả các ngươi chưa hẳn có thể thừa nhận được. Hứa Thuần Lương nói, Mai Trấn Trưởng có thể hứa hẹn giúp Trường Hưng hoàn thành quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng sao? Mai Như Tuyết nói, ta ghét nhất người khác áp chế ta. Hứa Thuần Lương đã cúp điện thoại. Mai Như Tuyết tức giận đến kém chút không có ném điện thoại di động, người này lại cúp điện thoại mình. Đáp ứng tốt trong 2 ngày giải quyết bệnh viện nhân viên tiền lương vấn đề, vậy mà lật lọng. Nàng hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên đầy sao lấp lóe bầu trời đêm, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, nàng ngựa lên liên hệ Khổng Tường Sinh, nói cho hắn biết Trường Hưng không chịu cho giao khất nợ chuyện tiền lương. Khổng Tường Sinh bên kia hồi phục rất đơn giản, để bọn hắn một mực náo đi, chuyện này hắn sẽ hướng lãnh đạo làm báo cáo, Trường Hưng làm như vậy tương đương tự chui đầu vào giỏ, có câu nói thế nào. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn để Mai Như Tuyết thông chi đồn công an, khống chế tốt cục diện, tú tài gặp binh có lý không nói được, hắn cũng không tin một bang nhân viên y tế có thể náo ra hoa tới. Ngày mai hắn muốn gặp huyện lãnh đạo, trên trấn sự tình liền xin nhờ nàng, cường điệu nhất định phải ổn định cục diện, đừng ra sự tình, chờ chuyện bên này xong xuôi hắn sẽ mau chóng chạy trở về, kỳ thật hắn tại qua loa, nếu như không có loại tình huống này phát sinh có lẽ sẽ trở về, hiện tại tránh cũng không kịp. Mai Như Tuyết có chút hối hận gọi cú điện thoại này, Khổng Tường Sinh biết được tình trạng về sau chỉ chọn né tránh, hắn không trở lại, tất cả áp lực đều muốn mình gánh chịu. Hứa Thuần Lương trở về thời điểm ra đi, đối diện có đi một mình tới, ngăn lại đường đi của hắn, huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Ta không hút thuốc lá. Hứa Thuần Lương cảm giác sau lưng một trận gió âm thanh ào ào, trong lúc nguy cấp, một cái hướng bên hoạt bộ, lấy linh xà bát bộ pháp thong dong trốn qua hậu phương tập kích. Một tráng hán tay cầm cục gạch thẳng đến Hứa Thuần Lương cái ót đánh ra, mắt thấy là phải đánh trúng mục tiêu, nhưng Hứa Thuần Lương thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Tráng hán bởi vì quán tính thu tay lại không kịp, cái này một cục gạch chính đập tại phía trước tên kia mượn lửa người mặt bên trên, cái này 2 hàng căn bản chính là cùng một bọn. Bông! Máu bắn tung tóe, mượn lửa người kêu thảm một tiếng liền nằm ngã trên mặt đất. Tráng hán tay xách nhuốm máu cục gạch một mặt mộng bức đứng đấy. Cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ trạng huống, người đâu? Ta thế nào liền đập sai đây? Hứa Thuần Lương tại 3 mét bên ngoài lạnh lùng nhìn lấy 2 người bọn họ, ra tay đủ sói a, ai bảo các ngươi tới? Tráng hán bạo hống một tiếng, mang theo cục gạch lại lần nữa hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, Hứa Thuần Lương tại hắn sắp vò tới trước mặt mình thời điểm, mới di động bước chân. Tráng hán trước mắt nhoáng một cái, phát hiện Hứa Thuần Lương lại không thấy. Chỉ còn lại Hứa Thuần Lương sau lưng cái cổ siêu vẹo cây liễu, nghĩ dừng bước lại cũng không kịp,
trực lăng lăng đụng tới, mặt trùng điệp cúi tại trên cành cây. Cạch! Đâm đến trước mắt hắn sao vàng bay loạn, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, trong tay cục gạch rơi xuống, chính nện ở chân của mình trên mặt mũi, hắn đau đến ngao gào một tiếng, ôm chân phải té ngồi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương nhìn qua hai cái này ngu xuẩn lắc đầu, ngốc đến mức loại tình trạng này, căn bản không đáng tự mình ra tay. Thầy thuốc nhân tâm A, hắn hảo tâm giúp cái này hai hàng đánh 110, điện thoại báo cảnh sát bên trong là nói như vậy, trên đường về nhà, gặp được hai tên tráng hán đánh lộn, tình hình chiến đấu thảm liệt, lưỡng bại câu thương. Đồn công an cảnh sát đuổi tới về sau, trước liên hệ bệnh viện đem hai người này đưa sang. Bị cục gạch vỗ trúng bộ mặt kia hàng xương gò má gãy xương, bên trong độ não chấn động. Ném gạch kia hàng cũng không khá hơn chút nào, mình đem chân của mình lưng cho làm phế đi, mở đất xương gãy xương, mặt mũi bộ va chạm tổn thương, xương mũi gãy xương. Cảnh sát hỏi bọn hắn tình huống cụ thể, hai người đều không thừa nhận là đánh lột, nói bọn hắn là bạn tốt, hai người đánh cực xem ai đầu sắt, một cái nhặt được khối gạch vuông đập mặt, một cái dùng đầu đụng cây, nói tóm lại bọn hắn thụ thương cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương không có báo cáo bọn hắn tập kích mình, hai người có ngốc cũng không có khả năng chủ động bàn giao chuyện này, trước mắt chỉ là thụ thương nhiều nhất là bị điểm tội, nhưng nếu như đem sự tình từ đầu chí cuối nói hết ra, kia là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, làm không tốt là phải ngồi tù. Cảnh sát liếc mắt liền nhìn ra hai người 89/10 là đánh lột, nhưng người trong cuộc đều không thừa nhận, bọn hắn cũng lười nhiều chuyện, làm xong ghi chép liền đi. Vu Hiểu Phong đêm nay không trực đêm ban, nhưng là bị gọi tới hội chẩn, trợ giúp hai người trị liệu thời điểm, Hứa Thuần Lương đến đây. Cái này hai hàng nhìn thấy Hứa Thuần Lương mau đem mặt xoay qua chỗ khác. Vu Hiểu Phong hô, Hứa chủ nhiệm, có việc a? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hai người bọn họ là bằng hữu ta tới xem một chút. Nói sớm đi, Vu Hiểu Phong có ý tứ là nếu như Hứa Thuần Lương sớm một chút chào hỏi, hắn còn có thể giúp đỡ tiết kiệm một chút phí tổn. Thuận tiện hay không chúng ta nói riêng vài câu. Vu Hiểu Phong cười nói, Thành, ta chuẩn bị thạch cao đi. Kia hai hàng đồng thời nói, không tiện. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi nếu là cảm thấy không tiện, ta đem cảnh sát đồng chí gọi tới cùng các ngươi trò chuyện. Hai hàng lập tức không nói. Vu Hiểu Phong cũng nhìn ra trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, hắn cười cười thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, hắn bên này vừa đi Hứa Thuần Lương liền đóng cửa lại. Hai người nhìn thấy từng bước tới gần Hứa Thuần Lương, trong lòng run sợ, phụ trách ném gạch kia hàng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị đập vị kia thanh âm đều run rẩy, nơi này là bệnh viện ngươi ngươi chớ làm loạn a. Hứa Thuần Lương đi vào ném gạch trước mặt, đánh giá hắn, ai bảo các ngươi tới? Không có, không có ai. Không nói a. Hứa Thuần Lương một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn. Ngươi buông tay, ta hô người. Cứ việc hô. Tốt nhất đem cảnh sát đều gọi tới, nói cho bọn hắn chân tướng. Hứa Thuần Lương một bên nói một bên vặn lấy lỗ tai của hắn, cũng nhanh đem hắn từ trên giường xách đi lên. Ném gạch vẻ mặt cầu xin, đại ca, ta sai rồi còn không được, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, ta cam đoan không có bất kỳ người nào sai xử ta. Ai u? Hứa Thuần Lương một thanh nắm mu bàn chân của hắn tử, ném gạch đau đến bắp thịt trên mặt đều bóp méo, thả. Ngươi thả. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nói đúng không, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn hướng mặt khác cái giường kia bên trên bị đập vị kia cười cười nói, đừng có gấp, lập tức liền đến phiên ngươi. Cái này hai hàng ngay tại chỗ cũng coi là ngoan nhân, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương so với bọn hắn ác hơn, ném gạch vị kia rốt cuộc chịu không được hành hạ, run giọng nói, ta nói, là Trương Hải Đào, là Trương Hải Đào. Hứa Thuần Lương cười nói sớm đi. Hắn lúc này mới buông tay. Vừa vặn lúc này Vu Hiểu Phong trở về, kỳ thật hắn xa xa liền nghe đến bên trong kêu thảm. Hứa Thuần Lương hướng hắn nói, bằng hữu của ta có đau một chút, người hao tâm tổn trí quan tâm điểm. Hứa chủ nhiệm xin yên tâm. Mai Như Tuyết chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Trường Hưng bệnh viện cũng không có tại hứa hẹn thời điểm cấp cho tiền lương, Nguy Sơn đảo phân viện nhân viên cũng không còn cách nào nhẫn nại bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần trái với điều ước. Toàn thể nhân viên mặc quần áo lao động hướng Hồ Sơn trấn chính phủ đi đến, bọn hắn đánh lấy tranh chữ, hô tẩy rửa lấy khẩu hiệu, yêu cầu trấn chính phủ vì bọn họ làm chủ, lấy còn tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ, tướng Trường Hưng nhà này vô lương bệnh viện đuổi ra Nguy Sơn đảo.
Bởi vì Hứa Thuần Lương trước đó liền nói cho Mai Như Tuyết Trường Hưng sẽ không tin thủ hứa hẹn cấp cho tiền lương, cho nên Mai Như Tuyết có đầy đủ thời gian bố trí khẩn cấp dự án, Hồ Sơn trấn đồn công an cảnh lực cơ hồ toàn bộ điều động, lại thêm trấn chính phủ bản thân bảo an lực lượng, tổng thể tới nói tình huống hiện trường còn tại khả khống bên trong. Mai Như Tuyết đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua trước cổng chính hơn 200 tên bệnh viện nhân viên, trong lòng thầm than, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, những này nhân viên y tế cũng sẽ không khai thác phương thức như vậy đến. Trường Hưng rõ ràng là cố ý lợi dụng loại phương thức này đến kích thích mâu thuẫn, mặt ngoài nhìn Nguy Sơn đảo bệnh viện công nhân viên chức kháng nghị là Trường Hưng, nhưng trên thực tế lại là tại cho trấn chính phủ làm áp lực. Hồ Sơn trấn vừa mới thành lập không lâu, ban lãnh đạo liền đứng trước vấn đề như vậy, ngắn ngủi trong 3 ngày, đã náo loạn 2 ngày, sinh ra ác liệt xã hội ảnh hưởng, mà lại Nguy Sơn đảo bệnh viện như thế dẫn đầu, đằng sau khẳng định còn sẽ có kẻ làm theo, đối về sau công việc khai triển rất bất lợi. Mai Như Tuyết nhớ tới Hứa Thuần Lương tấm kia cười đùa tí từng khuôn mặt, hận đến hàm răng ngứa một chút. Đối diện loại tình huống này nàng nhất định phải liên hệ bệnh viện phương diện, xử lý chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng đã thông chi Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng Kim Vĩnh Hạo, để hắn lập tức qua đến giải quyết nhân viên gây chuyện vấn đề. Kim Vĩnh Hạo tiếp vào điện thoại thời điểm đang ở bệnh viện loay hoay sứt đầu mẻ chán, hiện tại Nguy Sơn đảo bệnh viện tổng cộng còn lại vẫn chưa tới 30 tên nhân viên. Bệnh viện không thể ngừng khám bệnh, tất cả mọi người đang bận rộn, còn lại những người này toàn đều ở đầy phụ tải vận chuyển trạng thái. Nghiêm Hồi Ý ngay tại cho viện trưởng Triệu Phi Dương gọi điện thoại, Triệu Phi Dương rõ ràng đáp ứng hắn trong 2 ngày đem khất nợ tiền lương tất cả đều phát hạ đến, vì cái gì lật lọng. Chính là bởi vì Triệu Phi Dương hứa hẹn, hắn mới lời thề son sắt tại toàn thể công nhân viên chức trước mặt ưng thuận hứa hẹn, tại phân viện nhân viên trong mắt, hắn thành một cái lừa gạt. Nghiêm Hồi Ý đã mất đi trấn định, Triệu viện, lại không phát tiền lương phân viện liền muốn đình công, có hơn 200 người chính vây quanh ở Hồ Sơn trấn cửa chính phủ nháo sự, đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Triệu Phi Dương nói, ngươi nói cho bọn hắn, một tuần bên trong khẳng định tới sổ. Triệu viện, không ai sẽ tin tưởng. Chúng ta Trường Hưng đã mất đi tín nhiệm của bọn hắn. Triệu Phi Dương không chút hoang mang nói, lão Nghiêm, cái này muốn khảo nghiệm ngươi quản lý trí tuệ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý, mọi người khẳng định sẽ tin tưởng ngươi. Triệu viện. Triệu Phi Dương lấy cớ mình lập tức muốn họp, không khách khí chút nào đã cúp điện thoại. Nghiêm Hồi Ý tức bực dậm chân, nhớ tới mới vừa rồi bị hơn 200 tên nhân viên vây quanh tràng diện, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Những nhân viên kia hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Kim Vĩnh Hạo bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, Nghiêm viện, Trường Hưng bên kia nói thế nào? Tiền lúc nào có thể tới? Nghiêm Hồi Ý là chân hỏa, không nhịn được nói, đừng hỏi ta. Ngươi muốn biết vì cái gì không trực tiếp cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại. Kim Vĩnh Hạo bị hắn giật nảy mình, biết rõ hắn sẽ tức giận, vẫn là tướng trấn chính phủ yêu cầu bọn hắn đi hiện trường xử lý vấn đề sự tình nói. Nghiêm Hồi Ý nói, điện thoại cho ngươi ngươi đi à? Tại sao muốn nói cho ta? Ngươi mới là nơi này viện trưởng. Lúc này Tào Tĩnh chạy tới, nàng là bị Đường Minh Ngụy ủy thác đến tìm lãnh đạo phản ứng tình huống. Bởi vì bản viện nhân viên tất cả đều đi nháo sự, cho nên nhân viên y tế nghiêm trọng thiếu, lúc đầu chuyên tới chất lượng kiểm tra Đường Minh Ngụy cũng không thể không tự mình hạ tràng đi giúp bệnh nhân truyền dịch, tại truyền dịch thất loay hoay quên cả trời đất. Tào Tĩnh bên kia còn tốt. Hôm nay làm siêu thanh người không nhiều, Đường Minh Mị để nàng tới là hướng lãnh đạo phản ứng mọi người liền sắp không chịu được nữa. Kim Vĩnh Hạo nghe xong liền xoay người hướng phòng khám bệnh chạy, biểu thị mình đi hỗ trợ, kỳ thật hắn là bụng không thoải mái, 2 ngày này sốt ruột phát hỏa, mót mà không, đi, được, cùng nhà vệ sinh kết quan hệ chặt chẽ, bệnh trĩ đều phạm vào. Nghiêm Hồi Ý thầm mắng cái này tư láo cá, hắn không dám đi trong trấn, là muốn đem chuyện khó giải quyết nhất giao cho mình sao. Hứa Thuần Lương lúc này chậm ung dung tản bộ đi qua, hắn cũng không phải nhân viên y tế, trích truyền dịch hắn cũng không hiểu, dù sao giúp không được gì, đi xem vòng náo nhiệt liền trở lại. Nghiêm Hồi Ý nhìn thấy hắn lập tức có chủ ý, hướng hắn vẫy vẫy tay, tiểu Hứa. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi tới, Nghiêm viện chỉ thị gì? Ngươi theo giúp ta đi lội trấn chính phủ. Hứa Thuần Lương đoán được Nghiêm Hồi Ý là muốn cho mình đi cùng tăng thêm lòng dũng cảm, Nghiêm viện. Là không phải là vì nhân viên y tế gây chuyện sự tình. Nghiêm Hồi Ý thở dài nói, trấn xử lý gọi điện thoại đến đây, tại tiếp tục như vậy, chúng ta Trường Hưng không được để trục xuất Nguy Sơn đảo A. Hắn đối Triệu Phi Dương tràn đầy oán niệm,
rõ ràng có thể hòa hoãn mâu thuẫn không phải muốn người vì tăng lên, hiện tại tốt, khiến cho người người oán trách, liền cái này rối bời tình trạng, còn muốn Hồ Sơn Trấn phối hợp bọn hắn làm tốt thay đổi quyền tài sản công việc, thật không biết Triệu Phi Dương đầu óc là nghĩ như thế nào. Bị cửa chen lấn sao? Hứa Thuần Lương chủ động xin đi nói, vẫn là chính ta đi thôi, ngài liền an tâm lưu tại nơi này tỏa chấn, lão Kim không trông cậy được vào. Nghiêm Hồi Ý cầu còn không được, tiểu Hứa, người đi ngàn vạn muốn cùng người ta chấn lãnh đạo hảo hảo nói, đừng lại đem mâu thuẫn tiếp tục kích thích. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chấn xử lý chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng nói đến miệng khô cáo khô, vẫn là không có cách nào đem bọn này nhân viên y tế cho khuyên trở về, lúc này Hứa Thuần Lương đến đây. Lý Ngọc Lượng lớn tiếng nói, mọi người không nên kích động, mời mọi người về trước đi, Trường Hưng lãnh đạo đã qua tới, chúng ta cam đoan nhất định mau chóng giải quyết mọi người quan tâm tiền lương vấn đề. Trong đám người có người nói, hắn tính là cái gì chứ lãnh đạo a? Các ngươi đừng lừa phỉnh chúng ta, Trường Hưng từ trên xuống dưới đều là lừa đảo. Hứa Thuần Lương từ nhập trong đám tìm tới người nói chuyện chính là Trương Hải Đào, trong lòng âm thầm cười lạnh, tối hôm qua tìm người đập lão tử hắc chuyên kia món nợ ta còn không có tính với ngươi thế mà còn dám tới chấn cửa chính phủ nháo sự, chờ lão tử rảnh tay, nợ mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt. Hứa Thuần Lương đi vào Lý Ngọc Lượng bên người, đưa tay đem hắn khuếch đại âm thanh loa muốn đi qua, xông lấy bọn hắn nói, ta là Trường Hưng viện trưởng trợ lý Hứa Thuần Lương. Thụ Triệu Phi Dương viện trưởng ủy thác toàn quyền xử lý Nguy Sơn đảo phân viện vấn đề, ta hiện tại có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, các ngươi tiền lương là ta đề nghị ngừng phát. Hiện trường xoát yên lặng xuống, chỉ một lát sau, hiện trường lại lần nữa huyên náo, đám người nhao nhao thóa mắng lên. Ngươi dựa vào cái gì ngừng phát chúng ta tiền lương? Ngươi tính là cái gì? Ngươi làm sao thất đức như vậy đâu? Hứa Thuần Lương chiêu này gọi đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Các ngươi không phải xem thường ta sao? Ta trước hết để các ngươi ý thức được tầm quan trọng của ta, dù sao là đến giải quyết mâu thuẫn, dứt khoát duy nhất một lần đem các ngươi đầu mâu đều hấp dẫn tới. Hiện trường nhiều như vậy cảnh sát bảo an, tin tưởng bọn họ sẽ bảo hộ ta, liền coi như bọn họ năng lực không đủ, dựa vào linh xà bát bộ, ta còn tránh không khỏi các ngươi bao vây chặn đánh. Hứa Thuần Lương không có sợ hãi, tất cả im miệng cho ta, giờ làm việc không thủ vững cương vị. Tập thể thoát cương vị đến chấn cửa chính phủ nháo sự, còn thể thống gì? Các ngươi quên thân phận của mình, các ngươi là bác sĩ, các ngươi là y tá, thiên chức của các ngươi là trị bệnh cứu người, vì ít tiền, đem bệnh nhân ném ở bệnh viện, mặc kệ bọn hắn khó khăn, không hỏi sống chết của bọn hắn, dung không dung tục. Các ngươi có hay không lương tâm a? Các ngươi xứng đáng bệnh nhân tín nhiệm sao? Các ngươi xứng đáng mình cái này thân chế phục sao? Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Thế mà bị Hứa Thuần Lương tam bản phủ gây kinh hãi. Mai Như Tuyết kéo ra cửa sổ, lặng lặng nhìn qua chỗ cửa lớn, từ Hứa Thuần Lương xuất hiện khởi lực chú ý của nàng liền không hề rời đi qua. Vô luận người này cỡ nào giảo hoạt, nhưng sự can đảm của hắn hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục, dưới loại tình huống này lại dám độc thân đến đây, đương nhiên cái này cùng hiện trường đầy đủ cảnh lực có quan hệ, nhưng hắn dám trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ những này nhân viên y tế. Thế mà còn đem hơn 200 người đều gây kinh hãi. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Ngươi tính là cái gì? Trương Hải Đào kêu gào, tại hắn giật dây hạ vừa mới bình tĩnh đám người lại bắt đầu ầm ĩ. Hứa Thuần Lương nói, ta minh bạch nói cho các ngươi biết, đến lượt các ngươi tiền lương một phần sẽ không thiếu. Chuyện cụ thể, các ngươi có thể đề cử mấy vị đại biểu lưu lại cùng ta đàm, Mai Trấn Trưởng cũng sẽ tham gia lần này hội đàm, các ngươi không tin ta cũng tin tưởng Mai Trấn Trưởng có đúng hay không? Mai Như Tuyết thật muốn nhảy đi xuống, vọt tới trước mặt hắn chiếu vào hắn gương mặt kia bang bang hai quyền, người này quá không biết xấu hổ, công nhiên kéo chính mình xuống nước. Đừng nghe hắn căn bản chính là tại gạt chúng ta, đã không phải lần đầu tiên. Đổ thêm dầu vào lửa vẫn là Trương Hải Đào. Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ nói đúng, hiện tại bệnh nhân tại chờ các ngươi có thể mắng ta, có thể mắng Trường Hưng, có thể mắng Hồ Sơn Trấn các vị lãnh đạo. Con hàng này quay đầu chuẩn xác khóa chặt Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, dựa vào cái gì mắng ta. Làm sao cái gì đều mang ta đắc tội người nào. Nhưng là người bệnh là vô tội, thiên chức của thầy thuốc là chăm sóc người bị thương, chúng ta không thể cô phụ Nguy Sơn đảo các hương thân tín nhiệm a. Trong bọn họ có không ít đều là các ngươi thân nhân bằng hữu, các ngươi nhẫn tâm cứ như vậy đem bọn hắn ném ở một bên chẳng quan tâm. Các ngươi không đành lòng. Ta biết các ngươi ủy khuất, các ngươi phẫn nộ,
nhưng ủy khuất cùng phẫn nộ không nhất định phải dùng loại phương thức này để diễn tả, chỉ cần chúng ta xuất ra thành ý, bất kỳ cái gì vấn đề đều là có thể giải quyết, Mai Trấn trưởng mời ta tới, chính là muốn giải quyết triệt để vấn đề. Mai Như Tuyết ra đầu từng đợt run lên, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi không đề cập tới ta không biết nói chuyện có phải không? Ngươi không đem ta hố tiến đến ngươi không chết tâm có phải không? Ta thật muốn một cước giẫm chết ngươi. Chúng ta không đi, hôm nay vấn đề không giải quyết, chúng ta kiên quyết không đi. Lại có người gọi khí đạo. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, có thể không đi, ta vừa mới nói qua, các ngươi tuyển ra 5 vị đại biểu, cùng ta đi vào đàm phán, Mai Trấn trưởng cũng sẽ tham gia lần này hiệp thương. Mai Như Tuyết đã triệt để bó tay rồi, nàng đã cảm giác không thấy tức giận, bị con hàng này bắt cóc chết lặng. Hứa Thuần Lương nói, nửa giờ, nếu như nửa giờ những người khác không có trở về bệnh viện sẽ theo bỏ bê công việc xử lý, mà lại sẽ nghiêm túc xử lý, khấu trừ tháng đó tiền lương, nếu như bởi vì các ngươi tự tiện cách cương vị tạo thành bất kỳ chữa bệnh sự cố, chữa bệnh tranh chấp, các ngươi mình phụ trách. Ta nói để ở chỗ này, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn đem khuếch đại âm thanh loa hướng Lý Ngọc Lượng trong tay bịt lại, quay người đi vào bên trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khấu trừ tháng đó tiền lương. Tổng cộng mới khất nợ 2 tháng, cái này khấu trừ 1 tháng chẳng phải ít cho một nửa. Ác hơn chính là muốn là trừ chữa bệnh tranh chấp mình phụ trách, con hàng này thế nào cứ như vậy hung ác đâu. Trương Hải Đào lớn tiếng nói, đừng sợ hắn, chúng ta liền không đi. Có người đưa ra dị nghị, đều lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp, ta nhìn vẫn là tuyển đại biểu đi cùng hắn đàm phán, Mai Trấn trưởng cũng sẽ có ghế, nàng khẳng định sẽ nói lời công đạo. Đúng. Chúng ta lưu tại nơi này, bệnh nhân làm sao bây giờ? Trường Hưng không có lương tâm, chúng ta không thể không có lương tâm a. Đúng a, đại bá ta còn tại phòng bệnh nằm viện đâu. Ta còn không có kiểm tra phòng đâu. Triệu chủ nhiệm, La chủ nhiệm, các ngươi đức cao vọng trọng, ngài lưu lại. Xử lý chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng cũng xử lý qua không ít tình huống tương tự, nhìn thấy tình cảnh trước mắt biết bọn này nhân viên y tế nội bộ đã sinh ra phân hóa. Hắn giơ lên khuếch đại âm thanh loa nói, mọi người vẫn là về đi làm đi, lưu lại 5 tên đại biểu, cùng ta đi vào hiệp thương, Mai Trấn trưởng khẳng định sẽ vì mọi người chủ trì công đạo. Mai Như Tuyết nghe đến đó, tức giận đến đem cửa sổ đóng lại, cái này Lý Ngọc Lượng là bị tẩy não sao? Hứa Thuần Lương cái kia đồ hư hỏng kéo ta xuống nước thì thôi, ngươi còn đi theo bỏ đá xuống giếng, đây không phải đem mâu thuẫn đều hấp dẫn đến trên người của ta sao? Lúc này vang lên tiếng đập cửa. Mai Như Tuyết đoán được là Hứa Thuần Lương, không thèm để ý. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng đẩy cửa tiến đến, Mai Trấn trưởng, ta tới. Ta để ngươi đi vào sao? Ra ngoài, nếu không phải Mai Như Tuyết hàm dưỡng tốt, trực tiếp liền để hắn xéo đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tốt xấu là một cán bộ quốc gia, đối đãi nhân dân quần chúng thái độ không thể thô bạo như vậy. Mai Như Tuyết chỉ vào cái mũi của hắn nói, ngươi thật là được a, sự tình gì đều kéo lấy ta. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi không phải thay đổi biện pháp lừa ta. Mai Trấn trưởng, ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm a, ta nếu là thành tâm hại ngươi, căn bản liền sẽ không sớm thông chi ngươi Trường Hưng ngừng phát tiền lương sự tình. Ngươi còn lý luận, các ngươi dựa vào cái gì ngừng phát người ta tiền lương a? Ngươi cho rằng đây là xã hội xưa a? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là nhà tư bản a? Bóc lột người khác lao động, chỉ riêng để cho người ta làm việc không cho người ta tiền. Ta cho ngươi biết, tại chúng ta Hồ Sơn Trấn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, Mai Trấn trưởng, ta thưởng thức ngươi, nhưng ngươi cũng không thể chỉ vì bọn họ chủ trì công đạo a, chúng ta Trường Hưng công đạo ngươi cũng phải chủ trì, xử lý sự việc công bằng đó mới là tốt lãnh đạo. Ta làm sao như thế phiền ngươi? Hứa Thuần Lương nói thật ra người luôn luôn không khai người chào đón, nhưng một cái tốt lãnh đạo nhất định phải dung nạp khác biệt ý kiến. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Ánh mắt của hắn hướng Mai Như Tuyết bộ ngực nhìn thoáng qua, cảm giác cũng không lớn lắm. Mai Như Tuyết phát hiện người này ánh mắt chỗ hướng, gương mặt xinh đẹp nóng lên. Bên ngoài lại có người gõ cửa, lần này là ban sử chủ nhiệm Lý Ngọc Lược, hắn là đến thông báo một tiếng, 5 vị đại biểu đều đi phòng họp nhỏ, những người khác cũng lục tục ngo ngoe trở về. Hứa Thuần Lương hướng Lý Ngọc Lược nói, Lý chủ nhiệm vất vả, người đi trước cùng hắn tâm sự. Chúng ta sau 15 phút lại đi qua. Đúng. Lý Ngọc Lượng đáp ứng xong mới tỉnh táo lại, ta là hướng Mai Trấn trưởng báo cáo, người cũng không phải ta lãnh đạo, người bằng cái gì ra lệnh cho ta.
Mai Như Tuyết thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, người Hứa Thuần Lương có phải hay không bao biện làm thay a? Ta đều không nói chuyện, người dựa vào cái gì thay ta làm quyết định? Nhưng Hứa Thuần Lương đều nói, nàng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, Lý chủ nhiệm, người trước tìm hiểu một chút bọn hắn tố cầu. Nha, Lý Ngọc Lượng một mặt mộng bước lui đi ra ngoài, trong lòng có chút buồn bực, hai người bọn họ đi qua có biết hay không a? Lý Ngọc Lượng vừa đi, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức lại lạnh xuống. Hứa Thuần Lương cười nói, chúng ta phải trước đó thống nhất tốt đường kính sau đó mới tốt cùng bọn hắn đàm, đối với chuyện này người ta nhất định phải nhất trí trong hành động, không phải vấn đề này rất khó giải quyết. Không có gì khó khăn, chỉ muốn các ngươi Trường Hưng thống khoái khoái đem thiếu nhân viên tiền lương cho phát hạ đến, hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chúng ta đem tiền lương phát, nhân viên cao hứng, các ngươi cao hứng, chúng ta Trường Hưng đâu. 5 năm thời hạn mướn một đầy, cuốn gói rời đi. Các người giúp Nguy Sơn đảo bệnh viện tái giá khác tìm nhà chồng, Hồ Sơn trấn chính phủ nên bán đất, Trường Hưng tiếp quản 5 năm, Bạch Uổng phí 5 năm, thu hoạch một mảnh tiếng mắng, ngươi cảm thấy chuyện này đối với chúng ta công bằng sao? Mai Như Tuyết nói, sự tình dù sao cũng phải từng cái giải quyết, hiện tại trước tiên đem nhân viên tiền lương vấn đề giải quyết lại nói cái khác. Vậy các ngươi vì cái gì không trước tiên đem quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề làm, đây mới là mâu thuẫn căn nguyên a. Mai Như Tuyết nói tới nói lui, các ngươi vẫn là lợi dụng chuyện này áp chế chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ. Thật không phải áp chế, chúng ta thời hạn mướn còn có hơn 1 năm, liền coi như chúng ta đem 2 tháng này tiền lương cho, tiếp xuống đâu. Ai có thể cam đoan chuyện giống vậy sẽ không lại phát sinh. Mai trấn trưởng, chỉ muốn các ngươi Hồ Sơn trấn chính phủ thực hiện lúc trước hứa hẹn, ta liền cam đoan Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng không tiếp tục có tương tự sự kiện phát sinh. Còn nói không phải áp chế. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng năm đó mặc dù là cùng Thạch Lương trấn chính phủ ký đến hợp đồng, nhưng là tương tự thích hợp với Hồ Sơn trấn chính phủ, mặc dù các ngươi chỉ là một cái trấn nhỏ, mà dù sao cũng là quốc gia nhất cơ sở hành chính cơ cấu, các ngươi mọi cử động đại biểu quốc gia, các ngươi chính sách đồng dạng có công tín lực, nếu như nói không tính, về sau ai còn tin tưởng các ngươi Hồ Sơn trấn chính phủ. Mai Như Tuyết không nói gì, đối với chuyện này, nàng vẫn luôn không đồng ý Khổng Tường Sinh cách làm. Nếu như bọn hắn xé bỏ lúc trước hiệp nghị, như vậy công tín lực liền lại nhận chất vấn. Chỉ là Trường Hưng tiếp quản về sau biểu hiện một mực không như ý muốn, mặc dù bọn hắn thực hiện lúc trước đối Nguy Sơn huyện chính phủ hứa hẹn, nhưng là Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng không có thu hoạch được bất kỳ phát triển, có thể nói 3 năm này trên cơ bản đều là dậm chân tại chỗ. Hứa Thuần Lương nói, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, ta tiết lộ cho ngươi một cái Trường Hưng tương lai quy hoạch. Trong tương lai trong vòng 5 năm Trường Hưng dự định trọng điểm chế tạo Nguy Sơn đảo phân viện, tướng nơi này kiến thiết thành Đông Châu hạng nhất chữa bệnh khỏe mạnh dưỡng lão trung tâm. Mai Như Tuyết nhưng không thừa nhận hắn là bằng hữu của mình, nhưng là Hứa Thuần Lương nói tới quy hoạch khiến nàng trong lòng hơi động, nàng mặc dù không thể xác định Hứa Thuần Lương nói đúng sự thật, nhưng cái này quy hoạch hoàn toàn chính xác xúc động nội tâm của nàng. Nguy Sơn đảo không có khả năng không có bệnh viện, nếu như bước đi Trường Hưng, còn sẽ có người tiếp bàn. Nhưng ai có thể cam đoan hạ cái tiếp bàn người nhất định vượt qua Trường Hưng. Hứa Thuần Lương nói, cho Trường Hưng một cái cơ hội, cũng cho Hồ Sơn Trấn một cái cơ hội, đối với chúng ta tới nói là cả hai cùng có lợi. Đại Hằng tập đoàn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nhà này phòng xí chúng ta cũng có chút hiểu biết qua, vô luận bọn hắn hứa hẹn như thế nào hạng mục, suy cho cùng vẫn là muốn đóng phòng, Mai Trấn trưởng thật chẳng lẽ nghĩ tại tương lai không lâu để Nguy Sơn đảo bên trên che kín lít nha lít nhít xi măng kiến trúc. Mai Như Tuyết giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nên đi qua, đừng để bọn hắn đợi lâu. 5 tên đời trong ngoài liền có lái xe Trương Hải Đào, hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, cho rằng Hồ Sơn Trấn căn bản không có cho cùng bọn hắn đầy đủ tôn trọng, căn bản không muốn giải quyết vấn đề, nhưng Dũng 4 người khác cùng theo rời đi. Lúc này Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cùng một chỗ tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, vừa rồi tại nghe Mai Trấn trưởng chỉ thị, cho nên mới chậm. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, mọi người ngồi đi, hôm nay một mực nói thoải mái, đem tất cả vấn đề để lên bàn, Hứa chủ nhiệm sẽ đem những vấn đề này phản ứng cho Trường Hưng lãnh đạo, ta cũng sẽ cùng Trường Hưng phương diện câu thông, tranh thủ giúp mọi người mau chóng giải quyết vấn đề. Trương Hải Đào nói, hắn nói không tính để giữ lời nói tới, nghiêm hồi ý là Trường Hưng phó viện trưởng, hắn vì cái gì không đến. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Đào. Trương Hải Đào ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ra ngoài. Trương Hải Đào sửng sốt, người để ai ra ngoài?
Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỉ là một cái cộng tác viên, căn bản đại biểu không được Nguy Sơn đảo bệnh viện, không có tư cách tham gia lần này hội đàm, ra ngoài. Trương Hải Đào vô án giận khởi, Hứa Thuần Lương ngươi thật ngông cuồng, nơi này là Nguy Sơn đảo. Hứa Thuần Lương nói, Mai Chấn Trưởng, người này không phải Nguy Sơn đảo bệnh viện chính thức công nhân viên chức, nếu như hắn ở đây, hôm nay không nói cũng được. Mai Như Tuyết thật sự là phục hắn luôn rồi, còn hàng này bản sự khác nàng không rõ ràng, gây mâu thuẫn bản sự tuyệt đối nhất lưu. Mai Như Tuyết hướng Lý Ngọc Lượng đưa một cái nhan sắc, Lý Ngọc Lượng minh bạch nàng ý tứ, đem Trương Hải Đào mời ra ngoài, đừng nhìn Trương Hải Đào tính tình ngang ngược, nhưng là hắn tại trấn trong chính phủ còn thật không dám dương oai. Trước khi ra cửa trước đó chỉ vào Hứa Thuần Lương hung ác nói, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội, mở xong sẽ ta liền đi tìm ngươi. Trương Hải Đào nội tâm hơi hồi hộp một chút, dù sao có tật giật mình, chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua bị hắn biết rồi. Cũng không dám tiếp tục lưu lại, vội vàng rời đi phòng họp. Hứa Thuần Lương trước kiên nhẫn nghe bốn vị đại biểu tố cầu, kỳ thật đối với chuyện này, Trường Hưng hoàn toàn chính xác không chiếm lý. Cơ sở bệnh viện nhân viên y tế phổ biến thu nhập không cao, đều trông cậy vào tiền lương sinh hoạt, hiện tại liên tục 2 tháng tiền lương không có phát, mà lại bọn hắn bảo hiểm cũng riêng giao nộp mấy tháng. Đại biểu nhân viên y tế phát biểu nội khoa chủ nhiệm Triệu Hoành Đạt có chút kích động, chúng ta không muốn nháo sự, không muốn cho chính phủ thêm phiền phức, chúng ta biết không nên đem bệnh nhân vứt xuống, nhưng chúng ta cũng phải sinh hoạt chiếu cố lão nhân, nuôi dưỡng hài tử. Đều trông cậy vào kia chút tiền lương đâu, chúng ta những này nhân viên y tế cũng không thể đói bụng cho người ta xem bệnh Mai Chấn Trưởng, ngài đến cho chúng ta làm chủ Mai Như Tuyết nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa chủ nhiệm, người tỏ thái độ đi. Đá bóng ai không biết Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, thắm giọng yết hầu, đầu tiên ta đại biểu Trường Hưng bệnh viện hướng mọi người biểu thị xin lỗi, khất nợ chuyện tiền lương là công việc của chúng ta sai lầm. Nguy Sơn đảo phân viện cùng Trường Hưng bệnh viện là người một nhà, trong mắt của chúng ta không phân khác biệt. Phụ khoa chủ nhiệm La Xuân Mai nói, Hứa chủ nhiệm, ngài vẫn là nói chút thật tế khất nợ tiền lương đến cùng lúc nào có thể phát. Bọn hắn cũng không cho rằng là người một nhà, Trường Hưng là Trường Hưng, bọn hắn chỉ là cái phân viện, tiền lương đãi ngộ cùng bản bộ những bác sĩ kia căn bản không có cách nào so. Hứa Thuần Lương nói, hơn 200 người 2 tháng tiền lương, lại thêm bảo hiểm cái gì? Tổng cộng đến 100-200 vạn, số tiền kia đối Trường Hưng tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Vậy cũng không thể không phát Hứa Thuần Lương nói, phát, Triệu viện trưởng đã để tài vụ đem tiền lương khoản tất cả đều chuẩn bị xong, nhưng là đột nhiên phát sinh một chút không tưởng tượng được vấn đề. Triệu Hoành Đạt nói, ngươi liền đừng có gạt bọn ta, nào có nhiều như vậy vấn đề. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho. Hứa Thuần Lương nói, tình huống là như thế này. Dựa theo lúc trước Trường Hưng cùng Nguy Sơn đảo bệnh viện ký lấy tiếp quản trong hiệp nghị quy định, phân viện vận chuyển bình thường 3 năm về sau, từ nơi đó chính phủ phối hợp Trường Hưng hoàn thành quyền tài sản thay đổi thủ tục. Dựa theo hiệp nghị, 3 tháng trước Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản liền nên thuộc về Trường Hưng, nhưng là cho tới bây giờ, Hồ Sơn trấn chính phủ cũng không hiệp trợ Trường Hưng hoàn thành quyền tài sản thay đổi chương trình. Cái này cùng cặp vợ chồng kết hôn, cùng một chỗ qua 3 năm, đến bây giờ không có lĩnh chứng. Danh bất chính, ngôn bất thuận Mai Như Tuyết không nói chuyện, nàng đối Hứa Thuần Lương giảo hoạt đã hiểu rõ rất sâu, ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm sao làm. Nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương nói, ta muốn hỏi các vị Trường Hưng tại quá khứ 3 năm có hay không khất nợ qua các người tiền lương, thiếu giao nộp qua các người bảo hiểm. Bốn vị dân tuyển đại biểu nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Đi qua hoàn toàn chính xác chưa từng xảy ra Hứa Thuần Lương nói tới hiện tượng. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản không rõ, nếu như Hồ Sơn trấn chính phủ không chịu phối hợp Trường Hưng tiến hành quyền tài sản thay đổi, chúng ta Trường Hưng cùng Nguy Sơn đảo bệnh viện liền không thể không làm ra cắt chém, giống như là giữa chúng ta hôn nhân không hợp pháp, thay lời khác tới nói, Trường Hưng cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối các vị đang ngồi cùng phân viện tất cả nhân viên phụ trách. Hứa chủ nhiệm, người không muốn nói chuyện giật gân, đi qua không có Trường Hưng chúng ta Nguy Sơn đảo bệnh viện một dạng làm rất tốt. Đúng rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, thật sự là như thế sao? Lúc ấy nếu như Trường Hưng không có tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện, chỉ sợ sớm đã phá sản đi, bệnh viện phá sản, tổn thất lớn nhất vẫn là nhân viên. Hiện tại Nguy Sơn đảo bệnh viện tình trạng cũng không thể lạc quan, nếu như Trường Hưng rút vốn, ta tin tưởng các ngươi lập tức liền gặp phải phá sản thanh toán vận mệnh.
trừ phi Hồ Sơn trấn chính phủ nguyện ý xuất ra một số tiền lớn đến nuôi sống các ngươi. Hắn hướng Mai Nhược Tuyết nhìn thoáng qua, không nói đến Nguy Sơn đảo bệnh viện lâu dài ở vào hao tổn trạng thái, vẻn vẹn là mỗi tháng nhân viên tiền lương bảo hiểm, liền hơn 100 vạn, Mai trấn trưởng chuẩn bị sẵn sàng sao? Mai Nhược Tuyết không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương nói tới đến độ là hiện thực, thật làm cho Hồ Sơn trấn chính phủ mỗi tháng xuất ra hơn 100 vạn đến ủng hộ Nguy Sơn đảo bệnh viện cơ hồ là chuyện không thể nào. Hứa Thuần Lương ngay tại tướng Trường Hưng cùng phân viện công nhân viên chức mâu thuẫn tái giá đến Hồ Sơn trấn chính phủ trên thân, hắn thật là đủ âm hiểm. Hứa Thuần Lương nói, ta lại cho mọi người lộ ra một tin tức, Hồ Sơn trấn chính phủ trước mắt đang cùng Đại Hằng tập đoàn hiệp đàm, cố ý nhượng lại Nguy Sơn đảo bệnh viện cánh đồng cho Đại Hằng tập đoàn, nếu như hết thảy trở thành sự thật, Nguy Sơn đảo bệnh viện sẽ bị dỡ bỏ, nơi này tướng lại biến thành sân chơi cùng du lịch địa sản, người liền gặp phải lại có nghiệp vấn đề. Vì cái gì, dựa vào cái gì bán bệnh viện chúng ta a? Tại sao muốn hủy đi bệnh viện chúng ta? Chúng ta không đồng ý. Ta cũng nghe nói Đại Hằng tập đoàn đến khảo sát sự tình, không nghĩ tới nhìn chúng bệnh viện chúng ta. Mai Nhược Tuyết thật sự là phục Hứa Thuần Lương đổ thêm dầu vào lửa năng lực, nàng cải chính, mọi người đừng nghe những này không có chứng cớ giao ngôn, ở trên đảo không có khả năng không có bệnh viện, trấn chính phủ cũng không có cùng Đại Hằng tập đoàn chính thức ký kết. Hứa chủ nhiệm nói đến những chuyện này đơn thuần tin đồn thất thiệt, không phải sự thật. Hai người một chuyện lấy tung tin đồn nhảm, một chuyện lấy bác bỏ tin đồn. Bốn vị đại biểu có chút hồ đồ rồi, cái này hai có phải hay không thông đồng tốt diễn giật dây. Hứa Thuần Lương nói, Mai trấn trưởng, đều đến hiện ngay tại lúc này, người cũng đừng giấu giếm mọi người, Khổng Bí Thư có phải hay không cùng đi Đại Hằng tập đoàn đi gặp huyện lãnh đạo rồi. Phụ khoa chủ nhiệm La Xuân Mai lớn tiếng nói, hủy đi bệnh viện chúng ta cái thứ nhất không đồng ý, chúng ta là Trường Hưng phân viện, nghĩ hủy đi bệnh viện chúng ta nhất định phải Đông Châu thị lãnh đạo đồng ý, các ngươi Hồ Sơn trấn dựa vào cái gì làm chủ? Đúng rồi, không thông qua chúng ta đồng ý, các ngươi dựa vào cái gì đem bệnh viện của chúng ta bán? Mai Nhược Tuyết giơ chân lên, dùng gót giày hung hăng giẫm tại Hứa Thuần Lương chân trên mặt mũi, thật sự là hận chết hắn, ta hảo tâm giúp ngươi dập lửa, ngươi lại hỏa thủy đông dẫn. Đem đầu mâu tất cả đều dẫn tới ta lên trên người, lấy oán trả ơn ra hỏa. Hứa Thuần Lương chịu đựng đau, các vị chủ nhiệm không nên kích động, căn cứ Triệu viện trưởng chỉ thị, nhất định phải nhanh minh xác quyền tài sản, chỉ cần quyền tài sản vấn đề giải quyết, các ngươi tiền lương vấn đề liền sẽ có được giải quyết, mà lại các ngươi sẽ hưởng thụ cùng Trường Hưng bản bộ nhân viên đồng dạng phúc lợi đãi ngộ, cải biến từ xưa tới nay không công bằng hiện tượng. Hứa Thuần Lương hít vào một hơi, Mai Nhược Tuyết còn không có đem chân nâng lên. Gót giày thuận thế tại hắn trên bàn chân tới cái độc long toàn, Mai trấn trưởng xem ra là thật tức giận. Hứa Thuần Lương không sợ nàng sinh khí, đương nhiên, nếu như Hồ Sơn trấn chính phủ có thể vì Ngụy Sơn đảo bệnh viện an bài lựa chọn tốt hơn, bảo hộ các vị chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên, chúng ta Trường Hưng có thể hiện tại liền rời khỏi, nếu như không cách nào làm được, ta hy vọng Mai trấn trưởng có thể sớm một chút hiệp giúp bọn ta làm quyền tài sản chuyển nhượng, sớm ngày minh xác Ngụy Sơn đảo bệnh viện thuộc về. Để toàn thể nhân viên an tâm. Triệu Hoành Đạt nói, cái này có phiền toái gì, chúng ta vốn chính là Trường Hưng nhân viên, Nguy Sơn đảo bệnh viện là Trường Hưng phân viện, năm đó đều ký qua hợp đồng, cũng không thể nói đổi liền đổi a. Mai Nhược Tuyết mỉm cười nói, các vị chủ nhiệm không cần bối rối, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết, không bằng hôm nay chúng ta trước hết đàm đến nơi đây. Không được, chuyện tiền lương còn không có giải quyết đâu. Đúng. Nếu như không cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn, chúng ta liền không đi. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi ra ngoài biểu thị muốn gọi điện thoại, đến đi ra bên ngoài, hắn cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, hôm nay cái này cây đuốc thiêu đến không sai biệt lắm, nếu như Trường Hưng phương diện không có chỗ biểu thị, những nhân viên này khẳng định không đáp ứng, mà lại nhân viên y tế là vô tội, bọn hắn chỉ là Trường Hưng bệnh viện cùng Hồ Sơn trấn chính phủ ở giữa đánh cờ vật hy sinh. Hứa Thuần Lương đề nghị Triệu Phi Dương ra tay trước một tháng tiền lương, trấn an nhân viên y tế cảm xúc, đồng thời cũng có thể hướng Hồ Sơn trấn chính phủ biểu hiện ra thành ý. Triệu Phi Dương đồng ý lập tức an bài, dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, trên một điểm này Triệu Phi Dương vẫn rất có quyết đoán. Hứa Thuần Lương trở về phòng họp về sau, công bố cùng trong nội viện cân đối kết quả, ta ở chỗ này có một tin tức tốt nói cho mọi người, hôm nay trước khi tan sở. Trường Hưng tài vụ sẽ đem tháng trước tiền lương cấp cho đến các vị trong chương mục. Tháng này đâu, tháng này đều sắp tới rồi. Hứa Thuần Lương đối với tình người tham mộng là hiểu rõ vô cùng, hơn phân nửa đều là được lũng trông thục,
hắn cười nói, ta nói còn chưa nói xong. Triệu Hoành Đạt nói, mọi người yên lặng một chút, nghe Hứa chủ nhiệm nói xong. Hứa Thuần Lương nâng chung trà lên uống một ngụm, cố ý bán rẽ cái nút, hiện trường tất cả mọi người nhìn xem hắn, Hứa Thuần Lương nói, lập tức liền là xong tiết, Triệu viện trưởng quyết định đối phân viện đối xử như nhau, mỗi người cấp cho 600 đồng tiền thẻ mua sắm. Đi qua Cố Hậu Nghĩa tại nhiệm thời điểm, phân viện phúc lợi chưa hề cùng bản bộ làm chuẩn qua. Chúng ta tháng này tiền lương đâu? La Xuân Mai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Thuần Lương nói, cuối tháng trước sẽ vào phúc lợi cùng một chỗ cấp cho, ta có thể bảo chứng, tại ta rời đi nơi này trở về Đông Châu trước đó, nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, nếu như ta làm không được, các ngươi liền cùng một chỗ đem ta ném trong hồ đi. Triệu Hoành Đạt nói, Hứa chủ nhiệm, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là các ngươi lần lượt hứa hẹn lần lượt lật lọng, quá để cho người ta hàn tâm. Hứa Thuần Lương nói, Mai Trấn Trưởng có thể giúp ta làm chứng, nếu như hôm nay các ngươi tháng 8 tiền lương vẫn chưa tới sổ sách, các ngươi tìm Mai Trấn Trưởng muốn. Mai Như Tuyết não bổ ra tướng con hàng này chứ ở bao cát bên trong quyền đấm cước đá hình tượng, kia đều không đủ giải hận. Mai Như Tuyết cố nén đầy ngập phẫn nộ nói, mọi người yên tâm đi, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát Trường Hưng phương diện, nhất định khiến hắn nhóm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói không giữ lời uổng làm người vậy. Tin tưởng Hứa chủ nhiệm sẽ không như thế làm, nếu như hắn thật làm không được, cứ dựa theo chính hắn nói, đem hắn ném tới trong hồ cho ăn con rùa. Hứa Thuần Lương nhìn nàng một cái, một câu cuối cùng cũng không phải hắn nói đến. Mai Trấn Trưởng nói đến thật tốt, mọi người cứ yên tâm, tháng 8 tiền lương hôm nay liền đến chương mục, các vị nếu như không có đừng sự tình, nhanh đi về công việc đi, hết thảy lấy bệnh nhân làm đầu, bệnh cấp tính người chỗ gấp, cần người bệnh cần thiết thủy chung là chúng ta Trường Hưng người tôn chỉ. Bốn tên đại biểu cũng coi như không có nhục sứ mệnh, mặc dù không có đem thiếu lương tất cả đều cho muốn trở về, nhưng là chí ít hôm nay có thể tới sổ một nửa, Hứa Thuần Lương ngay trước trưởng trấn Mai Như Tuyết bột lại ưng thuận hứa hẹn, đoán chừng hẳn là sẽ không nói láo ưa tiễn bốn tên đại biểu, Hứa Thuần Lương chuẩn bị thời điểm ra đi, Mai Như Tuyết để hắn lưu thêm một hồi. Ban sử chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng biết điều rời đi phòng họp nhỏ. Hứa Thuần Lương ngay trước Mai Như Tuyết bột đem vớ giày đều cho thoát. Chân phải trên bàn chân đã lưu lại một cái rõ ràng lõm ấn. Mai Trấn Trưởng, điên rồi ngươi. Làm sao không có đem ngươi chân cho đạp gãy? Hứa Thuần Lương nói, thân là trưởng của một trấn ngươi như thế nào là cái người thiếu kiến thức pháp luật a? Người thiếu kiến thức pháp luật cũng so lưu manh mạnh a? Ngươi đừng chửi bới ta danh dự. Hứa Thuần Lương đem vớ giày mặc. Mai Như Tuyết nói, ta hy vọng sự tình hôm nay là một lần cuối cùng, nếu như tái phạm lần nữa. Các người Trường Hưng liền muốn cân nhắc rời đi. Uy hiếp không giải quyết được vấn đề, Mai Trấn Trưởng, chuyện này nguyên nhân gây ra không tại chúng ta Trường Hưng, người dám ở ngay trước mặt ta đập lấy bộ ngực nói các người Hồ Sơn Trấn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Lúc trước hứa hẹn các loại điều kiện ưu đãi đem chúng ta Trường Hưng cho hống tới, tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện cái này cục diện rối rắm, hiện tại rốt cục nghênh đón Nguy Sơn Đảo đại khai phát, lại muốn đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài, cái này cùng bội tình bạc nghĩa có gì khác biệt? Mai Như Tuyết nói, người muốn ta nói cho người bao nhiêu lần, chuyện này phi thường phức tạp, không phải lập tức liền có thể giải quyết hỏi đề. Ta không có để người bây giờ liền giải quyết, nhưng người dù sao cũng phải có cái minh xác thái độ a. Người có phải hay không đứng tại chính nghĩa một bên? Nhìn Hứa Thuần Lương nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Mai Như Tuyết có chút muốn cười, giống như bọn hắn Trường Hưng đại biểu chính nghĩa, nàng nhưng cho rằng như vậy, đầu tiên Trường Hưng khất nợ nhân viên tiền lương chính là không đúng. Cố ý lợi dụng chuyện này đến áp chế Hồ Sơn Trấn chính phủ càng là sai tải lên sai. Mai Như Tuyết nói, giải quyết mấu chốt của vấn đề không tại chúng ta nơi này. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, Mai Trấn Trưởng, người đây chính là tại đùn đẩy trách nhiệm, nếu như các ngươi tôn trọng năm đó kia phần hiệp ước, trong huyện chắc chắn sẽ không phản đối, hiện tại là các ngươi không chịu hỗ trợ, Khổng Bí Thư thái độ ngươi đều thấy được, hắn một tâm phủ nhận năm đó hợp đồng, hy sinh ích lợi của chúng ta lấy lòng Đại Hằng tập đoàn. Xem ở hai chúng ta là bằng hữu phân thượng, ta không phương cho ngươi thấu cái đáy, Trường Hưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Nguy Sơn Đảo phân viện. Nếu như các ngươi kiên trì đem khối này nhượng lại cho Đại Hằng tập đoàn, chúng ta Trường Hưng khẳng định sẽ tranh đến cùng. Ngươi lại uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, là nói thật, trong tay chúng ta có hợp đồng, coi như chuyện này nháo đến trong tỉnh chúng ta còn không sợ, Đại Hằng tập đoàn cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng là các ngươi Hồ Sơn Trấn chính phủ thổi hắc chạm canh gác. Kéo lệch cái sự tình một khi lộ ra ánh sáng, đến tiếp sau ảnh hưởng đoán chừng các ngươi cũng khống chế không nổi,
ngươi còn trẻ như vậy, tốt đẹp hoàn lộ, tại sao phải đi theo Khổng Tường Sinh cái kia lão hồ đồ một dạng tầm nhìn hạn hẹp. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ta cảnh cáo ngươi, không muốn phía sau vũ nhục lãnh đạo. Thôi đi, ta đoán chừng ngươi cũng nhìn hắn không thuận mắt, liền hắn cũng xứng lãnh đạo ngươi. Nếu không hai ta tổng cộng, mượn chuyện này đem cái kia lão hồ đồ cho xử lý, ngươi chính là Hồ Sơn Trấn thứ nhất thư ký. Mai Như Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên tam quan vỡ vụn, con hàng này đến tột cùng là cái gì tâm nhãn, đem mình làm người nào. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này không muốn ngươi ra mặt, ta lược thi tiểu kế liền có thể để hắn xéo đi, ngươi chờ chân thật đương bí thư là được. Hứa Thuần Lương, ta không có ngươi nghĩ hèn hạ như vậy. Dối trá không phải, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái tốt binh sĩ, cái nào phó chức không nịnh bợ chức vị chính xảy ra chuyện, ta hiểu. Mai Như Tuyết trong lòng tự nhủ ngươi biết cái gì, cùng hắn thật không thể tiếp tục nói nữa, con hàng này tam quan có vấn đề, lại nói tiếp cảm giác mình thuần khiết tư tưởng đều bị hắn ô nhiễm. Nói hết à, Mai Như Tuyết hạ lệnh trục khách. Không có, ta còn có một chính sự, bệnh viện chúng ta chung quanh có chừng 10 mấy 20 gian bề ngoài. Tất cả đều là vi phạm luật lệ xây dựng, trường kỳ chiếm cứ chúng ta tài nguyên, xâm chiếm địa bàn của chúng ta, các ngươi có quản hay không? Mai Như Tuyết nói cho hắn biết chuyện này về tổng hợp chấp pháp văn phòng quản. Hứa Thuần Lương để nàng giúp cái chuyện nhỏ, để tổng hợp chấp pháp trước cho những cái kia bề ngoài hạ dỡ bỏ vi phạm luật lệ làm trái xây thư thông báo. Mai Như Tuyết gặp qua báo cáo người khác, còn chưa thấy qua mình báo cáo mình, trong lúc nhất thời không biết hắn trong hồ lô bán cái gì thuốc. Bất quá cái này thuộc về hợp lý yêu cầu, Mai Như Tuyết biểu thị sẽ cho người điều tra rõ ràng, nếu như hắn báo cáo là thật, sẽ an bài tổng hợp chấp pháp xử lý giải quyết chuyện này. Xế chiều hôm đó đi làm trước đó, Nguy Sơn đảo phân viện toàn thể nhân viên liền nhận được tháng 8 tiền lương, số tiền kia nhiều ít làm ra ổn định quân tâm tác dụng. Phó viện trưởng Nghiêm hồi ý như chút được gánh nặng, cuối cùng hóa giải quyết tình hình khẩn cấp. Đồng thời bọn hắn cũng nhận được trong nội viện đối Hứa Thuần Lương mới nhất bổ nhiệm. Hứa Thuần Lương được bổ nhiệm làm viện trưởng đặc biệt trợ lý. Cái này bổ nhiệm phi thường có ý tứ, đi qua nghe nói qua viện trưởng trợ lý, bình thường tới nói viện trưởng trợ lý tương đương với chính khoa cấp, hiệp trợ viện trưởng xử lý trong nội viện bên ngoài các loại sự vụ, Cố Hậu Nghĩa nhiệm kỳ bên trong không có thiết qua chức vị này. Triệu Phi Dương cho trợ lý phía trước tăng thêm đặc biệt hai chữ, liền giao phó chức vị này đặc biệt hàm nghĩa khác, có thể hiểu thành chuyên môn vì giải quyết Nguy Sơn đảo phân viện mới bổ nhiệm trợ lý. Cũng có thể hiểu thành vượt cấp đề bạt, dù sao Hứa Thuần Lương chỉ là một cái bình thường khoa viên, tại hắn phân công bên trên, Triệu Phi Dương nhất định phải cẩn thận. Liên tưởng tới Hứa Thuần Lương chủ động đi trong trấn giải quyết phân viện công nhân viên trước gây chuyện sự tình, Nghiêm hồi ý thức được tiểu tử này là mang nhiệm vụ tới, Triệu Phi Dương cùng mình thủ đoạn chơi, trước nói với mình cấp cho tiền lương, sau đó lại lật lọng, làm được bản thân trong ngoài không phải người. Cuối cùng vẫn là Hứa Thuần Lương hỗ trợ muốn tới một tháng tiền lương. Nghiêm hồi ý nhận là tất cả đều là Triệu Phi Dương dở trò quỷ, hắn đây là thay đổi biện pháp giúp Hứa Thuần Lương lập uy, người tốt đều để Hứa Thuần Lương làm. Nghiêm hồi ý có chút buồn bực, bất quá ngẫm lại mình tức sắp rời đi Trường Hưng, cũng không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này hỏng tâm cảnh, Hứa Thuần Lương vốn chính là Triệu Phi Dương người, đừng để ý tới hắn lập trường như thế nào, người năng lực là đáng giá khẳng định, lại nói mình nấc cụt vẫn là người ta hỗ trợ chỉ tốt. Thiếu Lương Phong Ba tạm thời lắng lại. Nghiêm hồi ý quyết định chủ trì tổ chức một cái chất khống hội nghị, truyền đạt một chút thượng cấp văn kiện, chuyên môn thông chi Hứa Thuần Lương nhất định phải đến họp. Hứa Thuần Lương tiếp vào điện thoại thời điểm, chính vây quanh phân viện bề ngoài đi dạo đâu. Trải qua lớn bình ngũ kim điếm thời điểm, thình lình một chậu nước dội cho ra, nếu không phải Hứa Thuần Lương phản ứng kịp thời, cái này chậu nước khẳng định phải dội ở trên người hắn. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn đến từ đại bình hướng hắn liếc mắt. Đệ đệ của nàng Từ Đại Khánh bị câu lưu tất cả đều bái Hứa Thuần Lương ban tặng, đương nhiên nhìn hắn không thuận mắt, cái này bồn nước bẩn cũng là cố ý gây nên, bất quá không có xính. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại tiến vào ngũ kim điếm chiếm hai gian bề ngoài, cộng lại hơn 100 bình. Hắn nghe qua giá cả, giống như vậy bề ngoài tại trên trấn hàng năm tiền thuê đại khái chừng 3 vạn, nói cách khác Từ Đại Bình đại khái thiếu bệnh viện 9 vạn khối tiền thuê. Đây vẫn chỉ là nàng một nhà. Trước mắt tại khai trương bề ngoài hết thảy 13 nhà, Trường Hưng tiếp quản đến nay, tiền thuê liền tịch thu đi lên một phân tiền. Từ Đại Bình gặp hắn đi tới, tức giận nói, làm cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, bệnh viện chúng ta địa phương ta còn không thể tới.
Từ Đại Bình nói, ta muốn tới. Tiền thuê đâu? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hứa Thuần Lương không đáng cùng bà lão này nhóm so đo, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, đi bệnh viện họp. Bệnh viện phòng họp điều kiện đơn sơ, chất khống tiểu tổ đa số người cũng đã đến, không thấy được Kim Vĩnh Hạo, theo nói có chuyện gấp xin phép nghỉ, hắn hai ngày này bệnh chí phạm vào, nghe nói Thạch Lương thôn có cái họ Liễu trung y ở phương diện này có bí phương, cho nên đi qua nhìn một chút. Phó viện trưởng Trương Hải Tân là cái cuối cùng đến, từ khi chất khống tiểu tổ đến về sau, con hàng này thái độ liền biểu hiện được tương đối tiêu cực. Người đến đông đủ về sau, Nghiêm Hồi Ý tuyên bố hội nghị bắt đầu, trước nhằm vào phân viện hai ngày này phát sinh tình huống phát biểu nói chuyện, bởi vì tháng 8 tiền lương đã đến sổ sách, tâm tình của mọi người cũng rõ ràng bình phục không ít. Sau đó hắn đem quyền lên tiếng giao cho Đường Minh Mị, từ Đường Minh Mị tuyên đọc Trường Hưng lần này chất khống kiểm tra cụ thể văn kiện điều lệ. Trương Hải Tân thói quen móc ra thuốc lá, còn chưa kịp đốt, liền bị Hứa Thuần Lương ngăn lại, Trương Việt, họp thời điểm không cho phép hút thuốc. Trương Hải Tân không có phản ứng hắn, không coi ai ra gì thuốc lá cho đốt lên, cười nói, ta quen thuộc, không rút khó chịu. Hắn dùng sức hít một hơi thuốc lá, lông đều không có đâm đủ đâu, cùng ta công khai khiêu chiến, từ đại khánh kia món nợ ta còn không có tính với ngươi đâu. Thình lình bên cạnh duỗi ra một chi tay, đem hắn trên miệng khói đoạt mất. Trực tiếp ném xuống đất dẫm diệt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Trương Hải Tân có chút mộng bức, con hàng này cũng quá phách lối đi. Hứa Thuần Lương nói, người không nghe thấy à, Đường y tá trưởng vừa mới tuyên bố ua văn kiện, chất lượng kiểm tra trong lúc đó, tất cả nhân viên không được tại khu làm việc hút thuốc, thân là phó viện trưởng ngươi có phải hay không hẳn là làm gương tốt. Trương Hải Tân tức giận đến mặt đều tái rồi, đây là khu làm việc sao? Hứa Thuần Lương nhìn qua Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý trong lòng tự nhủ tiểu tử này rõ ràng là muốn kéo chính mình xuống nước, hắn ho khan một tiếng nói, Hải Tân đồng chí, chú ý một chút kỷ luật. Trương Hải Tân phát hỏa, ta nói chúng ta có thể hay không làm điểm thực tế. Cái gì 6S, 5S, làm những cái kia hư đầu ba não đổ vật làm gì? Bên này là Nguy Sơn đảo không phải Đông Châu, hai bên tình huống không giống, không thể dùng bên kia tiêu chuẩn cân nhắc bên này. Nghiêm Hồi Ý biết người này là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho tới nay hắn đều trong lòng còn có bất mãn, phân viện phát sinh rất nhiều phiền phức đều cùng hắn có quan hệ. Nghiêm Hồi Ý nói, Nguy Sơn đảo bệnh viện có phải hay không thuộc về Trường Hưng? Các ngươi có phải hay không Trường Hưng một phần tử? Thân là Trường Hưng một viên liền muốn tuân thủ, thủ Trường Hưng kỷ luật. Trương Hải Tân nói, Nghiêm viện, các ngươi cũng ra ngoài nghe một chút dân chúng tiếng hô. Có chất lượng kiểm tra công phu vẫn là nghĩ muốn làm sao mau đem khất nợ tiền lương phát hạ tới. Hứa Thuần Lương nói, Trương viện phó, người đối Trường Hưng rất bất mãn a. Trương Hải Tân lắc đầu nói, không có sự tình, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi như vậy thích nói thật, kia ta muốn hỏi một chút, bệnh viện chung quanh những cái kia bề ngoài, những năm này tiền thuê đều đi nơi nào. Trương Hải Tân nói, bọn hắn không giao a, ta thu không được. Kim viện trưởng cũng tịch thu đi lên, ta có thể có biện pháp nào? Có bản lĩnh người đi muốn a? Khế ước thuê mướn đâu? Trương Hải Tân giả bộ như không nghe thấy, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết những cái kia bề ngoài đều là ngươi thuê, có hay không khế ước thuê mướn? Nếu như không có khế ước thuê mướn, chuyện này ta sẽ lên báo kiểm tra kỷ luật bộ môn. Đương nhiên là có, Trương Hải Tân phát hỏa, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói. Ngươi có ý tứ gì? Châm đối ta đúng hay không? Nghiêm Hồi Ý tranh thủ thời gian ra mặt dập lửa, đều đừng kích động a, cũng là vì bệnh viện lợi ích, mọi người tâm bình khí hòa mà nói. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân đồng chí, ta đại biểu Trường Hưng yêu cầu ngươi lập tức cung cấp chung quanh người mướn khế ước thuê mướn. Trương Hải Tân ha ha nở nụ cười, tiểu Hứa, Trường Hưng mặc dù tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện, nhưng là chúng ta trước mắt là thuê quan hệ, Trường Hưng cũng không có được bệnh viện này quyền tài sản. Ngươi không có tư cách yêu cầu ta cung cấp khế ước thuê mướn. Ngươi có thể không cung cấp, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn cung cấp. Xem ra cái hội nghị này ta không có tham gia tất yếu, Trường Hưng đối thái độ của chúng ta chưa hề đều là bài xích cùng hoài nghi, Trương Hải Tân phẫn mà rời tiệc. Nghiêm Hồi Ý nhìn thấy sự tình náo thành cái dạng này, đành phải tuyên bố tan họp, sau đó hắn tìm được Hứa Thuần Lương, trách cứ hắn không nên nóng vội, chỉ ít trước đó hẳn là cùng hắn thông khí. Hứa Thuần Lương nói cho Nghiêm Hồi Ý, trong chuyện này tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, Trương Hải Tân người này chính là con sâu làm dầu nồi canh, từ Đại Khánh,
Trương Hải Đào đám người kia tất cả đều duy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn đem chất khống công việc thuận lợi tiến hành tiếp, nhất định phải trước tiên đem Trương Hải Tân cái tai họa này cho thanh trừ hết. Nghiêm Hồi Ý chỉ muốn an an ổn ổn đem trong khoảng thời gian này cho lừa gạt qua, trở về Đông Châu hắn điều lệnh nên xuống tới, về sau liền muốn vĩnh viễn rời đi Trường Hưng, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Hiện tại hắn có chút hối hận chủ động đem Hứa Thuần Lương cho muốn đi qua, con hàng này là cái không an phận hạng người, đi đến chỗ nào cũng phiền phức không ngừng, Triệu Phi Dương cái này người phụ tá thật là đặc biệt. Trương Hải Đào chính tại hậu viện soát xe, thình lình một thùng nước thẳng vào mặt tưới xuống dưới, đem hắn rót lạnh thấu tim, mấu chốt là thùng nước kia là hắn dùng để lau xe nước bẩn. Trương Hải Đào một bên xóa đi trên mặt nước bẩn, một bên kêu to, mẹ nó ai? Trên mông đã chịu một cú đạp nặng nề, Trương Hải Đào bị thụy đến sông về phía trước, chán đâm vào trên cửa sổ xe, thông qua thủy tinh phản quang, hắn nhìn chắp sau lưng Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương bắt lấy tóc của hắn đem mặt của hắn nhấn tại trên cửa sổ xe, Trương Hải Đào bộ mặt cơ bắp đều bị chen thành mặt phẳng, ngươi thả. Mở, bởi vì miệng chống đỡ tại trên cửa sổ, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Trương Hải Đào hết sức giãy giụa lấy, đáng tiếc ở trước mặt hắn căn bản không có năng lực hoàn thủ. Hứa Thuần Lương buông hắn ra, Trương Hải Đào quay người hướng hắn đánh tới, bị Hứa Thuần Lương một cước thụy trúng bụng dưới, thụy đến Trương Hải Đào ôm bụng quỳ xuống, Hứa Thuần Lương. Ngươi, ngươi cho ta chờ, chờ. Hứa Thuần Lương cười nói, người không sợ xuẩn, liền sợ xuẩn mà không biết, chỉ cần ta đem chuyện tối ngày hôm qua báo cáo đồn công an. Ba các ngươi tất cả đều đến đi vào. Ta không sợ ngươi, Trương Hải Đào mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng đã phát hoảng. Hứa Thuần Lương mở ra điện thoại, chiếu lại tối hôm qua ghi âm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trương Hải Đào nói, còn không thừa nhận. Có muốn hay không ta đem hai người họ lấy ra cùng ngươi đối chất? Trương Hải Đào cắn răng nói, cùng lắm thì câu lưu ta mấy ngày, ngươi dám báo cảnh, ta để ngươi không về được Đông Châu. Ba. Hứa Thuần Lương một cái tát mạnh rút tới, đánh cho Trương Hải Đào mắt nổi đom đóm, hắn bụng mặt, thế mà không có dám phản kháng, trên tâm lý đã sớm sợ, lại thêm cái miệng rộng này tử, cả người triệt để bị Hứa Thuần Lương cho chấn nhiếp rồi. Liền ngươi cái này hạnh kiểm, không có bản sự kia cũng đừng thổi như bức, ngươi cho rằng chỉ là câu lưu mấy ngày. Từ Đại Khánh đã bị khai trừ, ngươi cũng giống vậy, nhìn ngươi tuổi còn trẻ làm sao lại như thế không có đầu óc, Trương Hải Tân để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Hắn để ngươi đớp cứt ngươi có đi hay không? Trương Hải Đào không nói. Hứa Thuần Lương nói, ta không sợ nói cho ngươi, Trương Hải Tân bày ra chuyện, bệnh viện ngay tại cha hắn đi qua hắn đương viện trường thời điểm thu hối lộ, liên quan đến nhiều hạng phạm pháp làm trái kỷ, 89 phần 10 liền muốn đi vào, ngươi nếu là hơi có chút đầu óc, tranh thủ thời gian cùng hắn phân rõ giới hạn. Trương Hải Đào là cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, cái kia điểm đầu óc sao có thể xoay chuyển qua Hứa Thuần Lương? Bụng mặt nói, ngươi đừng hống ta. Ngươi cũng xứng, Hứa Thuần Lương vung tay lên, dọa đến Trương Hải Đào tranh thủ thời gian lui về sau, phía sau lưng lại đụng trên xe, hắn hiện tại đã hoang mang lo sợ, cùng không có đầu con ruồi đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, vẻn vẹn là bệnh viện phía ngoài những cái kia bề ngoài, những năm này tiền thuê hết thảy có bao nhiêu. Thật cho là chúng ta không biết, Trương Hải Tân không phải thu không được, là không muốn thu, bí mật hắn cũng không có ít lấy chỗ tốt. Trương Hải Đào hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao mà biết được. Liền lấy từ đại bình ngũ kim điếm tới nói, những năm này không ít cho Trương Hải Tân tặng lễ a. Trương Hải Đào đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, người đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Bình thường càng là nói cái gì cũng không biết, liền chứng minh khẳng định biết một chút cái gì. Hứa Thuần Lương thở dài nói, để cho ta nói thế nào ngươi, bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Đánh ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi người này trung thực, Trương Hải Tân liền lợi dụng ngươi điểm này, để ngươi uống rượu ngươi cứ uống rượu, để ngươi dẫn đầu nháo sự ngươi liền dẫn đầu nháo sự, ngươi có đầu óc hay không? Xảy ra chuyện hắn thay ngươi gánh chịu sao? Liền bảo hôm nay chuyện này, ngươi đã được xếp vào sổ đen, nếu có lần sau nữa nói không chừng liền an bài cho ngươi cái xung kích cơ quan nhà nước tội ác. Trương Hải Đào đã triệt để bị Hứa Thuần Lương kinh hãi. Hứa Thuần Lương nói, ta không thích bạo lực, đánh ngươi là vì để ngươi nhớ lâu một chút, người lớn như vậy, làm như thế nào đứng đội không biết ha. Coi như ngươi không hiểu đứng đội, cũng phải hiểu bo bo giữ mình, chớ cùng lấy Trương Hải Tân vì hổ làm dài, cẩn thận bị hắn liên lụy, Từ Đại Khánh chính là của ngươi tấm gương.
Trương Hải Đào nuốt nước miếng một cái, người không điểm không thấu, hắn thật hoài nghi Trương Hải Tân bày ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có đi theo tham ô à. Trương Hải Đào tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng hắn không có cơ hội à. Hứa Thuần Lương nói, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ đi, tranh thủ thời gian cùng hắn phân rõ giới hạn, không phải đem ngươi trở thành đồng phạm cùng một chỗ bắt lại. Trương Hải Đào dọa đến khẽ run rẩy, đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương rời đi, sờ lên mình bị đánh một bạt tai mặt, còn có chút đau đâu, người này tay thật là nặng, may mắn chung quanh không ai trông thấy. Lúc này Trương Hải Tân gọi điện thoại tới để hắn ra lội xe, Trương Hải Đào nhớ tới Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi, nói cho hắn biết xe xảy ra chút vấn đề, ngay tại loại bỏ mau bệnh. Trương Hải Tân kỳ thật chính là đi trấn tổng hợp chấp pháp xử lý, gần như vậy đường căn bản không cần thiết dùng xe, nhưng là hắn là cái chú trọng hình thức người. Tổng hợp chấp pháp xử lý tìm Trương Hải Tân nguyên nhân là có người báo cáo bọn hắn làm trái xây, Mai trấn trưởng tự mình hỏi tới chuyện này, yêu cầu bọn hắn ngựa bên trên tiến hành xử lý. Trương Hải Tân tại Nguy Sơn đảo nhiều năm như vậy, nơi đó có không ít quan hệ, người ta cũng là cho hắn hữu nghị nhắc nhở, ám chỉ hắn tốt nhất chuẩn bị sớm. Nguy Sơn đảo bệnh viện bề ngoài là Trương Hải Tân đảm nhiệm người đứng đầu thời điểm dựng lên, lúc ấy liền không có chính quy thủ tục, toàn đều thuộc về vi phạm luật lệ kiến trúc. Dựa theo trên trấn chính sách, loại này kiến trúc thuộc về dỡ bỏ phạm vi, cho tới nay, dân bất lực quan không truy xét, những này bề ngoài đã lấy dạng này trạng thái tồn tại 4 năm. Trường Hưng tiếp quản trước đó, những cái kia người thuê còn định kỳ giao nạp tiền thuê, chờ đến Trường Hưng tiếp quản về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng giao tiền thuê kim, Trương Hải Tân không hỏi, Trường Hưng bên kia nhân viên quản lý cũng không giải quyết được. Hiện tại trưởng trấn Mai Như Tuyết tự mình hỏi đến chuyện này, mà lại cho tổng hợp chấp pháp xử lý ra lệnh, một khi thẩm tra, lập tức hạ dỡ bỏ thư thông báo. Tổng hợp chấp pháp làm người phụ trách cùng Trương Hải Tân quan hệ không tệ, cho nên tìm hắn đi qua sớm cho hắn lên tiếng kêu gọi. Không phải bọn hắn không nể tình, mà là phía trên mệnh lệnh không thể vi phạm, đề nghị hắn mau chóng nghĩ biện pháp, ám chỉ hắn tốt nhất tìm Mai trấn trưởng, chỉ cần Mai trấn trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này coi như qua. Trương Hải Tân cùng Mai Như Tuyết không quen, một là vị này trưởng trấn vừa tới, hai là hắn cũng nghĩ thông hơn người mời Mai Như Tuyết ăn cơm, nhưng là người ta căn bản không cho hắn cơ hội. Trương Hải Tân càng nghĩ, Mai Như Tuyết chắc chắn sẽ không cho hắn mặt mũi, hắn chỉ có thể đường cong cứu quốc, liên hệ bí thư Khổng Tường Sinh. Mai Như Tuyết đối Khổng Tường Sinh đã có một chút cái nhìn, dĩ nhiên không phải giống Hứa Thuần Lương nói đến như thế nàng muốn mưu đồ thay vào đó, mà là phát hiện vị này bí thư cách cục tồn tại vấn đề rất lớn. Hồ Sơn Trấn mặc dù chỉ là hương trấn cơ quan, nhưng là công tín lực cũng phi thường trọng yếu, liền Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề tới nói, Trường Hưng bệnh viện yêu cầu là hợp lý. Năm đó Thạch Lương Trấn chính phủ ký tên tương quan văn kiện, tìm căn nguyên tố nguyên những văn kiện này Hồ Sơn Trấn chính phủ cũng là phải giúp cho thừa nhận. Tại Đại Hằng tập đoàn đến đây khảo sát quá trình bên trong, Khổng Tường Sinh liền biểu hiện ra đối chiến tích cực độ khát vọng, kỳ thật hắn đối Nguy Sơn đảo tương lai tướng đến nơi nào phát triển, lại biến thành bộ dáng gì khuyết thiếu một cái minh xác khái niệm, đoán chừng hắn cũng sẽ không đóng tâm. Mai Như Tuyết đối Đại Hằng tập đoàn cũng đã làm hiểu rõ. Đại Hằng tại văn lữ hạng mục bên trên thông thường thao tác thủ pháp chính là đánh lấy kiến thiết sân chơi cờ hiệu tại xung quanh kiến thiết thương phẩm nơi ở. Ý của túy ông không phải ở rượu, bọn hắn tại địa phương khác khiến cho đồng loại hạng mục phần lớn tồn tại thực tế kiến thiết bên trong hạng mục rút lại, đến tiếp sau giữ gìn vô lực hiện tượng, cái này cùng Đông Châu chính phủ thành phố trường kỳ phát triển Nguy Sơn đảo kế hoạch cũng không tương xứng. Hứa Thuần Lương liên quan tới Trường Hưng khỏe mạnh dưỡng lão quy hoạch đả động Mai Như Tuyết. Bởi vì Mai Như Tuyết ngay tại thiết kế phương án chính là chế tạo lục sắc chi đảo, khỏe mạnh chi đảo, lợi dụng Nguy Sơn đảo được trời ưu ái địa lý điều kiện, đột xuất khỏe mạnh lý niệm, muốn chân chính thực hiện nhảy vọt phát triển, nhất định phải có minh xác chủ đề. Khổng Tường Sinh gọi điện thoại cho nàng cũng không phải là quan tâm nhân viên y tế đến sự tình, mà là hỏi tới Mai Như Tuyết an bài tổng hợp chấp pháp xử lý tra rõ Nguy Sơn đảo bệnh viện làm trái xây sự tình. Mai Như Tuyết nghe xong liền biết chắc là tổng hợp chấp pháp xử lý để lộ tin tức, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền truyền đến Khổng Tường Sinh trong lỗ tai. Mai Như Tuyết biểu thị có quần chúng báo cáo, chính phủ đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Khổng Tường Sinh biểu thị bọn hắn công việc bây giờ trọng điểm là phối hợp trong thành phố làm tốt chiêu thương công việc, cái khác không chuyện quan trọng trước tiên có thể thả một chút, kỳ thật chính là ám chỉ nàng không cần thao phần này nhàn tâm. Mai Như Tuyết đương nhiên có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Nói cho hắn biết mình nắm chắc. Cúp điện thoại,
Mai Như Tuyết liền đến tính tình, nàng không cần cha cũng có thể đoán được cái này ảo diệu bên trong. Hẳn là tổng hợp chấp pháp làm người đem tin tức tiết lộ cho Nguy Sơn đảo bệnh viện bên kia, nhận được tin tức một ít người trước tiên liên hệ Khổng Tường Sinh, ý đồ thông qua Khổng Tường Sinh can thiệp để cho mình từ bỏ đối với chuyện này chú ý. Lúc đầu Mai Như Tuyết cho rằng Nguy Sơn đảo bệnh viện làm trái xây vấn đề chỉ là một chuyện nhỏ, nếu như không phải Hứa Thuần Lương báo cáo, nàng cũng không sẽ đặc biệt coi trọng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, cùng một chỗ làm trái xây sự kiện thế mà đưa tới Khổng Tường Sinh tự mình hỏi đến, Mai Như Tuyết quyết định xâm nhập tìm hiểu một chút tình huống. Xế chiều hôm đó tổng hợp chấp pháp xử lý liền cho những này bệnh viện bên cạnh bề ngoài hạ đạt ngừng kinh doanh cùng ngày quy định dỡ bỏ thư thông báo, siết làm bọn hắn lập tức ngừng kinh doanh, một tuần bên trong nhất định phải hoàn thành tương quan dỡ bỏ công việc. Vượt qua quy định kỳ hạn tổng hợp ngành chấp pháp sẽ an bài nhân viên chuyên nghiệp tới theo nếp dỡ bỏ, kỳ thật phần này thư thông báo tượng trưng càng lớn, Hồ Sơn Trấn từ khi thành lập tới nay, tổng hợp chấp pháp xử lý vẫn còn chưa qua hủy nhà ghi chép. Thuê những này bề ngoài chủ xí nghiệp tiếp vào dỡ bỏ thư thông báo đều hoảng hồn, bọn hắn liên hợp lại đi tìm Trương Hải Tân, dù sao trong tay bọn họ khế ước thuê mướn là tại Trương Hải Tân nhiệm kỳ bên trong ký tên. Trương Hải Tân vốn cho rằng Khổng bí thư ra mặt chuyện này khẳng định giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới sự tình chẳng những không có giải quyết, ngược lại làm lớn chuyện, vị này mới tới Mai Trấn trưởng tựa hồ đối với Khổng bí thư cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Những cái kia chủ xí nghiệp tất cả đều tập trung ở Trương Hải Tân văn phòng. Trong tay bọn họ cầm lúc trước ký tên hiệp nghị, nhóm này thuê hiệp nghị là tập trung ở Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện trước đó ký tên, hiệp nghị kỳ 10 năm. Tiền thuê rất rẻ, quý nhất đến một hộ năm thuê đều không có hơn 2 vạn, đã liền như thế bọn hắn vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn thiếu thuê, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, 3 năm tích lũy lại đến cũng không ít tiền. Từ đại bình thanh âm vang nhất Trương viện trưởng, chúng ta lúc trước cùng bệnh viện ký tên phải là 10 năm khế ước thuê mướn. Cái này mới vừa mới qua đi 3 năm, nói thế nào hủy đi liền phá hủy, chúng ta tổn thất làm sao bây giờ? Trương Hải Tân bị bọn hắn ồn ào đến bó tay toàn tập, không nhịn được nói, tổng hợp chấp pháp xử lý hạ đến thông chi, bệnh viện trước mắt ngay tại cân đối, các ngươi về trước đi có được hay không? Đã thông chi chúng ta ngừng kinh doanh, chúng ta tổn thất làm sao bây giờ? Trương Hải Tân trong lòng thầm mắng, từng cái tất cả đều là bạch nhãn lang. 3 năm này các ngươi tiền thuê không có giao nộp qua một phần, chiếm nhiều như vậy tiện nghi, bây giờ còn có mặt sách tổn thất. Bất quá hắn cũng không dám đem lời nói được quá tuyệt, dù sao những người này không giao nộp tiền thuê cũng là hắn ngầm đồng ý, những năm này hắn không ít được chỗ tốt. Không nói đến chung quanh tiệm cơm hắn ăn cơm xưa nay không dùng đưa tiền, liền nói từ đại bình nhà kia ngũ kim điếm, cha mẹ mình lợp nhà thời điểm từ trong tiệm đi vào hàng nhưng một phân tiền không tốn. Ăn người ta nhu nhược. Cầm tay của người ta ngắn, Trương Hải Tân chỉ có thể nhẫn nại tính tình hảo ngôn khuyên bảo, nhìn thấy đám người này cảm xúc kích động dáng vẻ, đáy lòng của hắn có chút không hiểu sợ hãi, hạ thông chi bọn hắn liền cái dạng này, khó có thể tưởng tượng nếu như hủy nhà cửa hàng của bọn họ, đám người này lại biến thành bộ dáng gì. Tại trong mắt của những người này cái nào có tình, chỉ có lợi ích, một khi ích lợi của bọn hắn nhận xâm phạm, bọn hắn lập tức sẽ vạch mặt, không bài trừ cùng mình trở mặt thành thù khả năng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, người khác không có khả năng không biết. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tổng hợp chấp pháp làm thông chi bên cạnh nhiều hơn một phần thông chi, phần này thông chi là Nguy Sơn đảo bệnh viện ký phát, thông chi tất cả người thuê cầm nguyên thủy khế ước thuê mướn đi phòng làm việc của viện trưởng thống vừa ghi chép, nghe nói là để cho tiện thống nhất làm quyền tài sản. Trương Hải Tân không chịu cung cấp khế ước thuê mướn, nhưng là Hứa Thuần Lương từ có biện pháp, Lược Thi tiểu kế liền để nhóm này người thuê chủ động đưa tới cửa. Lấy được nguyên thủy khế ước thuê mướn liền nắm giữ những này người thuê cụ thể khất nợ tiền thuê nhà kim ngạch, trải qua kế toán sơ bộ chỉnh lý hạch toán, những này người thuê hết thải thiếu thuê 47 vạn, nhìn xem tổng ngạch không ít, kỳ thật gánh vác đến từng nhà nhiều nhất cũng không đến 7 vạn khối tiền. Chỉ có ngần ấy tiền những này người thuê đều đổ thừa không giao, Hứa Thuần Lương lại để cho Kim Vĩnh Hạo lấy Nguy Sơn đảo bệnh viện danh nghĩa cho những này thương hộ hạ thông chi, chỉ cần xế chiều ngày mai trước tướng chỗ thiếu tiền thuê nộp hết. Từ bệnh viện phụ trách cùng trong trấn cân đối, cam đoan bọn hắn tiếp tục mở nghiệp, nếu như kiên quyết không giao nộp, tự gánh lấy hậu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phần này thông báo xong tất cả đều là Hứa Thuần Lương ưng thuận ngân phiếu khống, Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu, dù sao đám này người thuê nợ tiền trước đây, Lược Thi tiểu kế, chỉ cần có thể đem thiếu cho thuê thu đi lên, dùng mục tiêu đường không ảnh hưởng toàn cục. Những này thương hộ lúc đầu coi là sẽ không có người chủ động giao nộp tiền,
nhưng ai cũng không nghĩ tới xế chiều hôm đó liền có người đem tiền thuê cho bổ sung, càng làm cho mọi người không nghĩ tới phải là, cái thứ nhất giao nộp tiền là Hồng Quang cửa hàng, mở tiệm là một đôi vợ chồng, nam là Trương Hải Đào đại cữu tử. Phòng Tuyến sợ nhất từ trận doanh nội bộ công phá, Nguy Sơn đảo vốn là không nhiều lắm, ai cùng ai quan hệ thế nào tất cả mọi người rõ ràng, Hồng Quang cửa hàng bổ giao nộp tiền thuê làm ra dẫn đầu tác dụng, đến giữa trưa ngày thứ hai, lại có hơn phân nửa người thuê đem tiền thuê cho bổ sung. Kế toán nhìn qua trong chương mục đột nhiên thêm ra tới hơn 30 vạn, gần như không thể tin tưởng đây chính là sự thật. Hiện tại khẩn trương nhất người phải kể tới Trương Hải Tân, vì chuyện này hắn chuyên gọi điện thoại cho Trương Hải Đào, nhưng tiểu tử này điện thoại từ đầu đến cuối không ai nghe, Trương Hải Tân thậm chí hoài nghi con hàng này xảy ra chuyện gì, cho mượn di động của người khác đánh tới, con hàng này thế mà lập tức liên tiếp. Trương Hải Tân rốt cuộc ép không được nội tâm lửa giận, hướng về phía điện thoại hét lớn, nhị đản lập tức tới phòng làm việc của ta, nhị đản là Trương Hải Đào nhũ danh. Trương Hải Đào có chút sợ hãi đi vào Trương Hải Tân văn phòng, trở tay đóng cửa lại, gạt ra một cái cứng rắn tiếu dung, ca, ngài tìm ta. Trương Hải Tân chỉ vào cái mũi của hắn mắng ngươi mẹ nó đang làm cái gì. Để ngươi ra xe ngươi không ra, gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, người đại cứu tử bên kia tình huống như thế nào. A, à, dẫn đầu hủy đi ta đài đúng hay không? Trương Hải Đào nói, ca, xe hỏng, ta còn không có xây xong, điện thoại ta yên lặng, thật không có lưu ý, ta nào dám không tiếp ngài điện thoại đâu. Ta đại cứu tử sự tình ta cũng không biết a, hắn gan nhỏ, nhìn thấy tổng hợp chấp pháp làm thông chi liền sợ hãi, hắn bổ giao nộp tiền thuê nhà cũng không có cùng ta thông khí a. Trương Hải Tân nói có gì phải sợ, không phải liền là chỉnh đốn và cải cách thư thông báo sao. Trên trấn vi phạm luật lệ kiến trúc nhiều, ta cũng không tin tổng hợp chấp pháp xử lý thật có thể tới đem nhiều như vậy phòng ở đều phá hủy. Bọn hắn thật muốn làm như vậy, nửa cái thị trấn đều phải hủy đi không có. Lúc này có người gõ cửa, Trương Hải Tân không nhịn được nói, ai? Hứa Thuần Lương đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay một sấp thật dày khế ước thuê mướn sao chép kiệt, Trương Hải Đào nhìn thấy hắn cùng gặp ôn thần, dọa đến tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Hứa Thuần Lương đi vào Trương Hải Tân trước mặt, đem khế ước thuê mướn hướng trên bàn hắn vỗ, Hải Tân đồng chí, người xác nhận một chút, những này là không là năm đó ngươi tại nhiệm thời điểm ký kết khế ước thuê mướn. Trương Hải Tân một mặt phẫn uất nhìn qua hắn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì a, chính là thông chi ngươi một tiếng, trước mắt những cái kia thương hộ khất nợ tiền thuê đã bổ giao nộp hơn phân nửa. Vậy cần phải chúc mừng ngươi. Hứa Thuần Lương nói, còn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, có người báo cáo nhóm này khế ước thuê mướn tồn tại vấn đề rất lớn, cho mướn giá cả thấp hơn nhiều cùng thời kỳ giá thị trường, có hy sinh tập thể lợi ích chi ngại. Viện lãnh đạo phi thường trọng thị chuyện này, người tốt nhất vẫn là sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta muốn cái gì chuẩn bị tâm lý? Ta đi đến đang ngồi đến bưng, Hứa Thuần Lương, người đến cùng có ý tứ gì a? Trương Hải Tân nội tâm hoảng đến ép một cái, nhưng mặt ngoài còn ra vẻ chấn định. Hứa Thuần Lương cười cười, cũng không cùng hắn tiếp tục giải thích tất yếu, hướng Trương Hải Đào nói, tiểu Trương, người đưa ta đi trấn chính phủ đi một chuyến. Trương Hải Tân trong lòng tự nhủ ngươi tự chuốc nhục nhã. Trương Hải Đào nghe ngươi mới là lạ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Hải Đào vậy mà không chút do dự đáp ứng. Trương Hải Tân đứng tại phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ, nhìn thấy chiếc kia chuyên môn mình Santana 2000 đã mở xuống lầu dưới, Hứa Thuần Lương còn chưa đi đến trước xe, Trương Hải Đào liền tranh thủ thời gian giúp hắn đem cửa xe mở ra, cúi đầu cúi người cười theo, nếu như không phải Trương Hải Tân tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không thể tin được, Trương Hải Đào là bị hạ xuống đầu sao. Quay đầu lại nhìn trên mặt bàn những cái kia khế ước thuê mướn sao chép kiệt, Trương Hải Tân càng phát ra bất an, mặc dù hắn không có từ bên trong thu lấy bất luận cái gì tiền mặt, nhưng là những năm này hắn không ít từ chung quanh thương hộ nơi đó lấy chỗ tốt, nên sẽ không có người đem những này sự tình đâm lên đi. Hồng Quang cửa hàng vì cái gì cái thứ nhất bổ giao nộp tiền thuê? Nhớ tới Trương Hải Đào thái độ, trong này khẳng định có quan hệ liên, chẳng lẽ là hắn bán mình? Trương Hải Tân hận đến nghiến răng. Nhị đàn a nhị đàn, người cái này phí sức đào bên ngoài vương bát đàn, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, cái thứ nhất bán ta người cư lại chính là ngươi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông dọa hắn hảy một cái, Trương Hải Tân nhìn xuống điện báo biểu hiện, là từ Đại Bình điện thoại, hắn không khỏi nhíu mày, này nương môn tìm mình đơn giản là vì tiền thuê nhà điểm này phá sự, suy nghĩ một chút vẫn là cầm điện thoại lên, không sợ người xấu, liền sợ người ngu, từ Đại Bình hiển nhiên thuộc về cái sau.
Từ Đại Bình nói cho hắn biết hiện tại tất cả mọi người luống cuống, hơn phân nửa người cũng đã bổ giao nộp tiền thuê, hiện tại còn thừa lại số ít mấy nhà tại kiên trì, hỏi chính hắn phải làm gì. Từ Đại Bình sở dĩ tìm hắn, là bởi vì Trương Hải Tân lúc trước hứa hẹn qua, chỉ cần hắn tại bệnh viện một ngày, liền sẽ không thúc nàng giao nộp tiền thuê nhà. Trương Hải Tân để nàng trước tiên có thể quan sát một chút, đoán chừng lần này chỉ là phô trương thanh thế, coi như không giao nộp cũng sẽ không có người đem nàng cửa hàng phá hủy. Cúp điện thoại, Trương Hải Tân có chút mệt mỏi dựa vào ghế, phát ra thở dài một tiếng, hắn vốn cho rằng Nghiêm Hồi Ý mới là cần phải đề phòng đối tượng, nhưng nghĩ không ra chân chính lợi hại nhân vật là Hứa Thuần Lương, tiểu tử này làm việc quá âm, vậy mà có thể nghĩ ra lợi dụng tổng hợp chấp pháp xử lý ra thông báo đến ngược lại bức người mướn biện pháp. Trương Hải Tân khổ sở suy nghĩ lấy cách đối phó, coi như Trường Hưng cao tầng muốn tra mình, hẳn là cũng bắt không được thóp của hắn. Nhưng khi người ta thật nghĩ đối phó hắn thời điểm, căn bản không cần lý do. Khổng Tường Sinh tâm tình không tệ, vào hôm nay trấn ban lãnh đạo trong hội nghị, hắn đơn giản giảng thuật một chút lần này hội kiến huyện lãnh đạo thành quả, trong huyện đối Hồ Sơn trấn trước mắt công việc biểu thị hài lòng, đối Đại Hằng tập đoàn phi thường trọng thị. Huyện ủy Trần thư ký tại chỗ biểu thị sẽ vì Đại Hằng tập đoàn đầu tư Nguy Sơn đảo bật đèn xanh, tận khả năng cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện. Khổng Tường Sinh rõ ràng còn đắm chìm trong cái này lần gặp gỡ trong hưng phấn, nói cho mọi người, Đại Hằng tập đoàn đối lần này khảo sát cũng phi thường hài lòng, bọn hắn sơ bộ dự định tại Nguy Sơn đảo cầm 1.500 mẫu, trong đó 500 mẫu dùng cho chủ đề công viên khai phát, tranh thủ xây thành Đông Châu, thậm chí toàn bộ Giang Bắc địa khu lớn nhất ảnh hưởng lực chủ đề công viên. Khổng Tường Sinh lưu loát giảng hơn nửa giờ, rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn đồng hồ, ý thức được không thể kéo quá dài, hướng Mai Như Tuyết nói, Mai trấn trưởng còn có cái gì bổ sung sao? Mai Như Tuyết đưa ra một vấn đề, Đại Hằng tập đoàn dự định cầm 1.500 mẫu đất, trong đó 500 mẫu dùng để khai phát chủ đề nhạc viên, mặt khác 1.000 mẫu làm cái gì? Khổng Tường Sinh kỳ thật cũng làm không rõ lắm, Đại Hằng phương diện giải thích là nguyên bộ công trình. Mai Như Tuyết nói ta nghiên cứu một chút Đại Hằng tập đoàn nhiều cái văn lữ hạng mục, bọn hắn thông thường cách làm là tại chủ đề nhạc viên chung quanh khai phát bất động sản, ta nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Khổng Tường Sinh cười nói, khai phát liền khai phát nha, chỉ cần bọn hắn có thể đem Nguy Sơn đảo kinh tế làm lên, chúng ta liền hai tay hoan nghênh, không sợ bọn họ lợp nhà, liền sợ bọn họ không đóng, đem Nguy Sơn đảo thành thị hóa không chính là chúng ta ban lãnh đạo tận sức thực hiện mục tiêu sao. Mai Như Tuyết nói, Đại Hằng tập đoàn nhìn chúng mảnh đất kia vừa vặn bao gồm Nguy Sơn đảo bệnh viện. Ta chính nhắc tới sự kiện, từ khi Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện đến nay, không những không có thể giúp trợ bệnh viện phát triển lớn mạnh, ngược lại mấy năm liên tục hao tổn, hiện tại ngay cả nhân viên tiền lương đều khất nợ hơn mấy tháng, khiến cho người người oán trách, tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng. Ta đã tướng tình huống này hướng lãnh đạo cấp trên tiến hành chi tiết báo cáo, Trần thư ký chỉ thị, như loại này đánh lấy giúp đỡ cờ hiệu tại Nguy Sơn đảo vòng đơn vị. Chỉ cần thẩm tra, tuyệt không nhân nhượng, kiên quyết đem những này con sâu làm dầu nồi canh từ Nguy Sơn đảo thanh lý ra ngoài. Mai Như Tuyết nói, Khổng bí thư đi trong huyện hai ngày này, Trường Hưng phương diện cung cấp rất nhiều văn kiện, những văn kiện này chứng minh, Thạch Lương trấn chính phủ năm đó xác thực hứa hẹn lát nữa tại Nguy Sơn đảo bệnh viện vận doanh 3 năm kỳ đầy về sau cho Trường Hưng làm quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng, thay lời khác tới nói, chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ nên hiệp trợ hoàn thành chuyện này. Khổng Tường Sinh cười ha ha nói trong huyện thành lập Hồ Sơn trấn chính phủ dự tính ban đầu là vì tốt hơn quản lý Nguy Sơn đảo, tôn chỉ của chúng ta là cam đoan Hồ Sơn trấn lợi ích của dân chúng, phàm là tổn hại dân chúng lợi ích, chúng ta liền nhất định phải phản đối. Nói xong câu đó hắn tuyên bố tan họp, có mấy lời cũng không tiện trong buổi họp nói, hắn ý thức được mình cùng Mai Như Tuyết đã sinh ra khác nhau. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm, Khổng Tường Sinh nói, Như Tuyết đồng chí. Nguy Sơn đảo nhân viên y tế sự tình ngươi xử lý rất khá. Mai Như Tuyết nói, chỉ là tạm thời giải quyết, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhất định phải tướng lịch sử còn sót lại vấn đề toàn bộ thanh lý mất. Khổng Tường Sinh nhẹ gật đầu, ta nghe nói tổng hợp chấp pháp xử lý đã cho bệnh viện làm trái xây dưới phòng ốc ngày quy định dỡ bỏ thư thông báo. Là ta để bọn hắn hạ. Khổng Tường Sinh thở dài nói Như Tuyết đồng chí, hương trấn công tác cùng thành thị là không giống. Biết vì cái gì chúng ta nơi này không có giữ trật tự đô thị bộ môn sao? Mai Như Tuyết nghe ra hắn là đối với mình xử lý phương pháp biểu thị bất mãn, lạnh nhạt nói, có người báo cáo, chúng ta nhất định phải có hành động. Khổng Tường Sinh cười nói cái kia ngược lại là,
bất quá rất nhiều chuyện làm dáng một chút có cái bàn giao là được rồi, ngàn vạn không thể thượng cương thượng tuyến, nếu như bọn hắn kiên quyết không rời đi, chúng ta làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn phái nhân viên công tác đi hủy nhà a? Ngươi là không hiểu rõ vùng này dân chúng bản tính, thật chọc giận bọn hắn, sự tình gì đều làm được, vạn nhất mâu thuẫn kích thích liền phiền toái, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là chiêu thương, nhất định phải cam đoan một cái tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh. Nguy Sơn Hồ địa phương nào, lúc trước đông doanh quỷ tử ở chỗ này đều bị đánh đến quỷ khóc sói gào, dân chúng thực chất bên trong chảy xuôi anh dũng bất khuất máu, vạn nhất những này thương hộ mỗi ngày đến trấn chính phủ cổng náo, sẽ cho đến đây khảo sát nhà đầu tư lưu lại như thế nào ấn tượng. Khổng bí thư, cá nhân ta cảm thấy Đại Hằng tập đoàn hạng mục cũng không thích hợp Nguy Sơn đảo phát triển. Ồ, kia ngươi lấy vì sao hạng mục mới thích hợp đâu? Khổng Tường Sinh có chút không cao hứng, phủ định Đại Hằng tập đoàn tương đương phủ định ánh mắt của mình. Mai Như Tuyết nói, ta cho rằng nhất định phải cân nhắc đến Nguy Sơn đảo được trời ưu ái địa lý đặc thù, mức độ lớn nhất bảo trì bản địa đặc sắc, phát triển ứng lấy lục sắc bảo vệ môi trường làm cơ chuẩn. Chủ đề công viên cũng không phải nhà máy, làm sao lại không lục sắc bảo vệ môi trường rồi? Như Tuyết đồng chí, ngươi có phải hay không còn có ý khác a? Mai Như Tuyết cười cười nói, ta ý nghĩ cùng Khổng bí thư, hảo hảo phục vụ tại Hồ Sơn trấn nhân dân. Mai Như Tuyết trở lại phòng làm việc của mình, tâm tình có chút buồn bực, Khổng Tường Sinh thủ trước tiên nghĩ đến cũng không phải là Nguy Sơn đảo lâu dài phát triển, hắn suy tính được là chiêu thương dẫn tư, suy tính được là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tích lũy chiến tích. Ý nghĩ như vậy là phiến diện, thậm chí là không chịu trách nhiệm, nàng cũng nếm thử trình bày chính xác mạch suy nghĩ cùng lý niệm, nhưng là có loại đàn gảy tai trâu cảm giác, Khổng Tường Sinh người này cố chấp lại thiển cận. Tổng hợp chấp pháp làm người phụ trách Hoàng Dũng chuyên tới một chuyến, hướng nàng xin chỉ thị một bước làm sao bây giờ. Phá rỡ thư thông báo đã dán, nếu như những cái kia thương hộ cự không rời đi, bọn họ có phải hay không thật muốn áp dụng hủy nhà biện pháp? Mai Như Tuyết để hắn về trước đi, Khổng Tường Sinh đã đánh hai lần chào hỏi, nếu như nàng tiếp tục kiên trì hủy nhà, như vậy trở về công nhưng cùng Khổng Tường Sinh vạch mặt, đôi này Hồ Sơn trấn tương lai công việc là khá bất lợi, nhất định phải thận trọng xử lý chuyện này. Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương, người thật là biết gây phiền toái cho ta. Lúc này Hứa Thuần Lương đến tìm nàng, lúc tiến vào khập khiễng, Mai Như Tuyết hơi kinh ngạc hướng chân hắn bên trên nhìn một chút, cảm giác mình ngày đó dưới chân vẫn là lưu tình, làm sao lại nghiêm trọng như vậy. Mai Như Tuyết đánh giá cao lực chân của mình, Hứa Thuần Lương là cố ý giả bộ bộ dáng, chính là muốn để nàng sinh lòng áy náy. Hứa Thuần Lương trước tiên đem bản kế hoạch đưa cho Mai Như Tuyết. Đây là Triệu Phi Dương buổi sáng mới chuyển cho hắn Nguy Sơn đảo phân viện phát triển bản kế hoạch, phần kế hoạch này sách là Triệu Phi Dương tìm chuyên gia đẩy nhanh tốc độ làm ra, hắn đã cầm phần kế hoạch này sách đi vào thành phố du thuyết. Ngoại trừ bản kế hoạch bên ngoài còn có một con yêu bàn, bên trong có PPT văn kiện. Mai Như Tuyết xem hết bản kế hoạch, lại xem một chút PPT, không thể không thừa nhận Trường Hưng ở phương diện này hạ công phu, mà lại phần kế hoạch này sách làm được rất không tệ. Mai Như Tuyết nhìn những văn kiện này thời điểm, Hứa Thuần Lương mình đi trên ghế salon ngồi uống trà. Kiên nhẫn các loại Mai Như Tuyết xem hết, Hứa Thuần Lương nói, cảm giác thế nào? Các ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Phần kế hoạch này sách hẳn là sớm một chút giao cho chúng ta, hiện tại Đại Hằng tập đoàn đã đi tại các ngươi đằng trước, trong huyện phi thường ủng hộ bọn hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, trong huyện ủng hộ bọn hắn có làm được cái gì trong huyện cũng phải nghe thị lý. Mai Như Tuyết nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, các ngươi tìm thị lý lãnh đạo. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta viện trưởng đã đem phần kế hoạch này sách đưa đến trong thành phố, mấy vị lãnh đạo đối kế hoạch của chúng ta đều rất thưởng thức. Thưởng thức chưa hẳn ủng hộ. Hứa Thuần Lương nói, đúng thế, nhưng huyền quan bất như hiện quản, chỉ cần ngươi ủng hộ chuyện này không liền thành. Hứa Thuần Lương, ngươi ít đánh ta chủ ý. Đừng hiểu lầm, ta là cùng ngươi đàm công sự. Thật không có khác ý nghĩ xấu. Mai Như Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi có muốn hay không đàm, không muốn nói đi ra ngoài cho ta. Vậy phải xem ngươi cùng ta nói chuyện gì, công sự có thể, những chuyện khác không bàn nữa. Mai Như Tuyết đứng dậy hướng hắn đi đến, Hứa Thuần Lương nhìn qua Mai Như Tuyết giày cao gót, cảm giác tiên tri đem một đôi chân rụt trở về, đàm. Đàm cái gì đều được. Mai Như Tuyết nói, Hứa Thuần Lương, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì bên này để cho ta hỗ trợ tìm tổng hợp chấp pháp xử lý cho những cái kia người thuê ra thông báo, bên kia ngươi phát thông chi để người thuê bổ giao nộp tiền thuê nói giúp bọn hắn giải quyết vấn đề,
lừa trên gạt dưới sáo lộ có thể à? Hứa Thuần Lương nói, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, những chuyện kia không phải tổng hợp chấp pháp làm chức trách sao? Ta tìm những cái kia người thuê bổ giao nộp tiền thuê cũng là thiên kinh địa nghĩa, lại nói chúng ta hợp tác đến cũng rất tốt à? Cùng ngươi, ta cũng không dám, có trời mới biết ngươi chừng nào thì đem ta cho ra bán. Mai Như Tuyết lúc trước nếu là biết hắn đang lợi dụng mình đoạt lại tiền thuê, mới rồi sẽ không giúp hắn tranh đoạt vũng nước đục này. Hứa Thuần Lương nói, đó là ngươi không hiểu rõ ta, ta tình nguyện ra bán mình cũng không có khả năng bán ngươi. Mai Trấn Trưởng, ta tới tìm ngươi chính là sợ ngươi khó xử, chuyện sách thiên trước tiên có thể thả một chút. Hắn mục đích đã đạt đến, đương nhiên không vội mà đuổi đám kia người thuê đi, đương nhiên nếu như tổng hợp chấp pháp xử lý kiên trì dỡ bỏ, hắn cũng sẽ không can thiệp. Mai Như Tuyết minh bạch, xem ra người tiền thuê tới sổ. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu, trên cơ bản đều giao nộp, còn có số ít ngoan cố phần tử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá cũng là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày. Ngươi vì Trường Hưng thật đúng là cúc cung tận tụy a. Nói rõ ta kính nghiệp a, đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì Trường Hưng, chúng ta viện trưởng đáp ứng, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền thuê sẽ xuất ra 10% cho ta ban thưởng. Mai Như Tuyết kém chút bị hắn dối trá thẳng thắn cho khí bối đi qua, người này thật là quá hư, lợi dụng xong ta còn chẳng biết xấu hổ nói ra, mặt đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta tính toán một cái đại khái có thể xách cái 4 vạn khối, chờ số tiền kia tới sổ, hai ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa, thế nào? Ta đủ ý tứ a. Mai Như Tuyết đơn giản im lặng, bỗng nhiên sinh ra một loại sau lưng chia của cảm giác, mình công chính liêm minh bị người này cho điếm ô. Mặc dù Hứa Thuần Lương làm được sự tình cũng không phạm pháp, nhưng loại hành vi này cũng quá làm cho người ta khinh thường, Mai Như Tuyết chỉ cổng, ra hiệu hắn đi nhanh lên người. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, đừng nóng giận a, đối với chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi yên tâm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động đến cả sướng ký túc xá đều lắc lư một cái, văn phòng pha lê bị chấn động đến vỡ nát, sóng xung kích mang theo pha lê hướng trong phòng tản ra mà tới. Mai Như Tuyết vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu xong, mặt của ta. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh nhào trên thân nàng, đưa nàng ngã nhào xuống đất bên trên, Hứa Thuần Lương thân thể khôi ngô tại Mai Như Tuyết trên thân cấu trúc lấp kín kiên cố tường, mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng vẫn có không ít thủy tinh mảnh vỡ tiến bắn ở trên người hắn, hoạch nát da thịt của hắn. Mai Như Tuyết núp ở Hứa Thuần Lương rộng lớn ấm áp trong lồng ngực, phảng phất một đầu tiến vào cảng tránh gió thuyền nhỏ. Trong lòng không hiểu sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Bạo tạc đưa tới chấn động vừa mới lắng lại, văn phòng thư ký Dương Húc Quang liền đẩy cửa vọt vào, Mai Trấn Trưởng, người không có việc gì. Đi! Nhìn thấy trong văn phòng trên sàn nhà bị Hứa Thuần Lương ép dưới thân thể Mai Như Tuyết, hắn há to miệng, hơn nửa ngày không có khép lại, thật sự là không biết rõ loại tình huống này là phát sinh ở bạo tạc trước đó vẫn là bạo tạc về sau. Hứa Thuần Lương trước từ Mai Như Tuyết trên thân bò lên, Mai Như Tuyết không có thụ thương, nàng đỏ mặt ngồi xuống, nhìn thấy Hứa Thuần Lương vết máu trên người, người thụ thương rồi. Hứa Thuần Lương biểu thị mình không có việc gì, chỉ là một chút vết thương da thịt thôi. Dương Húc Quang cả sửa lại một chút cảm xúc hướng Mai Như Tuyết báo cáo, bạo tạc phát sinh ở trấn chính phủ sát vách mối tỉnh cá nước tiệm cơm, tình huống hiện trường không rõ, nhưng từ vừa rồi uy lực nổ tung đến xem, tạo thành tổn thất cũng không nhỏ. Mai Như Tuyết để Dương Húc Quang mau chóng thông chi ngành tương quan chạy tới hiện trường, mình cái này liền đi qua. Dương Húc Quang rời đi về sau, Mai Như Tuyết để Hứa Thuần Lương xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy áo sơ mi của hắn bị rạch ra mấy cái lỗ hổng, có vết thương còn đang chảy máu. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hứa Thuần Lương lắc đầu, để nàng nhanh đi hiện trường, mình không có chuyện gì, hoàn toàn có thể tự hành đi bệnh viện xử lý vết thương. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, tình thế khẩn cấp. Hoàn toàn chính xác không để ý tới hắn, nhất định phải trước tiên đi hiện trường chỉ huy cứu viện. Trương Hải Đào còn tại bãi đỗ xe chờ lấy Hứa Thuần Lương, nhìn thấy trên người hắn vết máu loang lổ, biết hắn bị thương, lấy lòng biểu thị lập tức tiễn hắn đi bệnh viện. Hứa Thuần Lương cho Kim Vĩnh Hạo gọi điện thoại, nói cho hắn biết bên này có tình trạng, để hắn lập tức tổ chức nhân viên cứu cấp tới, khả năng hiện trường có tổn thương viên cần muốn cứu giúp. Hứa Thuần Lương bị thương không nặng. Mặc dù phần lưng nhiều chỗ quẹt làm bị thương, nhưng là vết thương cũng không sâu, hắn quyết định đi trước hiện trường nhìn xem. Trương Hải Đào cũng đi theo hắn cùng đi, hắn mặc dù phản ứng chậm một chút, cũng không phải thật ngốc, bị Hứa Thuần Lương quyền cước giáo huấn về sau,
nhìn thấy hắn lược thi tiểu kế liền để đám kia người thuê ngoan ngoãn bổ sung thiếu thuê, lại tận mắt thấy hắn cùng trưởng trấn Mai Như Tuyết đi được gần như vậy, trong lúc vô tình đã đứng đội đến Hứa Thuần Lương một phương. Phát sinh bạo tạc chính là trấn chính phủ sát vách mối tỉnh cá nước tiệm cơm, bạo tạc nguyên nhân gây ra sơ bộ phán định vì bình ga bạo tạc sinh ra uy lực tạo thành tiệm cơm phòng ốc đổ sụp, hiện tại còn không rõ ràng lắm có không nhân viên tử vong. Mai Như Tuyết đã đuổi tới hiện trường chỉ huy nghĩ cách cứu viện. Trường Hưng bệnh viện nhân viên y tế cũng ngay đầu tiên đi tới hiện trường, từ Trường Hưng phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý tự mình dẫn đội, ngoại khoa chủ nhiệm Triệu Hoành Đạt, khoa chỉnh hình Vu Hiểu Phong tất cả đều tại nghĩ cách cứu viện trong đội ngũ. Nghe nói Hứa Thuần Lương thụ thương, Vu Hiểu Phong giúp hắn kiểm tra một chút vết thương, phát hiện vết thương đều tương đối cạn, cũng không có dị vật lưu lại, Hứa Thuần Lương để hắn không cần phải để ý đến mình, đi trước chiếu cố cái khác thương binh. Đường Minh Mị tới giúp hắn xử lý vết thương. Làm sạch vết thương băng bó về sau, lại tìm đến một kiện sạch sẽ quần áo lao động để hắn trước mặc vào. Một chốc lát này hiện trường đã tập kết vài trăm người, đã từ đổ sụp hiện trường lần lượt cứu giúp ra 11 người, còn tốt phần lớn thương thế không nặng, chủ quán cơm cũng ở trong đó, Vu Hiểu Phong bên này giúp đỡ chỗ hắn lý đầu vết thương. Lão bản báo cáo một chút hôm nay đại khái nhân số, bởi vì còn chưa tới ban đêm ăn cơm thời gian, cho nên trong tiệm cơm không có khách, chỉ có đầu bếp cùng phục vụ viên đang chuẩn bị. Trải qua sơ bộ xác nhận, trong tiệm cơm người lúc ấy hẳn là có 12 người, còn có một chủ sư, rất có thể chính là tên này đầu bếp thao tác không thích đáng, đã dẫn phát lần này bạo tạc. Cân nhắc đến hắn lúc ấy rất có thể ngay tại trong phòng bếp, khoảng cách bạo tạc điểm rất gần, cho nên tất cả mọi người cho rằng đầu bếp còn sống mấy tỷ lệ rất thấp. Khổng Tường Sinh bí thư cũng đi tới hiện trường, cố giả bộ trấn định biểu lộ không che giấu được lo lắng, hắn quan tâm nhất chính là nhân viên thương vong tình trạng. Một khi phát sinh nhân viên tử vong chính là an toàn sự cố, làm lãnh đạo bọn hắn là phải gánh vác trách, Hồ Sơn trấn chính phủ thành lập không lâu, làm sao lại gặp loại này chuyện xui xẻo. Hiện trường có cái tình trạng đưa tới Khổng Tường Sinh chú ý, mối tình cá nước tiệm cơm thuộc về làm trái xây, dựa theo phòng ốc kết cấu đồ, nên là hai tầng kết cấu, nhưng là chủ quán cơm tại vốn có trên cơ sở lại đóng dấu chồng một tầng, lần này phòng ốc đổ sụp cùng làm trái có xây lấy nhất định quan hệ. Kỳ thật vấn đề đã sớm tồn tại, hắn cũng sớm liền thấy, chỉ bất quá một mực không có tiến hành xử lý. Thời gian trôi qua một giờ, đầu bếp còn không có tìm được, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Trước mắt tìm tới 11 người, 7 người vết thương nhẹ, 4 người cần nằm viện quan sát, trong đó có 3 người gãy xương cần giải phẫu trị liệu, vạn hạnh trong bất hạnh là những người này không có người trọng thương. Hiện tại trọng điểm chính là lục soát cứu nhân viên mất tích, cũng chính là tiệm cơm vị kia đầu bếp. Cảnh sát tăng thêm người tình nguyện hơn 100 người tại hiện trường lục soát cứu. Khổng Tường Sinh đem hiện trường giao cho Mai Như Tuyết, hắn trở về tọa trấn họp thương thảo nguy cơ xử lý phương án. Khổng Tường Sinh đã nghĩ kỹ cách đối phó, muốn từ sự kiện này bên trên hấp thu giáo huấn, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm. Tên kia đầu bếp đoán chừng hy vọng còn sống cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng làm xong dự tính xấu nhất, tạo thành lần này chuyện ngoài ý muốn nguyên nhân, một là đầu bếp thao tác không thích đáng. Hai là tiệm cơm vi phạm luật lệ dựng, đối còn muốn tra một chút bình ga thương nghiệp cung ứng, hẳn là đa trọng nhân tố điệp ra mới tạo thành lần này chuyện ngoài ý muốn. Nói tóm lại chỉ có thể là giảm nhỏ chuyện này đối với trấn chính phủ ảnh hưởng, lần này là chuyện ngoài ý muốn cùng quản lý trình độ không quan hệ. Khổng Tường Sinh sau khi trở về lập tức tổ chức khẩn cấp hội nghị, lặp đi lặp lại nhấn mạnh lần này là chuyện ngoài ý muốn, cường điệu điểm danh vấn đề an toàn một khắc đều không thể buông lỏng. Hắn yêu cầu lập tức ở toàn trấn phạm vi bên trong khai triển một trận thanh lý sửa trị hành động, trọng điểm sửa trị vi phạm luật lệ làm trái xây, lần này sửa trị hành động rơi vào tổng hợp chấp pháp xử lý trên thân. Màn đêm đánh đến nơi, sức gió rõ ràng tăng lớn, căn cứ nơi đó khí tượng bộ môn dự báo, một trận bên trong đến mưa to tức sắp giáng lâm. Mai Như Tuyết mang theo màu đỏ nón bảo hộ kiên trì tại tuyến đầu chỉ huy, nàng đã ngay đầu tiên liên hệ huyện phòng cháy đại đội, thỉnh cầu viện trợ. Không khéo phải là, huyện nhà máy chế biến giấy phát sinh hỏa hoạn, trong huyện cơ hồ tất cả phòng cháy lực lượng đều chạy tới nơi đó, thật sự là không cách nào điều ra nhân thủ, mà lại bọn hắn tình huống bên này cũng không tính nghiêm trọng, đề nghị bọn hắn trước lợi dụng hiện hữu lực lượng tổ chức nghĩ cách cứu viện, chờ dập tắt hỏa hoạn lại phái người tiến về. Người tình nguyện bên trong có một đám mặc hiền hồng nông trường tiêu chí quần áo lao động hán tử ngay tại phế tích bên trong bận rộn, cầm đầu chính là Đông Nghiễm Sinh. Nghe nói trong trấn xảy ra chuyện, có người bị vùi lấp tại trong phế tích, hắn trước tiên liền dẫn đầu hơn 10 tên công nhân liền chạy tới,
hắn năm đó đã từng nhiều lần tham gia qua cứu tế hoạt động, cũng có nhất định kinh nghiệm, mọi thứ xung phong đi đầu, còn là năm đó trên chiến trường anh hùng khí phái. Mặc dù điều tới cỡ lớn máy xúc giới, nhưng là cân nhắc đến tại máy móc quá trình sử dụng bên trong rất có thể sẽ cho bị nhốt người mang đến hai lần tổn thương, trải qua thương thảo, quyết định vẫn là khai thác nhân lực đào móc phương thức lục soát cứu, dạng này hiệu suất mặc dù thấp một chút, nhưng tính an toàn cao hơn. Khoảng cách bạo tạc phát sinh đã qua 2 giờ, vẫn là không có tìm tới đầu bếp vị trí, hiện trường người tình nguyện bị tập kết 4 tổ thay nhau ra trận, dạng này có thể cam đoan mọi người đạt được nghỉ ngơi. Bệnh viện bên này cấp cứu công việc đã chuẩn bị kết thúc, người bị thương bị đưa đi bệnh viện, Hứa Thuần Lương cùng bộ phận tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử chủ động lưu lại gia nhập hiện trường nghĩ cách cứu viện bên trong, bọn hắn bị sắp xếp tổ thứ 3, vừa lúc về Đông Nghiễm Sinh thống nhất chỉ huy. Đông Nghiễm Sinh hướng Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hai người cũng không đoái hoài tới hàn huyên, Đông Nghiễm Sinh hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn cùng mình từ phế tích góc Tây Bắc bắt đầu đào móc, đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được bị nhốt đầu bếp cụ thể ở nơi nào, chỉ có thể căn cứ chủ quán cơm đại khái miêu tả, tập trung ở phòng bếp vị trí địa lý chung quanh tiến hành đào móc. Uy lực nổ tung rất lớn, nhà nhỏ 3 tầng hơn phân nửa đều phát sinh đổ sụp, may mắn lúc ấy không phải thời gian ăn cơm, nếu như chậm thêm 1 giờ, hậu quả khó mà lường được. Trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày nặng, một cơn mưa thu liền muốn tới, một khi bắt đầu trời mưa, lục soát cứu công việc tướng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Mặc dù 4 tổ thay phiên, mọi người cũng đã cảm thấy phi thường mỏi mệt, theo thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng cũng biến thành càng ngày càng xa vời, đều cho rằng đầu bếp đại khái suất tại trận này bạo tạc bên trong gặp nạn. Lại đến 3 tổ thời gian nghỉ ngơi, giao tiếp về sau, bọn hắn rời đi đào móc hiện trường đi nghỉ ngơi. Một con chuột nhỏ chậm ung dung từ phế tích khe hở bên trong leo ra, mắt nhỏ cảnh giác nhìn xem chung quanh, từ Hứa Thuần Lương dưới chân trải qua thời điểm, bị Hứa Thuần Lương một cước ẫm ở cái đuôi. Con chuột nhỏ phát ra chi chi tiếng kêu. Đông Nghiễm Sinh không hiểu nhìn qua hắn, loại thời điểm này còn cố ý bắt chuột. Hứa Thuần Lương đưa tay nắm kia con chuột nhỏ đầu, đưa nó xách lên, đã thấy kia con chuột nhỏ cái đuôi bên trên buộc lấy một cây màu trắng vải. Vải bên trên nhiễm lấy một chút vết máu. Từ lúc kết phương thức đến xem rõ ràng là có người tận lực hệ ở phía trên. Hứa Thuần Lương dùng ngón tay tại vết máu bên trên vê thành một chút, ghé vào trên mũi ngửi ngửi, lập tức đánh giá ra phía trên vết máu là máu người, mà lại hẳn là gần đây mới nhiễm phải. Hứa Thuần Lương giải khai vải buông ra chuột, con chuột nhỏ đột nhiên chui vào phế tích bên trong. Hứa Thuần Lương hướng Đông Nghiễm Sinh nói, người còn sống. Đông Nghiễm Sinh không biết hắn vì sao đạt được kết luận như vậy, Hứa Thuần Lương nói. Con kia con chuột nhỏ cái đuôi bên trên vải là có người cố ý cột lên đi, phía trên vết máu rất mới mẻ, nếu như phán đoán của ta không sai, người ngay tại chúng ta dưới chân trong phế tích. Đông Nghiễm Sinh hướng sau lưng nhìn lại, 10 mét có hơn, tổ thứ 2 cùng tổ thứ 4 còn tại trung tâm vụ nổ điểm thanh lý phế tích, thấp giọng nói, nhưng bạo tạc phát sinh ở phòng bếp, đầu bếp hẳn là tại phòng bếp. Hứa Thuần Lương cách nhìn cùng hắn khác biệt, nếu như bạo tạc phát sinh thời điểm người tại phòng bếp, uy lực như thế to lớn bạo tạc, coi như cương cân thiết cốt cũng không chịu nổi, hiện tại đầu bếp đại khái suất còn sống, lớn nhất khả năng chính là bạo tạc phát sinh thời điểm hắn trùng hợp không tại phòng bếp. Hứa Thuần Lương nâng tay lên bên trong vải, cái này vải hẳn là từ quần áo lao động bên trên giật xuống tới. Đông Nghiễm Sinh hướng chủ quán cơm vẫy vẫy tay, để hắn xem bọn hắn hiện tại đứng thẳng địa phương là quá khứ tiệm cơm vị trí nào. Chủ quán cơm căn cứ vị trí phán đoán nên là toilet, Đông Nghiễm Sinh thầm nghĩ. Hứa Thuần Lương nói không sai, phòng bếp là bạo tạc điểm trung tâm, nếu như lúc ấy đầu bếp tại trong phòng bếp, 89 phần 10 bị tạc đến thịt nát xương tan, có lẽ mạng hắn lớn, vừa vặn đi toilet đâu. Nếu như Hứa Thuần Lương phán đoán chính xác, như vậy bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đào nhầm phương hướng, Đông Nghiễm Sinh quyết định nghe theo Hứa Thuần Lương đề nghị, tổ chức người tình nguyện từ dưới chân đào lên. Cái khác mấy chi cứu viện tiểu tổ cùng Hứa Thuần Lương ý kiến khác biệt, cho rằng bọn họ tại làm chuyện vô ích. Phòng bếp vị trí phế tích đã dọn dẹp không ít, tiếp tục đào xuống đi, hẳn là rất nhanh có thể làm rõ ràng tình trạng, hiện tại bắt đầu lại, mang ý nghĩa lúc đầu tiến độ sẽ giảm bớt, mà lại trời đã bắt đầu trời mưa, trì hoãn đến càng lâu bị nhốt đầu bếp hy vọng còn sống liền càng xa vời. Đông Nghiễm Sinh quyết định thật nhanh, để bọn hắn 3 tổ dựa theo nguyên kế hoạch đào móc, bọn hắn tổ này tại mới địa điểm mở đào. Hứa Thuần Lương liên hệ nghiêm hồi ý. Từ bệnh viện lại điều đến hơn 10 tên nhân viên y tế gia nhập bọn hắn tổ này. Mới đào không đến nửa giờ, liền nghe đến phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu,
đám người lúc này mới tin tưởng Hứa Thuần Lương phán đoán là chính xác, thế là tất cả người tình nguyện tập trung đến bọn hắn cái này vừa bắt đầu đào móc. Tìm đúng bị nhốt người vị trí, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, hiệu suất tăng lên mấy lần, không đến một giờ liền đem nhốt ở bên trong đầu bếp cứu ra. Đầu bếp gọi Lưu Hải Dư, phát sinh lúc nổ hắn quả nhiên ngay tại trong toilet, cũng may mắn như thế mới tránh thoát một kiếp, nếu như lúc ấy hắn tại phòng bếp, chắc là phải bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Lưu Hải Dư phúc lớn mạng lớn, chẳng những tránh thoát bạo tạc, mà lại hắn cũng không có bị thương nặng, Hứa Thuần Lương cùng Vương Kim Vũ cùng một chỗ đem bùn giống như con khỉ Lưu Hải Dư đặt lên cáng cứu thương đưa đi bệnh viện kiểm tra, con hàng này nằm tại trên cáng cứu thương, trung khí mười phần nói, ta không có việc gì, ta không bị tổn thương. Hứa Thuần Lương nghe được hắn nói chuyện, trong lòng có chút kỳ quái, cái này Lưu Hải Dư rõ ràng là cái người luyện võ, vừa rồi từ phế tích trung tướng hắn đào lúc đi ra. Hứa Thuần Lương phát hiện quanh người hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chảy ra, thế là có thêm một cái tâm nhãn, thừa cơ dò xét một chút mạch đập của hắn, phát hiện người này nội lực không yếu, mà lại là một cái tu luyện ngoại môn cao thủ. Hiện tại là 9 giờ tối, tính đến cho đến trước mắt, 12 tên bị nhốt nhân viên đã toàn bộ cứu ra. Mai Như Tuyết sau khi xác nhận, nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất, nàng để người tình nguyện đi về nghỉ, tiếp xuống chính là cảnh sát xác nhận bạo tạc nguyên nhân gây ra. Còn có tương quan thanh lý công tác, mấu chốt nhất là tất cả nhân viên bình an, cái này mới là trọng yếu nhất. Nàng hướng Khổng Tường Sinh báo cáo nghĩ cách cứu viện kết quả, Khổng Tường Sinh có nghe nói hay không xuất hiện nhân viên thương vong, nội tâm như chút được gánh nặng, thói quen bắt đầu bán giọng quan sự kiện lần này cho chúng ta Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo gõ cảnh báo, vấn đề an toàn một khắc đều không thể buông lỏng, Như Tuyết đồng chí, đề nghị của ngươi rất đúng, thanh lý vi phạm luật lệ dựng cấp bách. Mai Như Tuyết lười nhác nghe hắn phế lời nói, lấy cớ hiện trường còn có một số kết thúc công việc muốn an bài, kết thúc cuộc nói chuyện. Ngẩng đầu khi thấy đứng tại phế tích bên trong Hứa Thuần Lương, hắn một tay chống nạnh một tay chống cuốc sắt, đang cùng Đông Nghiễm Sinh nói chuyện phiếm, hai người quần áo trên người đều bị dầm mưa thấu, bất quá bọn hắn đều không có lưu ý đến điểm này, vẫn đắm chìm trong nghĩ cách cứu viện thành công vui mừng bên trong. Mai Như Tuyết cầm hai bình nước đi qua, một bình đưa cho Đông Nghiễm Sinh. Một chai khác đưa cho Hứa Thuần Lương. Đông Nghiễm Sinh một giọng nói tạ ơn, Hứa Thuần Lương cười nói, Mai trấn trưởng, hôm nay vất vả. Mai Như Tuyết nói, so ra kém các ngươi vất vả a, nhanh đi về tắm rửa thay quần áo khác đi, tuyệt đối đừng lấy lạnh. Đông Nghiễm Sinh cười nói, điểm ấy tiểu phong mưa nhỏ tính là gì? Nhớ năm đó ta đánh trận thời điểm, a xuyệt, hắn xoay mặt đi liên tiếp đánh hai nhảy mũi. Hứa Thuần Lương để hắn mau lên xe. Vương Kim Vũ đã tại cách đó không xa chờ. Đông Nghiễm Sinh cùng bọn hắn ước định cuối tuần cùng đi Hiển Hồng nông trường uống khánh công rượu, khập khiễng rời đi. Mai Như Tuyết nhìn qua Đông Nghiễm Sinh bóng lưng lắc đầu, cảm thán nói, đã từng đi lính người giác ngộ chính là không giống. Ngươi nói là ta cảm thấy ngộ không cao. Mai Như Tuyết nói, người giác ngộ cao, trí thông minh cao hơn, ý định gì đều có thể nghĩ ra tới. Ngươi cho rằng ta nghe không ra ngươi đang mắng ta. Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười, nụ cười này ôn nhu bóng đêm, nụ cười này mê say gió thu, Hứa Thuần Lương không thể không thừa nhận, nàng này đích thật là nhân gian tuyệt sắc, mình kiên định như vậy đạo tâm đều tại nàng nụ cười này bên trong hiện nổi sóng, tuyệt đối là đối tự mình tu luyện ý chí khảo nghiệm. Tạ ơn, Mai Như Tuyết cảm tạ phát ra từ phế phủ. Hứa Thuần Lương nói, không cần cảm ơn, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ như thế làm. Mai Như Tuyết hướng phế tích nhìn thoáng qua nói Khổng Bí Thư bởi vì chuyện lần này muốn tại toàn trấn bắt đầu một lần làm trái xây thanh lý hành động, bệnh viện các người đoán chừng sẽ trở thành trọng điểm chú ý mục tiêu. Hứa Thuần Lương dù sao đem thiếu thuê thu hồi hơn phân nửa, hủy đi liền hủy đi, bất quá vẫn là rất cảm tạ Mai Như Tuyết đối nhắc nhở của hắn. Mối tình cá nước khí ga bạo tạc sự kiện phát sinh để rất nhiều người quan điểm tới cái đại nghịch chuyển. Khổng Tường Sinh từ quá khứ đối làm trái xây mở một con mắt nhắm một con mắt biến thành cờ xí tươi sáng thanh lý làm trái xây. Hứa Thuần Lương đi qua lợi dụng phá rỡ tới dọa người thuê, hiện tại tiền thuê tới tay ngược lại có chút không muốn hủy đi, dù sao ai cũng không muốn cùng tiền không qua được. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, Đường Minh Mị đem hắn gọi vào phòng cấp cứu một lần nữa thanh sửa lại một chút vết thương, đây là vì phòng ngừa vết thương lây nhiễm, dù sao Hứa Thuần Lương về sau lại mang thương tham gia nghĩ cách cứu viện hành động. Vết thương khó tránh khỏi gặp mưa. Hứa Thuần Lương giúp mình lớn như vậy một tay, Đường Minh Mị cũng có qua có lại, quan tâm một chút cái này tiểu lão đệ. Kim Vĩnh Hạo nghe nói Hứa Thuần Lương trở về, lập tức tới ngay thăm hỏi,
hôm nay Hứa Thuần Lương bọn hắn tham gia nghĩ cách cứu viện, Kim Vĩnh Hạo để cho người ta tại hiện trường đập không ít ảnh chụp, đây đều là rất tốt tuyên truyền vật liệu. Kim Vĩnh Hạo sầu mi khổ kiểm nói cho Hứa Thuần Lương, tổng hợp chấp pháp xử lý vừa mới cho bọn hắn bệnh viện hạ đạt ngày quy định dỡ bỏ thư thông báo, yêu cầu bọn hắn bệnh viện trong vòng 3 ngày dỡ bỏ những cái kia làm trái xây phòng ốc. Nếu như bọn hắn không cách nào tại ngày quy định bên trong hoàn thành dỡ bỏ, liền sẽ đối bọn hắn bệnh viện tiến hành tiền phạt, lần này tuyệt không phải phô trương thanh thế, hẳn là thật sự quyết tâm. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này thật không có bản lãnh gì, hiện tại Nguy Sơn Hồ bệnh viện quyền tài sản đều không có minh xác, bọn hắn coi như tiền phạt cũng phạt không đến Trường Hưng trên đầu, hắn để Kim Vĩnh Hạo không cần lo lắng, chuyện này huyên náo càng lớn phản mà đối với bọn hắn càng có lợi. Kim Vĩnh Hạo không rõ có lợi từ đâu nói đến, tổng hợp chấp pháp xử lý lần này cũng không phải làm dáng một chút, mối tình cá nước tiệm cơm bạo tạc sự kiện đã khiến cho Hồ Sơn Trấn lãnh đạo độ cao chú ý, khẳng định sẽ có hành động. Hứa Thuần Lương trở lại ký túc xá, vừa mới lên giường nằm xuống, liền nghe được có người gõ cửa, Hứa Thuần Lương mở cửa xem xét, bên ngoài cái nào có bóng người, lại nhìn dưới chân, nhiều một phong thư, nên là có người từ môn hạ khe hở bên trong nhét vào tới. Hứa Thuần Lương mang theo lòng tràn đầy mê hoặc mở ra lá thư này, đã thấy trên thư viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ cẩn thận một chút cuối cùng cũng không có ký tên, chỉ là vẽ lên một cây trúc trượng, mấy con rắn. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Hàn Thiên Trì, Hàn Thiên Trì chính là một cái ngự rắn người, lúc trước hắn đã từng ra roi ngũ bộ xà tiến vào hồi xuân đường, ý đồ gây bất lợi cho chính mình, nhưng là bị mình bắt. Chẳng lẽ Hàn Thiên Trì trốn ra được? Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Lục Kỳ, xác định trước mắt Hàn Thiên Trì cùng Phạm Á Quân toàn bộ tại áp. Tại loại bỏ hai người này khả năng về sau, Hứa Thuần Lương một lần nữa nhìn một lần lá thư này. Trúc Trượng hẳn là đại biểu là cùng môn, xem ra bởi vì Hàn Thiên Trì sự tình hắn vẫn là đắc tội cùng môn, Hàn Thiên Trì mặc dù tại áp, nhưng là hắn đồng đảng có thể tìm mình trả thù. Hứa Thuần Lương không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi, chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cho mình đưa phong thư này. Mình đến Nguy Sơn đảo không lâu, ngay tại chỗ cũng không có bằng hữu gì. Vì sao cái này người đưa tin muốn trợ giúp mình? Từ nơi này người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thân pháp đến xem, hẳn là võ công không yếu, nhưng người chung quanh bên trong tựa hồ cũng không loại cao thủ này tồn tại, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một thân ảnh, Hứa Thuần Lương vì vậy mà lâm vào trong trầm tư. Hồ Sơn Trấn tổng hợp chấp pháp xử lý sáng ngày thứ hai liền phái ra sửa trị tiểu tổ đi tới bệnh viện, bí thư Khổng Tường Sinh đối lần này thanh lý sửa trị công việc phi thường trọng thị. Tự mình gánh cương chỉ huy lần này tổng hợp sửa trị hành động tổng chỉ huy. Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng dẫn đội tiến về bệnh viện chấp pháp, kiểm tra tổ đầu tiên thống kê bệnh viện chung quanh thương hộ khai trương tình huống. Những cái kia người thuê bổ giao nộp tiền thuê về sau cho rằng bọn họ đã thu được lệnh đặc xá, cơ hồ tất cả mặt tiền cửa hàng đều tại khai trương, đây đã là bọn hắn trong 3 ngày lần thứ 2 thu được ngừng kinh doanh thông chi. Tổng hợp chấp pháp xử lý lười nhác cùng những này tiểu thương tiểu phiến dây dưa, trực tiếp đi tìm bệnh viện lãnh đạo nói chuyện. Kim Vĩnh Hạo sáng hôm nay xin phép nghỉ không tới làm, kỳ thật hắn đã sớm dự đoán trước hôm nay khả năng phát sinh tình huống, cho nên dứt khoát lựa chọn né tránh. Trương Hải Tân mặc dù người tại bệnh viện, nhưng là hắn biểu thị chính mình là cái chức quan nhàn tản, nói không tính, đề nghị tổng hợp chấp pháp xử lý lấy dứt khoát lựa chọn né tránh. Nghiêm Hồi Ý hôm nay tới đây phân viện nhiệm vụ vốn là chất lượng kiểm tra, ai có thể nghĩ đi vào về sau các mặt sự tình tầng tầng lớp lớp, mình làm nhiều năm như vậy phó viện trưởng đều không có hiện tại mệt mỏi như vậy. Hắn ước gì tướng trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian hỗn đi qua, rời đi Trường Hưng, từ đây cùng Trường Hưng lại không liên quan. Đã Triệu Phi Dương bổ nhiệm Hứa Thuần Lương vì viện trưởng đặc biệt trợ lý, loại này chuyện đặc biệt liền giao cho Hứa Thuần Lương đi làm. Nghiêm Hồi Ý cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương là phụ tá của mình. Không biết sợ Hứa Thuần Lương ngược lại là vui lòng đón lấy chuyện này, hắn đem Hoàng Dũng mời đến phòng làm việc của viện trưởng. Hoàng Dũng hướng hắn thông báo một chút Hồ Sơn Trấn liên quan tới thanh lý chỉnh đốn vi phạm luật lệ kiến trúc văn kiện, sau đó đưa cho hắn một chương tiền phạt thư thông báo. Hứa Thuần Lương quan tâm phải là tiền phạt kim ngạch, trên đó viết, tịch thu tất cả phi pháp đoạt được, cũng phạt tiền 10 vạn, lập tức vui vẻ lên. Hoàng chủ nhiệm, người tiền phạt có cái gì bằng chứng a? Hoàng Dũng nghĩa chính ngôn từ nói, lợi dụng vi phạm luật lệ làm trái xây phi pháp kiếm lời có nên phạt hay không? Người nói chúng ta vi phạm luật lệ làm trái xây, những này bề ngoài đã tồn tại 4 năm, các ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Người không muốn cùng ta rảo biện, chúng ta là theo nếp làm việc,
các ngươi vi phạm luật lệ liền phải tiếp nhận xử phạt, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp chúng ta công việc, không phải. Không phải như thế nào ngươi đem ta bắt lại. Chúng ta sẽ khởi động pháp luật tương quan chương trình. Hoàng Dũng thái độ vô cùng cường ngạnh, ý là không bài trừ bắt ngươi khả năng. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Hoàng chủ nhiệm, ta thưởng thức thái độ làm việc của ngươi, nhưng ngươi làm việc trước đó có phải hay không hẳn là hảo hảo điều tra một chút. Liền trước mắt mà nói, Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản còn không thuộc về Trường Hưng, chúng ta mặc dù tiếp quản bệnh viện, nhưng là khối này thổ địa là thuê tính chất, các ngươi coi như phạt, có phải hay không cũng phải tìm chuẩn đối tượng a. Hoàng Dũng sừng sốt một chút, hắn đối với phương diện này tình huống thật đúng là không hiểu rõ, kia quyền tài sản thuộc về ai. Đi qua thuộc về Thạch Lương trấn chính phủ, hiện tại hẳn là thuộc về Hồ Sơn trấn chính phủ, suy cho cùng vẫn là thuộc về quốc gia, cho nên ngươi hẳn là xử phạt phải là Hồ Sơn trấn chính phủ, cái này hóa đơn phạt không nên cho ta, ngươi hẳn là cho Mai trấn trưởng. Hoàng Dũng bị hắn cho cả sẽ không, đảo đi đảo lại làm sao phạt đến trên đầu mình. Hắn cho rằng Hứa Thuần Lương là rảo biện, cố ý lẫn lộn phương hướng, ý đồ lừa dối quá quan, lạnh lùng nói, Hứa chủ nhiệm. Ta hy vọng ngươi nhận rõ chuyện này tính nghiêm trọng, không muốn chuyển di mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không tin. Vậy ngươi bây giờ liền có thể cho Mai trấn trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản có phải hay không thuộc tại chúng ta Trường Hưng. Hoàng Dũng không dám tùy tiện gọi cú điện thoại này, tiền phạt sự tình để nói sau, nhưng là trong 3 ngày ngươi nhất định phải ngay lập tức đem những này vi phạm luật lệ kiến trúc dỡ bỏ. Hứa Thuần Lương cười nói, đã quyền tài sản đều không thuộc tại chúng ta Trường Hưng, vi phạm luật lệ kiến trúc cũng cùng chúng ta không quan hệ, dỡ bỏ không muốn phí tổn. Chúng ta dựa vào cái gì tốn hao nhân lực vật lực giúp các ngươi giải quyết vấn đề a? Coi như ngươi tìm ta hỗ trợ có phải hay không cũng hẳn là khách khí một chút. Ngươi, muốn hủy chính các ngươi hủy đi, đừng các loại 3 ngày, trên nguyên tắc sự tình một khắc cũng không thể chờ, bất kỳ người nào mặt mũi cũng không thể giảng, hiện tại liền đi hủy đi. Ai không rõ ràng cưỡng ép phá rỡ sẽ tao ngộ cái gì? Hoàng Dũng lại không ngốc, liền cổng đám kia làm ăn, lại có cái nào là dễ trêu, một khi phát sinh xung đột, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, lãnh đạo khẳng định trước truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cái này là công nhiên kháng cự chấp pháp. Hứa Thuần Lương nói, đừng cho ta chụp mũ lung tung, đều nói cho ngươi, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không chịu gọi điện thoại, vậy ta đến đánh. Hứa Thuần Lương ngay trước Hoàng Dũng bột bấm Mai Như Tuyết điện thoại, còn cố ý mở miễn đề. Mai Như Tuyết trước tiên tiếp thông điện thoại của hắn, Hứa chủ nhiệm, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, vết thương trên người xong chưa? Hoàng Dũng trên mặt lưu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, con hàng này cùng Mai Như Tuyết quan hệ thế nào? Từ trước đến nay cao cao tại thượng Mai trấn trưởng đối bọn hắn chưa hề đều sắc mặt không chút thay đổi, nghe thanh âm đối Hứa Thuần Lương rõ ràng không giống, quan tâm hắn trên người có tổn thương. Hẳn là bọn hắn. Khó trách con hàng này phách lối như vậy. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút xấu hổ, còn có chút như vậy điểm đắc ý, không nghĩ tới Mai Như Tuyết hội thủ trước quan tâm thương thế của hắn. Hắn cười nói, tạ ơn lãnh đạo quan tâm, ta không có chuyện gì, điện thoại cho ngươi còn không phải là vì công sự. Có việc nói thẳng đừng vòng vo, nghe được vì công sự, Mai Như Tuyết giọng điệu lập tức liền tràn đầy lãnh đạo khí chất. Hiện tại Nguy Sơn đảo phân viện quyền tài sản thuộc về ai? Mai Như Tuyết nói Nguy Sơn đảo bệnh viện là chuyển quốc hữu thổ sử dụng quyền, kiến thiết tài chính đều là Thạch Lương trấn tài chính cấp phát, quyền tài sản thuộc về quốc hữu tài sản, phòng ốc cùng phụ thuộc công trình kiến trúc đều thuộc về Nguy Sơn đảo bệnh viện tài sản cố định. Ngươi đừng nói phức tạp như vậy, liền nói hiện tại Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản có phải hay không thuộc về Trường Hưng bệnh viện. Trước mắt còn không có làm tương quan thủ tục. Hứa Thuần Lương hướng Hoàng Dũng nhẹ gật đầu, ý là ngươi nghe rõ chưa? Mai Như Tuyết tựa hồ cảm giác được cái gì, nói khẽ, có phải hay không tổng hợp chấp pháp xử lý đi gây phiền phức cho các ngươi rồi. Hứa Thuần Lương cười nói không có, chính là để chúng ta hôm nay liền đem bên đường bề ngoài phá hủy, muốn tịch thu chúng ta trước đó tiền thuê, trả cho chúng ta hạ một chương tiền phạt thư thông báo, thật hung ác a, thế mà phải phạt bệnh viện chúng ta 10 vạn khối. Mai Như Tuyết có chút tức giận, hồ nháo, bọn hắn trải qua ta đồng ý sao? Hoàng Dũng một bên nghe được rõ ràng. Lại không dám lên tiếng, hắn hiện tại xem như minh bạch, Hứa Thuần Lương có Mai trấn trưởng bảo bọc. Hôm qua là Mai trấn trưởng để bọn hắn hủy đi, hôm nay lại không cho phá hủy. Hôm qua Khổng Bí Thư không cho hủy đi, hôm nay Khổng Bí Thư để hủy đi, Hoàng Dũng tình thế khó xử, Hồ Sơn trấn vừa thành lập không lâu,
cấp lãnh đạo cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy hài hòa, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Thụ loại này thanh nẹp khí. Mai Như Tuyết để Hứa Thuần Lương không cần lo lắng, nàng ngựa lên liên hệ tổng hợp chấp pháp xử lý. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, bên kia Hoàng Dũng điện thoại liền vang lên, không cần nhìn đều biết là ai đánh tới. Hoàng Dũng kiên trì tiếp cú điện thoại này, hắn cũng không dám mở miễn đề, Mai Trấn trưởng đại khái suất sẽ không cho hắn mặt mũi, mình không bằng Hứa Thuần Lương biết nói chuyện, cũng không bằng người ta dáng dấp anh Tuấn, trọng yếu nhất một điểm là người ta Mai Trấn trưởng là mình người lãnh đạo trực tiếp. Mai Như Tuyết không khách khí chút nào đem hắn dạy dỗ một trận, hỏi hắn đến cùng tình huống như thế nào. Tại sao muốn ngay tại lúc này đi kích thích mâu thuẫn? Hồ Sơn Trấn làm trái xây từ xưa đến nay, nghĩ phải giải quyết chuyện này, nhất định phải nghĩ ra một cái thích đáng phương pháp, đã có thể đạt tới quản lý mục đích, lại có thể mức độ lớn nhất bảo đảm quần chúng lợi ích, tuyệt không phải đầu não nóng lên liền đi đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng Dũng trong lòng khổ a, hắn biểu thị là Khổng Bí Thư chỉ thị. Không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Mai Như Tuyết liền phát hỏa, trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo. Người tốt nhất làm rõ ràng tổng hợp chấp pháp xử lý hẳn là hướng người nào chịu trách nhiệm, nói xong liền đã cúp điện thoại. Hoàng Dũng biết mình đắc tội Mai Như Tuyết, mặc dù Khổng Tường Sinh bí thư là bên ngoài người đứng đầu, nhưng là tại chức trách phân công bên trên hắn chủ yếu phụ trách đảng xây. Trấn chính phủ người đứng đầu là Mai Như Tuyết, nàng mới là Hồ Sơn Trấn người đại biểu pháp lý, tổng hợp chấp pháp xử lý làm Trấn chính phủ trọng yếu nhất bộ môn một trong. Đầu tiên phải hướng trưởng trấn phụ trách, tại Mai Như Tuyết chỉ huy hạ tiến hành công việc. Hoàng Dũng nhắc lên Khổng Tường Sinh bản ý là để Mai Như Tuyết biết mình khó xử chỗ, nhưng tại Mai Như Tuyết lý giải hắn là hướng mình thị uy, lý giải phương diện xuất hiện sai lầm. Hứa Thuần Lương từ Hoàng Dũng sắc mặt bên trên đã đoán được hắn tâm tình bây giờ, đem tấm kia tiền phạt thư thông báo đưa cho hắn. Hoàng chủ nhiệm, ta cảm thấy chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là trước cùng lãnh đạo câu thông một chút, không phải chúng ta không phối hợp. Mà là những cái kia vi phạm luật lệ kiến trúc thật cùng chúng ta Trường Hưng bệnh viện không có quan hệ gì. Hoàng Dũng trong lòng tự nhủ không quan hệ ngươi thu người ta tiền thuê. Ta tính đã nhìn ra, xấu nhất chính là ngươi. Cũng không biết ngươi cho Mai Như Tuyết rót cái gì canh, nàng cứ như vậy nghe ngươi. Hoàng Dũng hiện tại đã triệt để không có chấp pháp tâm tình, đứng dậy cáo từ, thông chi bọn thủ hạ thu đội, bọn thủ hạ hỏi hắn hôm nay còn hủy đi sao. Hắn đem trừng mắt, tức giận nói. Người nghĩ như vậy hủy đi hiện tại liền đi hủy đi a. Hoàng Dũng sau khi trở về ngay lập tức đi tìm Khổng Tường Sinh bí thư, biểu thị công việc này mình không cách nào làm, bởi vì chuyện sách thiên, bị Mai Trấn trưởng hung hăng phê bình một trận, hắn cũng không phải có chủ tâm muốn gây ra giữa lãnh đạo mâu thuẫn, nhưng là tại trong sự nhận thức của hắn Khổng Tường Sinh là so Mai Như Tuyết cao nửa cấp, mặc dù hai người cùng là khoa cấp. Giữa lãnh đạo sự tình để lãnh đạo mình đi giải quyết, đừng làm khó hắn cái này cơ sở làm việc. Khổng Tường Sinh nghe Hoàng Dũng nói một lần tình huống, lửa giận trong lòng đã bốc cháy lên. Cái này Mai Như Tuyết cũng quá không hiểu chuyện, trước đó tại Đại Hằng tập đoàn chuyện đầu tư bên trên liền cùng mình chống đối, hiện tại lại náo một màn này, tất cả mọi người nhìn ra hai người bọn hắn có mâu thuẫn. Người tuổi trẻ bây giờ đối tiền bối thiếu khuyết vốn có tôn trọng, đi qua nhiều ít trên mặt mũi còn có thể không có trở ngại, hiện tại cũng không còn che giấu. Nhất làm hắn tức giận phải là ngày hôm qua tiệm cơm Bình Ga bạo tạc sự kiện, chuyện này đã leo lên Đông Châu Nhật Báo cùng Nguy Sơn Nhật Báo, mặc dù không phải trang đầu đầu đề, cũng có chút dễ thấy, huyện báo tiêu đề là một đời mới cán bộ dũng chọn gánh nặng, không sợ gian hiểm công kích phía trước. Cơ hồ tất cả chính báo lên liên quan tới sự kiện này đưa tin, đều là đột xuất Mai Như Tuyết, phối đồ cũng đều là lấy Mai Như Tuyết làm chủ. Khổng Tường Sinh thừa nhận nàng tuổi trẻ xinh đẹp, so với mình ăn ảnh. Nhưng cũng không thể tất cả đưa tin bên trên nhân vật chính đều là ngươi, người trẻ tuổi cần chiến tích không giả, thế nhưng quá không thể chờ đợi a. Hồ Sơn Trấn còn có cái bí thư đâu, thế mà bị mang tính lựa chọn không để ý đến. Khổng Tường Sinh cho rằng những tin tức này phía sau đều là Mai Như Tuyết tại thôi động, nàng không nói bên ngoài làm sao nhanh như vậy biết. Khổng Tường Sinh đã giận không kềm được, hắn có loại lập tức liền cùng Mai Như Tuyết lý luận xúc động, bất quá làm một tại cơ sở lịch luyện nhiều năm cán bộ kỳ cựu. Cuối cùng vẫn là rất tốt khống chế được tâm tình của mình, nhất định phải nghĩ cái càng kín đáo biện pháp. Mai Như Tuyết tâm tình cũng không tốt, bàn làm việc của nàng bên trên đồng dạng bày biện dạng này mấy phần báo chí. Tuyên truyền khoa khoa trưởng Trương Nhất Bản gõ cửa tiến đến, cười nói, Mai Trấn trưởng, ngài tìm ta. Hắn quá khứ là sinh viên thôn quan, hai trấn sát nhập về sau mới được cất nhắc tới trong trấn. Mai Như Tuyết chỉ vào trên bàn những cái kia báo chí,
người giải thích một chút. Trương Nhất Bản cười nói, ta cũng nhìn thấy, không biết phóng viên làm thế nào chiếm được những tin tức này. Mai Như Tuyết ánh mắt sắc bén tiếp cận ánh mắt của hắn, thẳng đến Trương Nhất Bản chột dạ cúi đầu xuống. Nhất Bản đồng chí, người văn phòng ta hết sức quen thuộc, những hình này cũng là người tại hiện trường quay chụp. Trương Nhất Bản ho khan một tiếng nói, ta cho rằng dạng này chính năng lượng sự tích cần phải thật tốt tuyên truyền một chút, có trợ giúp tăng lên chúng ta Hồ Sơn trấn hình tượng, Mai trấn trưởng xung phong đi đầu hành vi để rộng rãi nhân dân quần chúng thâm thụ cảm động. Tuyên truyền cũng muốn tôn trọng sự thật, lúc ấy tại tuyến đầu cứu viện người tình nguyện ngươi vì cái gì không đập. Chuyện toàn bộ trải qua ngươi vì cái gì không nói. Không phải nổi bật ta tồn tại, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết là ai đem ngươi để ở chỗ này. Những báo cáo này là ta tự tác chủ trương, cùng những người khác không quan hệ, Mai trấn trưởng, ta cam đoan về sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Trương Nhất Bản có chút xấu hổ, Mai Như Tuyết quá thông minh, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được nàng. Mai Như Tuyết khoát tay áo, Trương Nhất Bản là nàng đại ca bạn học thời đại học, mặc dù hắn tận lực che giấu đoạn này quan hệ, nhưng vẫn là bị nàng tra xét ra. Trương Nhất Bản từ thôn quan đi vào trong trấn phụ trách công việc quảng cáo, phía sau khẳng định có đại ca trợ lực, đại ca giúp hắn cũng không phải vẻn vẹn xem ở bạn học cũ phân thượng. Trương Nhất Bản chính là xếp vào tại bên cạnh mình hộ giá hộ hàng trợ thủ, cũng là đại ca tai mắt, nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay Trương Nhất Bản đều sẽ trước tiên hướng hắn báo cáo. Mai Như Tuyết cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, nàng ghét nhất chính là nhà người can thiệp chính mình sự tình. Trương Nhất Bản dự tính ban đầu hẳn là trợ giúp nàng tích lũy chiến tích, nhưng hắn có hay không nghĩ tới bản này đưa tin sẽ mang đến cho mình phiền phức, tất cả nhân vật chính quang hoàn gia tăng tại thân, hắn tướng bí thư Khổng Tường Sinh đưa ở chỗ nào. Mai Như Tuyết biết những báo cáo này chân chính phía sau màn đẩy tay vẫn là đại ca, lấy đầu óc của hắn như thế nào sơ sẩy dạng này chi tiết, nếu như cân nhắc đến còn làm như thế, chỉ còn lại hai loại khả năng, một là căn bản không có tướng Khổng Tường Sinh để vào mắt, hai là thông qua phương thức như vậy khảo nghiệm mình nhận ép năng lực. Vô luận hắn có phải hay không ra ngoài hảo ý, Mai Như Tuyết đều không thích, nàng sở dĩ từ bỏ đại đô thì tốt hơn hoàn cảnh, lựa chọn tòa này rời xa trần thế hòn đảo, khu động nàng nguyên nhân căn bản chính là đối gia đình trốn tránh, nàng không muốn nhất cử nhất động của mình đều ở nhà người giám thị dưới, nàng cần muốn tự do. Những cái kia đột xuất nàng cá nhân đưa tin quả nhiên sinh ra tác dụng phụ, xế chiều hôm đó, Khổng Tường Sinh tổ chức một lần nửa công khai cuộc hội đàm. Có mặt hội nghị ngoại trừ Hồ Sơn trấn lãnh đạo chủ yếu, còn mời Hồ Sơn trấn chủ yếu xí nghiệp người phụ trách, đề tài thảo luận chính là xúc tiến an toàn sản xuất, thanh lý vi phạm luật lệ làm trái xây. Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng phi thường xấu hổ, hắn thật không muốn ra tịch lần này hội nghị. Khổng Tường Sinh tổ chức lần này hội nghị dụng ý không nói cũng hiểu, lần này thanh lý sửa trị hành động là hắn phát ra lên. Hắn nhất định phải phổ biến xuống dưới, thân là Hồ Sơn trấn người đứng đầu, nếu như hắn ngay cả chuyện này đều không thể phổ biến xuống dưới, như vậy người khác liền sẽ cho rằng hắn chỉ là cái hữu danh vô thực bí thư. Mà lại bắt an toàn, thanh làm trái xây bản thân liền sư xuất nổi danh, hắn ngược lại muốn xem Mai Như Tuyết lấy lý do gì đến phản đối. Khiến cái này xí nghiệp lãnh đạo chủ yếu có mặt, kỳ thật mục tiêu chân chính chỉ có một cái, đó chính là Trường Hưng Bệnh viện. Khổng Tường Sinh có cái dự cảm không tốt, hiện tại Trường Hưng Bệnh viện đang cùng Mai Như Tuyết hình thành liên minh, bọn hắn có được cộng đồng lợi ích, bọn hắn muốn ngăn cản Đại Hằng tập đoàn rơi xuống đất, mà điểm này vừa vặn là Khổng Tường Sinh không cách nào dễ dàng tha thứ. Tại hắn dài rằng giặc cơ sở lãnh đạo kiếp sống bên trong, lần này có thể là hắn cơ hội tốt nhất, Đại Hằng tập đoàn đầu tư chỉ cần có thể chứng thực, như vậy hắn chính trị kiếp sống liền sẽ tăng thêm một trang nổi bật. Mang ý nghĩa hắn cơ sở kiếp sống có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mai Như Tuyết làm hết thảy chính là tại đoạn đường lui của mình, sự tình khác Khổng Tường Sinh có thể nhịn, nhưng là vấn đề nguyên tắc một bước cũng không nhường. Trường Hưng Bệnh viện đại biểu vẫn là viện trưởng đặc biệt trợ lý Hứa Thuần Lương, Hiền Hồng Nông Trường bên kia đại biểu là Vương Kim Vũ, so với Hứa Thuần Lương cái này kẻ đến sau, Vương Kim Vũ cùng trấn lãnh đạo chủ yếu, cái khác xí nghiệp người phụ trách đều rất quen thuộc, đi vào hiện trường, chào hỏi. Hứa Thuần Lương mặc quần áo lao động tới, có ít người mặc dù không biết hắn, xem xét hắn mặc liền biết thân phận của hắn. Mai Như Tuyết suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định trước tới tham gia lần này cuộc hội đàm, Khổng Tường Sinh tổ chức lần này hội nghị động cơ nàng rất rõ ràng, 89 phần 10 sẽ ở Nguy Sơn đảo bệnh viện làm trái xây sự tình bên trên làm ăn trương, chân chính dụng ý là mượn chuyện này đến gõ chính mình. Mai Như Tuyết lúc trước đến Hồ Sơn trấn công tác thời điểm,
cũng không có nghĩ qua muốn cùng Khổng Tường Sinh phát sinh xung đột chính diện, cho rằng lấy trí tuệ của mình hẳn là có thể xử lý tốt chính đảng quan hệ giữa, nhưng tình thế cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế phát triển. Cho nên nói vô vi mà trị là có đạo lý, người đứng đầu một số thời khắc nhất định không thể quá cố gắng, phàm là hắn ít nỗ thêm chút sức, Hồ Sơn Trấn phát triển muốn so hiện tại thuận lợi được nhiều. Mai Như Tuyết cho rằng Khổng Tường Sinh cố gắng phương hướng không đúng, lãnh đạo chủ yếu một khi tuyển nhầm phương hướng, hắn càng ra sức, chính phủ hiệu suất ngược lại càng thấp. Khổng Tường Sinh đầu tiên nhấn mạnh an toàn tầm quan trọng, vẫn là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, Trấn ban lãnh đạo trong hội nghị đã nói qua, nhưng khi lấy những này xí nghiệp người phụ trách vẫn là phải lặp lại một lần. Hắn khiêng ra lãnh đạo cấp trên, nói cho mọi người, hôm qua mối tình cá nước tiệm cơm khí ga tiết lộ dẫn phát bạo tạc sự tình đã kinh động đến trong huyệt, lãnh đạo cấp trên đối chuyện lần này cho nên cao độ coi trọng. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải làm ra khắc sâu kiểm điểm, nghiêm túc xử lý sự cố người có trách nhiệm, tiêu trừ các cấp tai họa ngầm, ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh. Khổng Tường Sinh tướng chủ đề một cách tự nhiên giao qua sửa trị vi phạm luật lệ làm trái xây hành động đi lên. Ta hôm nay đem các chủ yếu đơn vị người phụ trách mời đến nơi đây mở cuộc hội đàm, chính là hy vọng mọi người có thể lý giải cũng phối hợp trong trấn công việc, có khó khăn gì nói ra, có cái gì không giải nói cho chúng ta biết, mọi người nói thoải mái, chỉ cần là đối Hồ Sơn trấn có lợi, đối Hồ Sơn trấn dân chúng có chỗ tốt, chúng ta mấy cái sẽ tận hết sức lực đi làm, đúng không, Mai trấn trưởng. Mai Như Tuyết cười nhạt một tiếng, không nói chuyện, liền nhìn ngươi lão gia hỏa này tiếp xuống làm sao diễn. Khổng Tường Sinh hướng tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng nhìn thoáng qua, Hoàng Dũng đồng chí, đem ngươi khó khăn gặp phải nói một chút, tất cả mọi người là vì công việc, không có ngượng ngùng gì. Hoàng Dũng trong lòng lặng lẽ thăm hỏi Khổng Tường Sinh tổ tiên, Khổng Thánh Nhân Nhân đến Khổng Tường Sinh người này trên thân một điểm đều không có còn lại. Khổng Tường Sinh a Khổng Tường Sinh, thời khắc mấu chốt ngươi không thể đem ta đẩy ra đi a, Mai Như Tuyết ta cũng đắc tội không nổi, làm lãnh đạo làm như vậy, để thuộc hạ làm sao bây giờ. Nhưng đã bị Khổng Tường Sinh cái đến giá nướng bên trên, Hoàng Dũng chỉ có thể kiên trì nói chuyện. Hắn đem sáng hôm nay chấp pháp trải qua nói một lần, không dám nhắc tới Mai Như Tuyết. Phát biểu thời điểm cũng không dám hướng Mai Như Tuyết nhìn lên một cái, kỳ thật hắn cũng đang đánh cược, cược Khổng bí thư có thể trấn trụ Mai trấn trưởng, Mai Như Tuyết dù sao quá trẻ tuổi, đến Nguy Sơn đảo công việc cũng không có mấy ngày, hẳn là so ra kém tại bản địa thâm canh nhiều năm, dễ sâu lá tốt Khổng Tường Sinh. Hoàng Dũng đem tình huống nói xong, Khổng Tường Sinh biểu lỗ nghiêm nghị nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm A, Trường Hưng mặc dù không phải chúng ta bản địa đơn vị, nhưng là cũng hẳn là phối hợp chúng ta Hồ Sơn trấn công việc A. Hứa Thuần Lương cười nói, Khổng Bí Thư, nhìn ngài lời nói này đến, cái gì bản địa nơi khác A, chúng ta Trường Hưng đã đầu tư Nguy Sơn đảo, chính là Nguy Sơn đảo một phần tử, ngài liền nên đối với chúng ta đối xử như nhau, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện đã 3 năm. Tại trong lòng ngài chúng ta còn là người ngoài sao? Mai Như Tuyết có chút muốn cười, Hứa Thuần Lương là một chút mặt mũi cũng không cho Khổng Tường Sinh lưu, trực tiếp liền đổi tới. Cũng trách Khổng Tường Sinh chính mình nói chuyện không có trình độ, Nguy Sơn đảo bệnh viện là Trường Hưng bệnh viện phân viện, người nói như vậy bản thân liền tồn tại rất lớn lỗ thủng. Khổng Tường Sinh nói, các người có thể có dạng này nhận biết ta rất vui mừng, gần nhất quay chung quanh các người Trường Hưng tranh luận rất nhiều. Nguy Sơn đảo nhân viên y tế đến chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ đã náo loạn 2 lần, ảnh hưởng thật không tốt, các người Trường Hưng lãnh đạo hẳn là hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nha thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn, một cái khoa cấp cán bộ thôi, Trường Hưng bệnh viện là sử cấp đơn vị, lão nghiêm đều là phó sử cấp, tùy tiện rút ra một chương bài đều có thể đập chết ngươi. Khổng Bí Thư có thể hay không nói đến cụ thể một điểm, chúng ta cần kiểm điểm cái gì? Có mặt hôm nay hội nghị đều là tại bản địa tương đối có sức ảnh hưởng xí nghiệp người phụ trách, đều là có chút chính trị giác ngộ, bọn hắn đã nhạy cảm ngửi được hiện trường vô cùng sống động mùi thuốc súng. Người trẻ tuổi này rõ ràng đối Khổng Tường Sinh không phục a, đây là một lời không hợp liền mở làm tư thế, không có người nói chuyện, đều chờ đợi xem kịch. Khổng Tường Sinh nói, nếu như Trường Hưng bệnh viện đối Nguy Sơn đảo bệnh viện công nhân viên chức phụ trách, liền sẽ không xuất hiện khất nợ tiền lương hiện tượng. Liền sẽ không kích thích lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng. Hứa Thuần Lương nói, Khổng Bí Thư, chuyện này đã tại Mai trấn trưởng cân đối hạ giải quyết, hôm nay chúng ta cuộc hội đàm chủ đề là khất nợ tiền lương sao? Chẳng lẽ khất nợ nhân viên tiền lương không chỉ chúng ta Trường Hưng một nhà? Hắn nhìn chung quanh một chút. Vương Kim Vũ trong lòng tự nhủ tiểu tử này thú vị,
hắn đối Khổng Tường Sinh cũng không có cảm tình gì, cười nói, chúng ta Hiển Hồng nông trường nhưng từ không có khất nợ qua nông dân tiền lương. Mấy vị khác xí nghiệp người phụ trách cũng nhao nhao biểu thị bọn hắn không có khất nợ tiền lương hiện tượng. Mai Như Tuyết nói, mọi người yên lặng một chút, hôm nay Khổng Bí Thư mời mọi người đến cũng không phải là muốn thảo luận thiếu lương vấn đề. Khổng Tường Sinh sắc mặt trầm xuống, Mai Như Tuyết mặt ngoài giúp chính mình nói chuyện, nhưng trên thực tế là trước mặt nhiều người như vậy nhắc nhở mình lạc đề. Hắn cảm giác mình khả năng bị Hứa Thuần Lương mang tiết tấu, vốn là muốn nói làm trái xây vấn đề, làm sao mơ mơ hồ hồ nhắc lên thiếu lương. Kỳ thật Khổng Tường Sinh là nghĩ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, đáng tiếc hắn không có bản sự kia, chấn không được Hứa Thuần Lương. Khổng Tường Sinh nói, để mọi người đến, là hy vọng mọi người phối hợp công việc của chúng ta, phối hợp tổng hợp chấp pháp làm thanh lý làm trái kiến công làm. Hiện trường yên tĩnh trở lại, thiếu lương sự kiện không phải mỗi nhà đều có, nhưng là làm trái kiến hành vì bất luận cái gì đơn vị hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại. Hứa Thuần Lương cố ý nói, đó chính là bảo hôm nay ở đây chư vị đều làm trái kiến hành vì. Cái khác tham dự người phụ trách trong lòng thầm than, tiểu tử này đủ xấu, Hoàng Dũng vừa làm qua báo cáo, rõ ràng là dỡ bỏ bệnh viện các ngươi làm trái xây nhận lấy trở ngại, người dắt chúng ta làm gì. Sớm biết loại tình huống này liền không nên tới tham gia cái này cuộc hội đàm. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoàng Dũng nói, Hoàng chủ nhiệm, có phải hay không tất cả mọi người làm trái xây? Hoàng Dũng không biết đáp lại như thế nào, ho khan một tiếng nói, chúng ta tổng hợp chấp pháp làm lần này sửa trị hành động chính là muốn thanh lý vi phạm luật lệ làm trái xây. Hứa Thuần Lương nói, đã tất cả mọi người làm trái xây, vì cái gì từ bệnh viện chúng ta bắt đầu thanh lý? Các ngươi tổng hợp chấp pháp xử lý cũng cảm thấy chúng ta Trường Hưng là ngoại lai hộ, cho nên nghĩ bắt chúng ta trước khai đao đúng hay không? Hoàng Dũng nói, không phải ngoại lai cùng bản địa vấn đề, là vi phạm luật lệ làm trái xây vấn đề, nếu như các ngươi tuân thủ quy định, chúng ta cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Khổng Tường Sinh đối Hoàng Dũng lời nói này biểu thị hài lòng, nhấp một ngụm trà nói, tiểu Hứa đồng chí, bệnh viện các ngươi vi phạm luật lệ làm trái xây là sự thật, chúng ta nhận được rất nhiều quần chúng phản ứng. Các ngươi làm trái xây đã tồn tại rất nhiều năm, mà lại lợi dụng làm trái xây phi pháp kiếm lời, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Hứa Thuần Lương đều không có mắt nhìn thẳng hắn, y nguyên tiếp cận Hoàng Dũng nói, Hoàng chủ nhiệm, ta hôm nay nói cho ngươi tình huống ngươi không có hướng thượng cấp phản ứng. Tại Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Hồ phân viện trước đó, những cái kia vi phạm luật lệ làm trái xây liền tồn tại. Hắn từ trong túi công văn xuất ra một sấp văn kiện ném tới Hoàng Dũng trước mặt, ngươi có hứng thú. Có thể cẩn thận tìm hiểu một chút những này vi phạm luật lệ làm trái xây kiếp trước kiếp này, những tài liệu này có thể chứng minh, những phòng ốc kia là ngay lúc đó viện trưởng Trương Hải Tân tìm người kiến thiết, cụ thể hoàn thành thời gian là tại 3 năm rưỡi trước đó, theo ta được biết, khi đó Hoàng chủ nhiệm liền phụ trách Thạch Lương Trấn tổng hợp chấp pháp làm công việc, xin hỏi ngươi vì cái gì không ngay đầu tiên ngăn lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ, từ Hứa Thuần Lương xuất ra kia một sấp văn kiện thời điểm liền đại biểu cho hắn phản kích bắt đầu. Hoàng Dũng biểu lộ xấu hổ cực kỳ, chúng ta tổng hợp chấp pháp xử lý có thật nhiều công việc, không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một cái nào đó đơn vị. Người bây giờ làm được sự tình không phải liền là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chúng ta sao? Đang ngồi các đơn vị, nhà ai không có vi phạm luật lệ làm trái xây, vì cái gì ngươi tìm được trước chúng ta? Trả cho chúng ta hạ đạt tiền phạt thư thông báo, phá dỡ có tuần tự, tiền phạt thư thông báo tổng có thể làm được đối xử như nhau ha? Vì cái gì vẻn vẹn chọn chúng bệnh viện chúng ta? Hoàng Dũng không lời nào để nói, trong lòng thầm mắng, ban sơ không phải chính người báo cáo mình sao? Rõ ràng là thông qua Mai Như Tuyết quan hệ tạo áp lực, để chúng ta tổng hợp chấp pháp xử lý cho Nguy Sơn đảo bệnh viện ra thông báo, những cái kia người thuê bị dọa đến đem khất nợ tiền thuê cho bổ sung, hiện tại ngươi thế mà phản cắn ta một cái. Hoàng Dũng có nỗi khổ không nói được, không phải hắn không rõ, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía Khổng Tường Sinh nói, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta Trường Hưng là ngoại lai hộ. Ta vẫn cho là Hồ Sơn Trấn chính phủ là công bằng, nhưng chuyện này để cho ta vô cùng hoang mang, vô cùng không giải. Hoàng chủ nhiệm nếu như giải thích không rõ ràng, liền phiền phức Khổng Bí Thư giải thích một chút. Khổng Tường Sinh nói, không có gì tốt giải thích, cũng không cần thiết lôi chuyện cũ, bất kỳ cái gì sự vật đều là đang không ngừng phát triển biến hóa, Nguy Sơn đảo hiện tại đứng trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Tức sẽ nghênh đón chưa từng có phát triển, thanh lý sửa trị hành động cũng là vì phối hợp thị lý quy hoạch, ta hy vọng ở đây chư vị có thể phối hợp chính phủ công việc, không muốn cho Nguy Sơn đảo phát triển chế tạo chướng ngại.
Hứa Thuần Lương nói, nợ cũ không thể không lật, ở chỗ này ta hướng mọi người tuyên bố một việc, thông qua bệnh viện chúng ta điều tra, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện Phó Viện trưởng Trương Hải Tân đồng chí tại đảm nhiệm lãnh đạo làm việc trong lúc đó, Trương Kỳ lợi dụng chức quyền giành tư lợi, tồn tại nhiều hạng làm trái nhật ký hành trình vì, còn dính líu phạm pháp, bệnh viện chúng ta lãnh đạo đã chính thức làm ra đối với hắn tạm thời cách chức quyết định, liên quan tới hắn vấn đề đã đệ trình cơ quan kiểm soát tiến hành điều tra. Khổng Tường Sinh nội tâm hơi hồi hộp một chút, Trương Hải Tân cùng hắn tư giao rất tốt, không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền lật thuyền, hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn, tiểu Hứa đồng chí, bệnh viện các người vấn đề nội bộ không có tất muốn ở chỗ này tuyên bố, người nói sự tình cũng cùng chúng ta hôm nay cuộc hội đàm chủ đề không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta nói chuyện này là muốn thông chi mọi người, Nguy Sơn Đảo bệnh viện nội bộ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhân viên y tế không có thể kịp thời cầm tới tiền lương. Cùng bệnh viện kinh doanh tình trạng có quan hệ, bệnh viện lãnh đạo quyết tâm bắt được bên trong con sâu làm dầu nồi canh, những cái kia các ngươi cái gọi là vi phạm luật lệ kiến trúc đều có thể trở thành chứng cứ phạm tội, ta cảm thấy các ngươi hiện tại hủy đi không thích hợp, có hủy diệt chứng cứ chi ngại. Hiện trường rất nhiều người đều đang cố nén cười, tiểu tử này lợi hại a, tại Nguy Sơn đảo có thể để cho Khổng bí thư kinh ngạc người cũng không nhiều. Khổng Tường Sinh hôm nay tổ chức cái này cuộc hội đàm vốn là nghĩ lập uy, không nghĩ tới biến thành tự rước lấy nhục, hiện tại Hứa Thuần Lương cho hắn ra nan đề, không hủy đi đi, lời đã thả ra, hủy đi a, tương đương với giúp đỡ Trương Hải Tân hủy diệt chứng cứ. Khổng Tường Sinh không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn bắt đầu hối hận, trước mắt Mai Như Tuyết còn không có xuất thủ, một cái Hứa Thuần Lương cũng đã đem bọn hắn ánh cho hoa rơi nước chảy. Mai Như Tuyết nhấp một hớp nước khoáng, lúc đầu nàng chuẩn bị kỹ càng, nhưng hiện tại xem ra, cũng không cần nàng nói chuyện. Hứa Thuần Lương đối phó Khổng Tường Sinh dư xài. Khổng Tường Sinh vốn là muốn nắm lấy Hứa Thuần Lương một đường đuổi đánh tới cùng, nhưng bây giờ thế cục nghịch chuyển, hắn nóng lòng chuyển đổi đề tài, ho khan một tiếng nói, những đồng chí khác đối lần này sửa trị hành động có ý kiến gì? Vương Tổng ngươi nói một chút. Hắn điểm danh Vương Kim Vũ, tất cả mọi người nhìn ra hắn là không muốn Hứa Thuần Lương lại lên tiếng, nếu như Hứa Thuần Lương nói tiếp đi, còn không biết muốn nói ra cỡ nào làm hắn khó chịu nói. Vương Kim Vũ cười nói, đã Khổng bí thư để cho ta nói, vậy ta liền nói hai câu, vi phạm luật lệ làm trái xây vấn đề này từ xưa đến nay, cái này cùng trên đảo tình huống thực tế có quan hệ, mọi người cũng không có cái này lý niệm, kéo cái tường viện, đóng dấu trồng mấy gian phòng ốc, cái này đều là chuyện thường xảy ra, ta thừa nhận, chúng ta Hiển Hồng nông trường cũng làm trái xây, chúng ta đều biết loại hành vi này không tốt, nhưng là quá khứ tất cả mọi người dạng này, dân bất lực quan không truy xét. Ta dám nói chúng ta Hồ Sơn Trấn thật muốn tra rõ làm trái xây, có một nửa thương hộ đều sẽ liên quan đến, lại càng không cần phải nói dân chúng dân trạch. Hiện trường tất cả mọi người đi theo gật đầu. Vương Kim Vũ tiếp tục nói, nếu như lần này sửa trị hành động có thể quán triệt đến cùng, đối mọi người làm được đối xử như nhau, thanh lý xong ở trên đảo tất cả vi phạm luật lệ làm trái xây, chúng ta đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là liền sợ sửa trị không thể hành động làm được xử lý sự việc công bằng. Hủy đi đông ra lưu tây ra, như vậy mọi người liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không công bằng, tựa như Hứa chủ nhiệm mới vừa nói như thế, đã tất cả mọi người làm trái xây, ngươi dựa vào cái gì trước hủy đi chúng ta. Khổng Tường Sinh nói, bất cứ chuyện gì cũng nên có bắt đầu, gọi mọi người tới chính là hy vọng mọi người có thể lý giải, ủng hộ công việc của chúng ta. Vương Kim Vũ nói, lý giải cùng tiếp nhận là hai chuyện khác nhau. Kỳ thật ta cảm thấy cùng sửa trị đã tồn tại làm trái xây không bằng từ giờ trở đi ngăn chặn làm trái xây, trước cam đoan đã không còn vấn đề mới sinh ra, về phần nguyên bản tồn tại vấn đề, rất nhiều đều thuộc về đặc thù thời kỳ lịch sử còn sót lại vấn đề, giữ lại về sau chậm rãi giải quyết. Khổng Tường Sinh rất muốn nói ra vấn đề nguyên tắc không dung nhượng bộ, nhưng là hắn hiện tại đã không có lực lượng, mấy ngày trước đó, tại làm trái xây vấn đề bên trên hắn cũng cầm tương đối bảo thủ thái độ. Nhưng là phát sinh hôm qua khí ga bạo tạc để hắn cải biến quan điểm. Khổng Tường Sinh nâng chung trà lên uống một hớp, phát hiện bên trong đã không có nước, để ly xuống, nhìn Mai Như Tuyết một chút, Mai Trấn trưởng thấy thế nào. Mai Như Tuyết nói, ta cảm thấy Vương Tổng nói không sai, hẳn là căn cứ tình huống thực tế đến đối đãi làm trái xây vấn đề, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là tăng lên doanh thương hoàn cảnh, mà không phải kích thích mâu thuẫn xã hội, thanh lý vi phạm luật lệ kiến trúc gánh nặng đường xa. Tuyệt không phải một lần là xong sự tình, bất quá tin tưởng chúng ta tại Khổng bí thư lãnh đạo hạ nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết tốt nhất. Nàng còn là cho Khổng Tường Sinh một bậc thang, mặc dù chuyện lần này chính là Khổng Tường Sinh làm ra. Khổng Tường Sinh nhẹ gật đầu,
ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dũng nói, Hoàng Dũng đồng chí A, hôm nay ta tổ chức cái này cuộc hội đàm, chính là muốn để ngươi lắng nghe các phương diện thanh âm, thực tế làm việc quá trình bên trong nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, không thể một vị làm bừa, nhất định phải phòng ngừa kích thích mâu thuẫn xã hội. Hoàng Dũng trong lòng lần nữa thăm hỏi Khổng Tường Sinh tổ tiên, mẹ nó. Hủy đi cũng là ngươi để cho ta hủy đi, hiện tại cái gì đều là lỗi của ta. Ta mẹ nó chiêu ngươi gây ngài. Khó trách Mai Như Tuyết không phục ngươi, từ hôm nay trở đi ta đều không chào đón ngươi. Khổng Tường Sinh biểu thị mình còn có cái rất trọng yếu hội nghị qua điện thoại, để Mai Như Tuyết thay chủ trì, kỳ thật hắn là đã nhìn ra, hôm nay cục diện này đã không tốt thu chàng, mau chóng rời đi mới là chính đạo. Khổng Tường Sinh có thể chạy, Hoàng Dũng chạy không được, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi. Mai Như Tuyết nói, Hoàng chủ nhiệm. Hoàng Dũng đáp ứng, đoán chừng mình hôm nay xem như triệt để đắc tội Mai Như Tuyết, cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu lắm, thời khắc mấu chốt đứng đội rất trọng yếu, mình mắt mù oán ai tới. Mai Như Tuyết nói, bệnh viện làm trái xây vấn đề trước hết thả một chút đi, ta cảm thấy Vương Tổng đề nghị rất tốt. Lần này thanh lý sửa trị hành động hẳn là lấy thanh tra trước mắt đang xây vi phạm luật lệ hạng mục làm chủ. Đúng, ta ngay lập tức sẽ điều chỉnh công việc phương hướng. Hoàng Dũng minh bạch, Nguy Sơn Hồ bệnh viện chuyện bên kia không phải hắn có thể đụng. Mai Như Tuyết vừa rồi câu nói này tương đương công khai nói cho mọi người, bệnh viện làm trái xây là nàng bảo bọc, ai lại đi tìm phiền toái chính là cùng với nàng không qua được. Ngay cả Khổng Tường Sinh đều thức thời đi, hắn một cái lập tức thuộc lại dám nói cái gì. Mai Như Tuyết nói, tạ ơn các vị tham gia lần này cuộc hội đàm, cũng cảm tạ mọi người cho chúng ta nhiều như vậy quý giá ý, ta đại biểu Hồ Sơn Trấn chính phủ hướng các vị cam đoan, chúng ta toàn thể chính phủ thành viên nhất định sẽ đem hết toàn lực gấp rút giảng bổn trấn phát triển, vì các vị đang ngồi, vì Nguy Sơn đảo toàn thể nhân dân tận tâm phục vụ, cũng hy vọng mọi người có thể giám sát chúng ta không ngừng tiến lên. Rất nhiều người đều lưu ý đến Mai Như Tuyết dùng từ, nàng đại biểu Hồ Sơn Trấn chính phủ, kỳ thật lời này không có tâm bệnh. Trưởng trấn đương nhiên có thể đại biểu Hồ Sơn trấn chính phủ, nhưng là tại kinh lịch hôm nay cuộc hội đàm về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút là lạ. Vị này mỹ mạo kinh người trưởng trấn tuyệt không phải là đám người trong tưởng tượng bình hoa, tương lai Hồ Sơn trấn đến tột cùng là Khổng bí thư đương gia vẫn là Mai trấn trưởng đương gia thật đúng là khó mà nói. Mai Như Tuyết tuyên bố tan họp. Hứa Thuần Lương cùng Vương Kim Vũ cùng đi tới, Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, Đông Nghiễm Sinh bởi vì hôm qua tham dự nghĩ cách cứu viện gặp mưa sau ngã bệnh. Hứa Thuần Lương để Vương Kim Vũ giúp hắn mang hộ đến hỏi đợi, Vương Kim Vũ chủ động đưa ra lái xe đưa hắn về bệnh viện, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương chỉ cùng đường hổ song song đặt Santana 2000, hắn cũng là mang xe tới. Vương Kim Vũ cùng hắn nắm ai tạm biệt. Trương Hải Đào đã chủ động vì Hứa Thuần Lương kéo cửa xe ra, Hứa chủ nhiệm, người tính đi chỗ nào? Hứa Thuần Lương lên xe, trong lòng tự nhủ con hàng này biết rõ còn cố hỏi. Khẳng định là về bệnh viện A, bị người A rua nịnh hót cảm giác để hắn sinh ra trở lại quá khứ ảo giác, hắn để Trương Hải Đào lái về bệnh viện, Trương Hải Đào vừa mới khởi động ô tô, Hứa Thuần Lương liền nhận được Mai Như Tuyết điện thoại. Mai Như Tuyết biểu thị muốn nói với hắn đàm, Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, đã đến buổi chiều nhanh lúc tan việc, mời Mai Như Tuyết cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Mai Như Tuyết nghĩ một hồi, vẫn là đáp ứng. Hứa Thuần Lương nói cho nàng xe ở phía dưới chờ lấy. Cúp điện thoại, hỏi Trương Hải Đào phụ cận có hay không hoàn cảnh ưu nhã khẩu vị không tệ tiệm cơm. Trương Hải Đào nói cho hắn biết ngay tại bệnh viện phụ cận Trăng Sáng Vịnh, bên kia có mấy nhà ngư dân vui, trong đó có nhà là hắn đồng học mở, khẩu vị là coi như không tệ. Hứa Thuần Lương quyết định liền đi nhà kia, chờ Mai Như Tuyết xuống tới công phu, Trương Hải Đào rốt cục vẫn là không nín được hỏi tới Trương Hải Tân sự tình. Hắn cũng nghe nói Trương Hải Tân xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết bệnh viện đã miễn trừ Trương Hải Tân thường vụ phó viện trưởng chức vị, còn muốn đem hắn đưa ra kiểm tra kỷ luật bộ môn, Trương Hải Tân tại nhiệm chức trong lúc đó có bao nhiêu khởi vi quy làm trái kỷ hành vi, trước mắt đang điều tra bên trong. Trương Hải Đào không khỏi sợ hãi, Hứa Thuần Lương nhìn ra bất an của hắn, hỏi hắn có phải hay không tham dự Trương Hải Tân hành động trái luật. Trương Hải Đào dọa đến tranh thủ thời gian phủ nhận. Hắn là thông qua Trương Hải Tân quan hệ đến bệnh viện lái xe không giả, nhưng là hắn chính là người tài xế, coi như nghĩ chiếm tiện nghi cũng không có cơ hội. Hắn đại cứu tử sự tình là Trương Hải Tân hỗ trợ làm, bởi vì việc này bọn hắn cho Trương Hải Tân đưa lễ, không biết chuyện này sẽ không liên lụy đến hắn. Hứa Thuần Lương để hắn không cần lo lắng, chỉ cần không có hành động trái luật,
mình có thể giúp hắn bãi mình, chỉ cần Trương Hải Đào đối với mình đủ thẳng thắn, liền sẽ không bởi vì Trương Hải Tân sự tình thụ đến bất kỳ liên lụy. Trương Hải Đào lúc này đã hoàn toàn hạ quyết tâm, muốn một mực ôm lấy Hứa Thuần Lương đùi. Trương Hải Tân đã xong, làm không tốt còn phải bị bắt, làm phụ tá đắc lực một trong Từ Đại Khánh cũng bởi vì lưu manh hành vi bị câu lưu, nếu như Hứa Thuần Lương không giúp hắn, đoán chừng hắn ngay cả công việc đều không gánh nổi. Trương Hải Đào lập tức hướng Hứa Thuần Lương biểu trung tâm, biểu thị mình khẳng định sẽ biết gì nói nấy, về sau chỉ cần dùng đến lấy hắn địa phương, lên núi đao xuống biển lửa hắn tuyệt không một chút nhíu mày. Hứa Thuần Lương cười nói không cần khoa trương như vậy, Trương Hải Đào loại người này hôm nay có thể bán Trương Hải Tân, ngày mai cũng có thể ra bán mình, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người này không có giá trị lợi dụng. Hắn đi qua cả ngày đều ở Trương Hải Tân bên người, đối Trương Hải Tân là hiểu rõ vô cùng, mà lại hắn còn là bản xứ người, đối về sau công việc khai triển sẽ có chút tác dụng. Giải trừ Trương Hải Tân chức vụ là Trường Hưng cao tầng quyết định, Kim Vĩnh Hạo đại biểu bệnh viện hướng Trương Hải Tân tuyên bố quyết định này. Trương Hải mặt đối kết quả này đã có chuẩn bị tâm lý, lạnh lùng nhìn qua Kim Vĩnh Hạo nói, không có cái gì chất khống công việc, các ngươi tới chính là châm đối ta có đúng hay không? Không có người nhằm vào ngươi, những năm gần đây ngươi đã làm gì mình rõ ràng. Kim Vĩnh Hạo phát hiện Trương Hải Tân vẫn là coi trọng chính hắn, bệnh viện đối người này bất mãn kỳ thật không phải một ngày hai ngày, bắt lấy hắn còn không phải chuyện sớm hay muộn. Ta loại cái gì rồi? 3 năm này ta không có hướng mình trong túi cầm 1 phân tiền. Người khả năng không có tham ô, nhưng là tổn hại tập thể lợi ích cũng là phạm tội. Kim Vĩnh Hạo quét qua trước đó khúm núm, ta chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng, nhưng là ta có thể xác định, cười đến cuối cùng người kia cũng không phải là ngươi. Hứa Thuần Lương dưới lầu đợi nửa giờ, Mai Như Tuyết mới xuống tới, Hứa Thuần Lương giúp nàng mở cửa xe, Mai Như Tuyết sau khi lên xe nói, ăn cái gì, ta mời. Hứa Thuần Lương nói, ta người này có chút đại nam tử chủ nghĩa, không quen ăn bám. Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười, Hứa Thuần Lương người này phi thường thú vị. Trương Hải Đào không nói một lời, tướng hai người đưa đến hắn để cử Nguyệt Nha Vịnh Nông Gia Nhạc, đã sớm cùng chủ quán cơm chào hỏi. Hứa Thuần Lương sau khi xuống xe để hắn về trước đi, nơi này khoảng cách trong trấn cũng chính là không đến 2 cây số, có cần sẽ gọi điện thoại để hắn tới. Trương Hải Đào đối Hứa Thuần Lương đã là cung kính phát ra từ nội tâm, Trương Hải Tân lấy cái gì cùng người ta đấu, xem tình hình Hứa Thuần Lương cùng Mai Trấn trưởng quan hệ rất không bình thường a. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đi vào nhà kia tên là Hà Ruộng Ruộng quán rượu, kỳ thật chính là một chiếc bỏ neo tại bên bờ xi măng thuyền. Hôm nay không có gì sinh ý, lão bản nương Hà Điền Điền là Trương Hải Đào đồng học, lúc đầu bọn hắn coi là quán rượu danh tự lấy chi tại Hán Nhạc Phủ bên trong, Giang Nam biết được lão bản danh tự mới biết còn có mặt khác một tầng ý tứ. Hà Điền Điền đã sớm ở đầu thuyền chờ, nàng trước đó gặp qua Mai Như Tuyết, nàng mặc dù chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng đầu não lại là cực kỳ linh hoạt, biết dạng này trường hợp không thể điểm phá người ta thân phận, cũng không thể biểu hiện được quá mức cung kính. Cười đón lấy Hứa Thuần Lương nói. Ngài là Hứa chủ nhiệm a? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hà Điền Điền ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Mai Như Tuyết mặc dù đến Hồ Sơn Trấn đã có 3 tháng, nhưng là nàng còn chưa từng tới bao giờ nơi này ăn cơm. Trương Hải Đào sự tình an bài trước, Hà Điền Điền đem tầng 2 nhất căn phòng tốt lưu cho bọn hắn, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ có thể nhìn thấy phía tây bầu trời đã là dáng chiều đầy trời. Gian phòng treo trên tường phi thường hợp với tình hình một bức chữ, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy trung trường thiên một màu. Hai câu này là được từ Vương Bột Đằng Vương các tự thư pháp là cuồng thảo, chữ thế tư thái xảo diệu phối hợp, chữ chữ có pháp, rất có tình thơ ý họa. Mai Như Tuyết tại này tấm thư pháp trước mặt ngừng chân quan sát, đôi mắt đẹp phát quang, Hứa Thuần Lương cũng là thư pháp người trong nghề, xem xét hàng chữ này cũng không phải là người bình thường viết, Lạc Khoản là núi hổ phế nhân. Mai Như Tuyết nhẹ giọng cảm thán nói, chữ này viết thật tốt. Hứa Thuần Lương nói, này tấm lối viết thảo như rồng đầu đằng tiêu, hùng mạnh mà không mất đi tại thanh nhã. Có thể viết ra bức chữ này khẳng định là vị đại sư. Hà Điền Điền tới đưa trà, vừa vặn nghe được nàng tán thưởng, cười nói, ở đâu là cái gì đại sư, phụ thân ta tùy tiện bôi lên, để hai vị chê cười. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chỉ từ bức chữ này tiêu chuẩn đến xem đã được Trương Húc 7 phần thần vận, đây cũng không phải là tùy tiện bôi lên có thể viết ra. Hiếm thấy nhất là tại học tập Trương Húc cuồng thảo trên cơ sở đã tạo thành phong cách của mình, thiếu đi mấy phần không bị trói buộc hào phóng, nhưng là nhiều hơn mấy phần coi nhẹ thế tục thanh nhã.
hẳn là so với đương đại thư pháp giới hơn phân nửa đại sư đều mạnh hơn nhiều, bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian. Mai Như Tuyết nói, có cơ hội nhất định phải bái phỏng một chút Hà lão tiên sinh. Hắn ở trên núi, tính cách có chút cổ quái, ta để hắn đến trên trấn ở, hắn lại không chịu. Hà Điền Điền đem menu đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết gọi món ăn, Mai Như Tuyết biểu thị để Hà Điền Điền nhìn xem an bài, dù sao hai người bọn họ cũng ăn không được quá nhiều. Hà Điền Điền xoay người đi an bài thời điểm, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ghé vào trên cửa sổ hướng bên trong nhìn, Mai Như Tuyết cười hướng nàng vẫy vẫy tay, tiểu nữ hài có chút sợ người lạ, quay người chạy trốn. Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nói, người rất thích hài tử. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, người làm sao nói đâu. Người này giỏi về mua chôn hố, cùng hắn ở chung nhất định phải cẩn thận một chút, hơi không chú ý liền sẽ rơi vào. Cùng các người quan viên chính phủ ở chung thật mệt mỏi, tâm nhãn quá nhiều, nói một câu đều phải nghĩ sâu tính kỹ, ta tương đối thực sự, có sao nói vậy. Người thực sự, ta xem như lĩnh giáo. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng, nàng này thật là nhân gian tuyệt sắc, tú sắc khả san. Mai Như Tuyết luôn cảm thấy người này tiếu dung không có hảo ý, nhưng hôm nay là mình chủ động mời hắn, nghĩ tới đây mới ý thức tới cái gì, từ bên người trong túi giấy xuất ra một kiện áo sơ mi đưa cho hắn, cũng không biết có phải hay không là phù hợp. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới nàng thế mà mua cho mình quần áo, Mai Như Tuyết nói, ngươi đừng hiểu lầm a, hôm qua ngươi vì cứu ta, áo sơ mi đều bị pha lê hoạch nát, cho nên ta mới mua cho ngươi, trên trấn cũng không có gì tốt nhãn hiệu, cũng may là thuần cotton, ngươi thích hợp mặc đi. Hứa Thuần Lương nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Mai Như Tuyết nói, liền là đơn thuần biểu đạt một chút cảm tạ, không cần làm quá nhiều giải đọc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người đơn không đơn thuần ta không biết, dù sao ta rất đơn thuần. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, người này căn bản không có đem mình làm trưởng của một trấn, tại Hồ Sơn trấn dám như thế trêu chọc mình hắn nhưng là đầu từng cái, bất quá Mai Như Tuyết cũng không có sinh khí, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã đem quần áo trong đóng gói cho mở ra. Mai Như Tuyết nói, ngươi làm gì? Thử một chút vừa người không? Mai Như Tuyết có chút chịu không được hắn, cũng không thể ở trước mặt mình thân trên thay quần áo a. Liền cái kia thân quần áo lao động rõ ràng bên trong là chân không, nàng đứng lên nói, ngươi chậm rãi thử, ta đi cái toilet. Mai Như Tuyết đi ra ngoài nhìn thấy cô bé kia chính ở đầu thuyền trên lan can đứng đấy, lo lắng nàng trượt chân rơi xuống nước, ân cần nói, tiểu muội muội, tới một chút, không muốn rớt xuống trong nước. Tiểu nữ hài rất sợ người lạ, từ trên lan can nhảy xuống, hướng đuôi thuyền chạy tới, kém chút cùng từ phòng bếp ra Hà Điền Điền đụng cái đầy cõi lòng. Hà Điền Điền giật nảy mình, giơ lên trong tay khay, trách mắng, phải chết ngươi, nhà đầu điên cả ngày hoảng hoảng trương trương. Nhìn thấy Mai Như Tuyết, nàng ngượng ngùng cười cười nói, không có ý tứ, nông thôn hài tử không hiểu chuyện, không trêu chọc ngài sinh khí a. Mai Như Tuyết lắc đầu nói, con gái của ngươi a. Hà Điền Điền nhẹ gật đầu. Nàng không biết nói chuyện. Mai Như Tuyết trong lòng âm thầm tiếc hận, như thế cơ linh tiểu cô nương khả ái lại là người câm, trời sinh. Hà Điền Điền nói cho Mai Như Tuyết, nữ nhi gọi Tương Tư Nam, năm nay 7 tuổi, cũng không biết nguyên nhân gì, 2 năm trước đột nhiên sẽ không nói chuyện, nàng mang theo nữ nhi các bệnh viện lớn đều nhìn qua, cũng không nhìn ra kết quả, bởi vì tắt tiếng chứng, năm nay đi học đều làm trễ nải. Mai Như Tuyết biểu thị mình nhận biết kinh thành bệnh viện não khoa chuyên gia. Nếu như Hà Điền Điền muốn nếm thử, có thể giúp nàng giới thiệu. Hà Điền Điền cực yêu thương nữ nhi này, cho dù có một tia hy vọng cũng nghĩ thử một chút. Hai người tiến vào phòng, Hà Điền Điền trước đem vừa mới nổ tốt tiểu hà cá, nước muối. Xong tôm bầy trên bàn, xoay người đi cầm giấy bút, mời Mai Như Tuyết giúp nàng viết xuống địa chỉ. Hứa Thuần Lương đã đổi lại Mai Như Tuyết cho hắn mua đến màu xanh đậm áo sơ mi, hắn gần nhất kiện thân có thành tựu, mặc lên người phi thường có hình. Hà Điền Điền khen, Hứa chủ nhiệm y phục này đẹp mắt. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Mai Như Tuyết viết xuống vị kia chuyên gia địa chỉ cùng phương thức liên lạc giao cho Hà Điền Điền, nói cho nàng phía trên cũng có điện thoại của mình, chờ xác định ngày nói với mình sẽ sớm cùng chuyên gia liên hệ. Hứa Thuần Lương một bên nghe, nhịn không được nói, bệnh gì a? Chúng ta Trường Hưng bệnh viện không được xem sao? Mai Như Tuyết tâm nói người ta tỉnh não khoa bệnh viện đều không giải quyết được vấn đề, các người Trường Hưng liền càng không cần phải nói, cũng không phải xem thường Trường Hưng, mà là bệnh viện thực lực phương diện hoàn toàn chính xác tồn tại chênh lệch rất lớn.
Hà Điền Điền đem nữ nhi tình huống đơn giản nói một lần, Hứa Thuần Lương nói, tắt tiếng chứng A, người đem nàng mang đến ta xem một chút, nhà chúng ta tổ truyền bí phương, chuyên trị cái này. Hà Điền Điền nhìn Mai Như Tuyết một chút, Mai Như Tuyết đều thay Hứa Thuần Lương cảm thấy xấu hổ, người này làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo đâu. Người ta bày ra chuyện này đã phi thường bất hạnh, người còn nói gì tổ truyền bí phương, tỉnh não khoa bệnh viện đều không được, người cũng đừng đi theo mù nhúng vào. Hà Điền Điền tự nhiên cũng không tin, cười biểu thị Hứa chủ nhiệm phí tâm, không nói đi cũng không nói không được, dù sao sẽ không mang nữ nhi tới, chờ một lúc nói cho hắn biết liền nói nữ nhi không biết chạy chỗ nào đi chơi. Ngư dân đồ ăn mặc dù so ra kém ngũ tinh đại tửu điếm tinh xảo, nhưng là thắng ở mới mẻ số lượng nhiều, tất cả tôm cá bình thường đều là nuôi dưỡng ở trong hồ nước, cần thời điểm từ tôm lồng cùng vòng trong lưới hiện bắt, tuyệt đối cam đoan tươi sống. Mai Như Tuyết không uống rượu, nhưng là nàng cho Hứa Thuần Lương mang đến một bình nước hầm 1573, nơi đó rượu số độ quá thấp, Hứa Thuần Lương vốn là không thích. Cũng không có cùng Mai Như Tuyết khách khí, cười nói, còn nói mời ngươi ăn cơm. Người bình rượu này liền trên đỉnh một bàn tiền cơm. Mai Như Tuyết nói, ta tìm ngươi có chính sự, các ngươi Trường Hưng cái kia quy hoạch ta tỉ mỉ xem hết, lý niệm rất tốt. Đó chính là nói ngươi dự định ủng hộ chúng ta rồi. Ta nói là lý niệm rất tốt, nhưng cho dù tốt quy hoạch cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống đất áp dụng, ta đánh giá một chút, các ngươi nói lên cái kia chữa bệnh dưỡng lão hạng mục, không có ba ức là không thể nào vận chuyển, ta cũng tìm người hiểu rõ một chút Trường Hưng trước mắt tài chính tình trạng. Hứa Thuần Lương giơ ly rượu lên cùng với nàng nước khoáng đụng đụng. Mai Như Tuyết nói, Trường Hưng muốn làm sự tình không ít, lại là làm hai kỳ xây dựng thêm công trình, lại là tại khu công nghệ cao cầm xây phân viện, lại thêm nguy sơn đảo chữa bệnh dưỡng lão hạng mục, tổng cộng cộng lại nói ít cũng phải 40 ức đi, các ngươi Trường Hưng niên kỳ thu nhập không phải bí mật gì, xin hỏi các ngươi đầu tư tiền từ đâu đến. Hứa Thuần Lương nói, tiền loại chuyện này không cần quan tâm, chúng ta Trường Hưng lãnh đạo nhất định có thể giải quyết. Nếu như Mai Trấn trưởng nguyện ý, ta có thể an bài ngươi đi Trường Hưng thực địa khảo sát, cùng bệnh viện chúng ta lãnh đạo chủ yếu gặp mặt, tin tưởng bọn họ có thể vì ngươi giải hoặc. Mai Như Tuyết nói, Hứa chủ nhiệm, ngươi xuất ra cái này quy hoạch nên không phải cố ý vẽ lên một cái bánh nướng cho ta đi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mai Trấn trưởng cái này liền có chút vừa ăn cướp vừa la làng, lúc trước nếu như không phải là các ngươi họa bánh nướng, chúng ta Trường Hưng làm sao lại tới đây mở phân viện. 3 năm này đi đến ném đi lớn mấy ngàn vạn, ngay cả cái vang đều không nghe thấy, hiện ở trong thành phố dự định phát triển nguy sơn đảo, chúng ta cuối cùng có hy vọng, lại có người tại quyền tài sản bên trên làm văn chương, định đem chúng ta cho đá ra khỏi cục, người cảm thấy chuyện này đối với chúng ta công bằng sao? Không có có người muốn đuổi các ngươi đi, nhưng là các ngươi cũng không thể phủ nhận một sự thật, Trường Hưng tiếp quản nguy sơn đảo bệnh viện đến nay, bệnh viện cũng không có lấy được mong muốn phát triển. Bệnh viện phát triển cũng phải căn cứ tình huống thực tế, nguy sơn đảo không phát triển trông cậy vào bệnh viện phát triển khả năng sao. Liền coi như chúng ta đem Trường Hưng toàn bộ đem đến ở trên đảo, lấy nguy sơn đảo tình trạng cũng vô pháp cung cấp đầy đủ nguyên nhân, cho nên chúng ta tên chọc đừng cười lão hòa thượng, bệnh viện phát triển cùng nguy sơn đảo phát triển nhất định phải là đồng bộ. Mai Như Tuyết biết Hứa Thuần Lương nói rất có đạo lý, ta có thể giúp Trường Hưng giải quyết quyền tài sản vấn đề, nhưng là ta có một điều kiện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thu hoạch được Mai Như Tuyết ủng hộ liền trên cơ bản hoàn thành Triệu Phi Dương giao cho hắn nhiệm vụ, lấy hắn đối Mai Như Tuyết hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không nhắc tới ra quá phận điều kiện. Mai Như Tuyết điều kiện là để Trường Hưng xuất ra một phần càng tỉ mỉ xác thực càng có sức thuyết phục kế hoạch sách, Hứa Thuần Lương minh bạch Mai Như Tuyết vẫn là không tin Trường Hưng thực lực. Triệu Phi Dương kế hoạch mặc dù không tệ, nhưng là trước mắt Trường Hưng cũng không có đủ cùng kế hoạch tướng xứng đôi thực lực. Thân là trưởng của một trấn Mai Như Tuyết đương nhiên muốn bảo hộ Hồ Sơn trấn lợi ích. Một đầu tiểu hoàng cẩu từ bên ngoài chạy vào, Hứa Thuần Lương ném đi khối xương gà cho nó, tiểu hoàng cẩu gặm đến chính hương, tương tư nam từ bên ngoài đuổi vào, đưa tay ôm lấy chó con dự định mang đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn qua tiểu cô nương kia con mắt, phát hiện nàng con mắt màu trắng bên trong có mấy cái màu xám điểm lấm tấm, như mũi kim lớn nhỏ, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ, Hứa Thuần Lương để nàng góp gần một chút. Tiểu tư nam chẳng những không có tới, ngược lại ôm chó con liền chạy ra ngoài, lúc này Hà Điền Điền lại bưng vừa đốt tốt cá mè tiến đến, ai u, tiểu nhi tử ngươi tại sao lại chạy nơi này tới, ảnh hưởng khách nhân ăn cơm, nhìn ta không đánh ngươi. Mai Như Tuyết cười hỗ trợ giải thích, tiểu tư nam là tiến đến truy chó con, cũng không có quấy rầy đến bọn hắn ăn cơm,
để nàng tuyệt đối không nên trách cứ tiểu hài tử. Hứa Thuần Lương hỏi Hà Điền Điền có hay không lưu ý qua hài tử con mắt. Hà Điền Điền kỳ thật sớm liền phát hiện nữ nhi tròng trắng mắt e xuất hiện chấm đen nhỏ, lúc ấy hoài nghi hài tử trong bụng có giun đúa, đi bệnh viện xét nghiệm cũng không có phát hiện có chứng trùng, bệnh viện về sau cho mở thuốc tẩy giun ngọt, hài tử ăn cũng không gặp sắp xếp hạ côn trùng. Về sau đi trong tỉnh tìm bác sĩ nhìn, nói là cùng mạc sắc tố bình tĩnh, nhưng nhỏ như vậy hài tử rất ít gặp. Bởi vì cũng không chậm chế ăn uống, về sau cũng liền không chú ý chuyện nhỏ này, dù sao việc cấp bách là chỉ con gái tốt tắt tiếng trứng. Hứa Thuần Lương hỏi thăm tiểu tư nam quá khứ có chưa từng xuất hiện đau đầu nôn mửa hiện tượng. Hà Điền Điền nói cho hắn biết hết thảy như thường, nàng đi tỉnh não khoa bệnh viện thời điểm chuyên gia cũng hỏi qua, còn đập cộng hưởng từ hạt nhân cùng đầu lâu CT, kết quả biểu hiện hết thảy bình thường. Hứa Thuần Lương cho rằng tiểu tư nam tắt tiếng trứng nên là ký sinh trùng đưa tới, nếu như Hà Điền Điền tin được, ngày mai hắn sẽ tới hỗ trợ cho tiểu nha đầu trị liệu. Hà Điền Điền ngoài miệng nói kia làm sao có ý tứ, con mắt lại hướng Mai Như Tuyết nhìn lại. Mai Như Tuyết nhìn ra Hà Điền Điền là đang hướng về mình xin giúp đỡ, nàng nên là không tin Hứa Thuần Lương, nhưng trở ngại mặt mũi lại không tiện cự tuyệt, rõ ràng là nghĩ để cho mình hỗ trợ giải vây. Mai Như Tuyết nói, Hà tỷ, ngươi đi xem nữ nhi đi, quay đầu ta liên hệ tốt kinh thành chuyên gia điện thoại cho ngươi. Hà Điền Điền rời đi về sau, Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nói, Mai trấn trưởng, ngươi mới vừa rồi là ở trước mặt hủy đi ta đài A, ta thế nhưng là hảo tâm giúp các nàng. Nghe nói qua lòng tốt làm chuyện xấu sao, mọi người đều nói qua, trong tỉnh mấy nhà bệnh viện lớn đều đi qua, trong tỉnh chuyên gia đều không chữa khỏi bệnh các ngươi Trường Hưng có thể trị. Mai Như Tuyết lại không hiểu rõ y thuật của hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là không có chút nào hiểu ta, đám kia cái gọi là chuyên gia biết cái gì. Ta cũng không có nghĩa là Trường Hưng, nhà ta tổ tiên chính là lão trung y, hồi xuân đường ngươi nghe nói qua sao. Mai Như Tuyết cũng không phải y đạo bên trong người. Chưa từng nghe nói qua hồi xuân đường tên tuổi, lắc đầu. Cô lậu quả văn không phải, hồi xuân đường là chúng ta Hứa gia tổ truyền y quán, chiêu bài là ung chính hoàng đế ngự tứ, ta tổ, bên trên làm qua hoàng cung ngự y, gia gia là hiện tại hồi xuân đường trưởng quỹ, Đông Châu Trung y giới thứ khối biển chữ vàng. Gia học uyên thâm A, nghĩ không ra ngươi còn hiểu Trung y. Ta lừa ngươi có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Mai Như Tuyết rót cho hắn chén rượu, thất kính thất kính. Ta còn đến nhận thức lại một chút ngươi. Không cần khách khí, ngươi về sau nếu là có cái đau đầu nhức óc, gãy xương chật khớp cái gì một mực tìm ta. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao lại không ba ta điểm tốt. Hứa Thuần Lương dùng công đũa cho nàng kẹp khối thịt cá, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể tránh khỏi nhiễm bệnh. Huống chi hiện tại thế giới này hoàn cảnh ác liệt, ô nhiễm nghiêm trọng, kỳ quái chứng bệnh tầng tầng lớp lớp, ai cũng không thể cam đoan cả đời mình vô bệnh vô tai. Ta đây cũng đồng ý, cho nên ta cho rằng Nguy Sơn đảo phát triển muốn tuân theo lục sắc khỏe mạnh lý niệm. Mai Như Tuyết là cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Hai người bữa cơm này ăn nửa giờ, bên ngoài màn đêm đã giáng lâm. Hứa Thuần Lương vốn định cho Trương Hải Đào gọi điện thoại để hắn lái xe tới đón, nhưng Mai Như Tuyết nói ăn đến quá no bụng, đề nghị đi bộ về trong trấn, dù sao cũng không bao xa. Hứa Thuần Lương tự nhiên đồng ý, thế là để Trương Hải Đào không cần tới. Tính tiền thời điểm Hà Điền Điền nói cho hắn biết Trương Hải Đào đã sớm kết qua, Hứa Thuần Lương phát hiện Trương Hải Đào cũng không có ngu như vậy. Rời đi thời điểm, nhìn thấy tiểu tư nam mang theo tiểu hoàng cẩu đứng tại đuôi thuyền, trong bóng đêm Hứa Thuần Lương phát hiện tiểu cô nương kia hai mắt bên trong mấy điểm lục quang hơi tránh tức thì, trong lòng không khỏi vì đứa nhỏ này lo lắng. Từ tiểu tư nam biểu hiện ra triệu chứng đến xem, nàng nên là xuân ti trùng xâm lấn não bộ, nếu như lại kéo dài thêm sợ rằng sẽ sinh ra càng hậu quả nghiêm trọng. Hiện đại y học bên trong đã không có xuân ti trùng khái niệm, Hứa Thuần Lương điều tra tài liệu tương quan, hiện tại y học bên trên xưng là nứt đầu ấu lại gọi là man thị nứt đầu ấu, là man thị điệt cung sán ấu trùng. Man thị điệt cung sán bình thường ký sinh tại mèo, chó các loại động vật ruột non bên trong, trứng trùng theo phân và nước tiểu sắp xếp ra ngoài thân thể sau ở trong nước phát dục, ấp ra câu ấu trùng có lông tại thứ nhất ở giữa túc chủ kiếm thủy tảo, cùng nòng nọc, rắn, chim, chuột. Heo thứ bậc nhị trung ở giữa túc chủ cơ bắp cùng phổi trong tổ chức phát dục vì nứt đầu ấu. Nhân thể bình thường bởi vì sinh ăn hoặc nửa đời ăn chứa nứt đầu ấu nòng nọc, còn ếch thịt, thịt rắn, thịt gà các loại mà thụ lây nhiễm. Uống hoặc tiếp xúc mang nguyên ấu trùng có đuôi kiếm thủy tảo nước lã, nguyên ấu trùng có đuôi nhưng trải qua tiêu hóa đạo,
làn da hoặc vết thương xâm nhập nhân thể mà nhận lây nhiễm. Não bộ nứt đầu ấu bệnh phi thường phổ biến, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, nôn mửa, run rẩy, tắt tiếng các loại hệ thần kinh triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tiểu tư nam triệu chứng phi thường kỳ quái, chỉ biểu hiện ra tắt tiếng chứng, cũng không xuất hiện cái khác triệu chứng, mà lại đầu của nàng quét hình hết thảy bình thường. Hứa Thuần Lương đi qua sẽ rất ít có chủ động cứu tâm tư người, hắn phát hiện mình nhiều ít bị thế giới này cải biến. Không có bất kỳ cái gì động cơ. Càng không có nghĩ qua hồi báo, liền là đơn thuần muốn trợ giúp cái này đáng thương tiểu nữ hài, sử dụng đương thời thường nói lời chính là nội tâm của hắn mềm mại rất nhiều, đi qua chuyên chú tu luyện cùng thế lực, rất ít chú ý nhân gian khó khăn. Mai Như Tuyết mặc dù tại Hồ Sơn Trấn đã công tác mấy tháng, nhưng là giống đêm nay dạng này tự do tự tại ở bên hồ dạo bước còn là lần đầu tiên. Mặc dù nàng lá gan không nhỏ, cũng học qua một chút thuật phòng thân, nhưng là nếu như độc thân, cũng sẽ không lựa chọn tại trong hoàn cảnh như vậy độc hành, hẳn là bởi vì bên người có Hứa Thuần Lương nguyên nhân. Nói đến bọn hắn quen biết thời gian không có mấy ngày, lại đối với hắn sinh ra tín nhiệm, đại khái là bởi vì Hứa Thuần Lương tại nguy hiểm trước mắt bảo vệ mình, có hắn ở bên người vẫn rất có cảm giác an toàn. Mai Như Tuyết vẫn nhớ rõ hôm qua bạo tạc phát sinh lúc tình cảnh, nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời tướng mình ngã nhào xuống đất, dùng thân thể chặn những cái kia văng tứ phía mảnh kiếm bể, mặt mình 8-9 phần 10 sẽ bị quẹt làm bị thương, đối một nữ nhân tới nói dung mạo tầm quan trọng cơ hồ đồng đẳng với sinh mệnh. Ánh trăng vừa vặn, hai người từng bước một dẫm tại trên ánh trăng, tĩnh mịch không khí cảm giác lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Mai Như Tuyết nói, chuyện ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thật cảm tạ ta liền giúp Trường Hưng đem quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề giải quyết. Ngươi thật là hiện thực. Bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, ta không thể cô phụ chúng ta viện trưởng đối kỳ vọng của ta. Mai Như Tuyết hỏi hắn đi qua tại Trường Hưng đảm nhiệm công việc gì. Hứa Thuần Lương hành nghề kinh lịch không có gì có thể nói, dù sao lý lịch quá ngắn, ngắn đến một phút đồng hồ liền có thể kể xong. Hắn đến Nguy Sơn đảo trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện như vậy chờ lấy hắn đi giải quyết, Triệu Phi Dương thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, cho mình an bài như thế một cái khó giải quyết nhiệm vụ. Trên đường ra ra đánh tới video điện thoại, mỗi ông trời tử đều sẽ đánh video điện thoại tới, không phải tận mắt nhìn cháu trai, lần này là hỏi hắn chủ nhật có trở về hay không. Hứa Thuần Lương xưng là công nghệ cao cha cương vị, lão gia tử video thông lời đã chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hứa Thuần Lương cười nói cho ra ra mình công làm so sánh bận rộn, muốn chờ chất khống kiểm tra toàn bộ kết thúc mới có thể trở về đi. Bởi vì cảnh vật chung quanh tương đối đen, Hứa Trường Thiện thấy không rõ bộ dáng của hắn, Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết hỗ trợ dùng di động cho mình đánh cái đèn. Hứa Trường Thiện thế mới biết bên cạnh hắn còn có người, tò mò hỏi hắn với ai cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương đem ống kính chuyển hướng Mai Như Tuyết, để nàng cho lão gia tử chào hỏi. Mai Như Tuyết bị ép ra kính, cười hướng ống kính phất phất tay, Hứa lão tiên sinh ngài tốt. Hứa Trường Thiện vui đến liên tục gật đầu, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể đánh giá ra là vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, trong lòng tự nhủ khó trách tiểu tử này không chịu trở về a, nguyên lai quen biết xinh đẹp như vậy nữ hài. Lão gia tử vui tươi hớn hở nói, tốt, tốt. Nhà đầu, có thời gian cùng Thuần Lương cùng đi Đông Châu chơi a. Mai Như Tuyết đoán được Hứa lão gia tử khẳng định hiểu lầm, đều do Hứa Thuần Lương ép buộc mình nhập kính, nhưng đã dạng này cũng chỉ có thể phối hợp một chút, sảng khoái đáp ứng xuống. Hứa Trường Thiện lại xin nhờ Mai Như Tuyết hỗ trợ chiếu cố Hứa Thuần Lương, dù sao tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không chút ra khỏi cửa, tự gánh vác sinh hoạt năng lực quá kém. Lần này đến phiên Hứa Thuần Lương lúng túng, tại gia gia trong mắt mình từ đầu đến cuối đều là một đứa bé không chịu lớn. Hứa Trường Thiện cũng không làm thêm trì hoãn, lão nhân gia điểm ấy nhãn lực kình vẫn phải có, không thể hỏng cháu trai chuyện tốt. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Mai Như Tuyết nói, tạ ơn a. Về sau có cơ hội mời ngươi đi nhà ta làm khách, gia gia của ta người đặc biệt tốt, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Mai Như Tuyết dịu dàng cười nói, mặc dù là một lần trò chuyện, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn là cái phi thường khoan hậu hòa ái lão nhân gia, nguyên lai ngươi đi theo gia gia bên người lớn lên a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền ly hôn, hai người cũng không chịu muốn ta cái này vướng víu, là gia gia đem ta nuôi dưỡng lớn lên, cho nên ta cùng gia gia tình cảm sâu nhất. Mai Như Tuyết có chút đồng tình nhìn qua hắn, vốn cho rằng người này không tim không phổi, nghĩ không ra hắn như thế đáng thương, bất quá nàng lập tức lại nhắc nhở mình tuyệt đối đừng lạm dụng mình đồng tình tâm,
có chút nam nhân liền am hiểu giả bộ đáng thương bắt đồng tình, kỳ thật động cơ không tốt, một khi khơi dậy ngươi đồng tình tâm, liền dễ dàng lâm vào hắn cái bẫy. Chung quanh lên sương mù, ánh trăng cũng bị dìm ngập tại sương mù bên trong, mỗi đi một bước, dưới chân sương mù liền theo chi nhảy múa, phảng phất đặt mình vào đám mây, cảnh vật bốn phía cũng trở nên mông lung, dạng này không khí tràn đầy bất ngờ thần bí. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên dừng bước, đưa tay ngăn lại Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết kinh ngạc nói, làm gì? Nhắm mắt lại. Mai Như Tuyết có chút cảnh giác nhìn qua hắn, nếu như mình nhắm mắt lại, hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Vạn nhất, trong phim ảnh không thiếu dạng này kiều đoạn. Mai Như Tuyết não bổ một chút, hình tượng không dám tưởng tượng. Hứa Thuần Lương nói, người bình thường nhất sợ thứ gì? Mai Như Tuyết không chút nghĩ ngợi nói, rắn. Hứa Thuần Lương ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hơn 2 mét địa phương, một đầu thanh xà chính chậm rãi hướng lấy phương hướng của bọn hắn dao động. Đã tiếp cận bạch lộ mùa, dưới tình huống bình thường rắn cũng bắt đầu thu động, đương nhiên mấy ngày nay nóng bức, không bài trừ bọn chúng tại nhập động trước đó ra kiếm ăn khả năng. Nhưng là Hứa Thuần Lương đã từ đối diện trong gió đêm ngửi được một cỗ mùi tanh, cái này mùi tanh chính là thân rắn đặc thù, nồng đậm như vậy mùi tanh chứng minh chung quanh tồn tại không chỉ một đầu. Hẳn là chỉ ít có hơn 10 đầu rắn hướng bọn hắn tới gần. Mai Như Tuyết tò mò xuyên thấu qua Hứa Thuần Lương bả vai hướng về phía trước nhìn lại, đương nàng nhìn thấy đầu kia uốn lượn tiến lên thanh xà thời điểm, cả người cứng đờ, hai tay vô ý thức bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Hứa Thuần Lương thở dài, để nàng nhắm mắt lại, nàng chính là không nghe, hiếu kỳ hại chết mèo, hiện tại biết sợ hãi. Mai Như Tuyết run giọng nói, rắn, rắn. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nói, không cần sợ, không độc rắn. Trước mắt đầu này thanh xà, thân thể dài nhỏ, hình thể trung đẳng, chiều cao khoảng 3 thước. Đầu hình bầu dục, miệng bộ hơi nhọn, con mắt khá lớn, màu đen, thân thể trơn nhẵn phụ có sáng bóng, thể sắc màu xanh biếc, đầu phía bụng cùng thân thể bộ phía trước phía bụng vì màu vàng xanh lá. Đây là thúy thanh xà, đầu lân phiến khá lớn cùng trúc diệp thanh mảnh vảy nhỏ có rõ ràng khác nhau. Thúy thanh xà không độc. Tại Hứa Thuần Lương trong mắt nó ngày thường chẳng những không xấu, còn có chút mỹ lệ đáng yêu. Lúc này chung quanh truyền đến khấu trại tốt tốt thanh âm, Mai Như Tuyết đã không còn dám nhìn, nhắm lại hai mắt, song tay nắm chắc Hứa Thuần Lương cánh tay. Mấy chục đầu rắn từ chung quanh trong bụi cỏ hướng bọn hắn tới gần, ở trong đó nhiều nhất là thanh xà, cũng có xích liên xà, trúc diệp thanh, ngũ bộ xà. Hứa Thuần Lương nhớ tới kia phong nhắc nhở mình thư nặc danh. Trong lòng thầm nói như thế quy mô xà trận nhất định là có người ở sau lưng khu ngự, chỉ là ngự rắn người đại khái suất không nghĩ tới bọn hắn đối phó là chơi rắn lão tổ tông. Những cái kia rắn tại hai người chung quanh tạo thành một cái 2 mét đường kính vòng vây, Hứa Thuần Lương chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại không hiểu hưng phấn. Nghịch đại đao trước mặt quan công, trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. Nhưng là có thể đồng thời khu ngự hơn 10 đầu rắn cũng không đơn giản, ngự rắn tiêu chuẩn tuyệt không kém hơn Hàn Thiên Trì. Hiển nhiên là trước đó lưu lại hậu hoạn, chứng minh nhổ cỏ không trừ gốc, chung quy là tai họa. Mai Như Tuyết cảm giác Hứa Thuần Lương nửa ngày không có động tĩnh, rốt cục vẫn là không nhịn được mở mắt nhìn một chút, cái này xem xét càng là dọa đến hồn phi phách tán. Nàng đời này cộng lại đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy rắn, mà lại tất cả đều vây quanh ở bên cạnh họ, Mai Như Tuyết run giọng nói, nhanh, nhanh đuổi đi, bọn chúng. Hứa Thuần Lương gặp nàng hoa dung thất sắc dáng vẻ cảm thấy thú vị. Cố ý nói, bọn chúng làm sao lại tìm tới ngươi? Không phải tìm ta, là tìm ngươi. Hứa Thuần Lương trêu chọc nói, ngươi một làm lãnh đạo làm sao lại thích trốn tránh trách nhiệm đâu, vậy được, lãnh đạo đi trước, quần chúng lưu lại. Mai Như Tuyết lại sợ vừa tức, đều bị rắn vây lên đi như thế nào. Nói cùng không nói đồng dạng. Nàng chợt nhớ tới mình mang theo điện thoại, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh, Hứa Thuần Lương lại ngăn trở nàng, để nàng đừng gọi điện thoại. Để tránh gây nên những cái kia rắn chú ý. Mai Như Tuyết nhìn qua kia từng đầu ở chung quanh trông mong dĩ vãng rắn, từng đầu đều đang nhìn bọn hắn, đánh không gọi điện thoại lực chú ý đều tập trung trên người bọn hắn a, nàng thật sự là náo không rõ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy rắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương khom người xuống đi, ta cõng người đi qua. Mai Như Tuyết mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng đối rắn sợ hãi để nàng cũng mất lựa chọn. Ngoan ngoãn ghé vào Hứa Thuần Lương trên thân. Hứa Thuần Lương đại thủ nâng lên một chút, Mai Như Tuyết cảm giác người này tràn ngập lực lượng một đôi tay liền đem mình cho nâng lên, đằng vân giá vũ, lo lắng rơi trên mặt đất,
hai tay tranh thủ thời gian ôm cổ của hắn, cảm giác người này tay có phải hay không nắm đến vị trí có chênh lệch chút ít bên trên. Hứa Thuần Lương hai tay giơ chỗ, rắn chắc đầy đặn có co giãn, một viên kiên định đạo tâm lần nữa gặp dày vò, người sống một đời không tránh khỏi cướp a. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Điểm nhẹ, đừng đem ta siết chết. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, ngự xà nhân nên ngay tại cách đó không xa, bất quá chung quanh cỏ sâu mộc mậu, rất khó đánh giá ra vị trí cụ thể. Hứa Thuần Lương cõng lên Mai Như Tuyết nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn chỗ đặt chân, bầy rắn nhao nhao né tránh, không gây một đầu phát động công kích. Giấu ở bụi cỏ chỗ sâu hai tên ngự xà nhân chính đang lẳng lặng quan sát lấy một màn trước mắt, nét mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Tỉ mỉ bày ra xà trận vậy mà không có phát huy được tác dụng, mắt thấy Hứa Thuần Lương cõng Mai Như Tuyết đã thuận lợi đi ra xà trận, tuyên cáo lần này phục kích triệt để thất bại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này chung quanh bụi cỏ phát ra tắc tắc tốt tốt thanh âm, lại là những cái kia tán đi rắn hướng bọn hắn tới gần. Hai người bắt đầu ý thức được tình trạng có chút không đúng, không chờ bọn họ kịp phản ứng, kia mấy chục đầu rắn đã hướng bọn hắn phát động điên cuồng công kích. Mai Như Tuyết ghé vào Hứa Thuần Lương trên thân không dám mở mắt, nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm, nhỏ giọng nói, giống như có người. Ta không nghe thấy a. Hứa Thuần Lương khóe môi hiện ra một tia nụ cười khinh thường, tiềm phục tại chỗ tối ngự rắn người coi như không chết cũng phải trọng thương, rời lên tảng đá nện chân của mình, đáng đời. Mai Hư Tuyết không biết có phải hay không thoát ly nguy hiểm, cảm giác ghé vào Hứa Thuần Lương rộng lớn trên sống lưng vô cùng an tâm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai mắt, phát hiện bọn hắn đã tiếp cận thị trấn. Chung quanh sương mù đã tán đi, màu bạc ánh trăng như thủy ngân im ắng chiếu xuống trên người của bọn hắn, trong không khí đã ngửi không thấy mùi tanh hôi, thay vào đó phải là bên đường hoa quế cây điềm hương. Mai Như Tuyết thế mới biết bọn hắn sớm đã cách xa bầy rắn, đưa tay tại Hứa Thuần Lương trên bờ vai đánh một cái, thả ta xuống. Hứa Thuần Lương cười đưa nàng buông xuống, Mai Như Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút chung quanh, vừa rồi ta rõ ràng nghe được có người kêu thảm. Hứa Thuần Lương nói, như ngươi loại này tình trạng, y học bên trên xưng là nghe nhầm, Mai Trấn Trưởng, ngươi lá gan tựa hồ có chút ít a. Mai Như Tuyết uy hiếp hắn nói, không cho phép đem chuyện này nói ra, nếu không Trường Hưng sự tình ta liền mặc kệ. Tại Hứa Thuần Lương nghe tới, nàng chẳng khác gì là biến tướng đáp vị lại trợ giúp Trường Hưng giải quyết quyền tài sản chuyển nhượng sự tình, mỉm cười nói, yên tâm, người không biết sợ quang huy hình tượng không có nửa điểm tổn thất, đêm nay phát sinh hết thảy đều là chỉ thuộc làm hai ta bí mật. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, Hứa Thuần Lương dùng từ để nàng ý thức được bọn hắn quan hệ trong lúc vô tình tiến vào một tầng. Hứa Thuần Lương trước đem Mai Như Tuyết đưa về trấn chính phủ nơi ở, sau đó quay trở về bệnh viện. Hắn không có lựa chọn về đi tìm phục kích bọn hắn lấy rắn người, từ vừa mới nghe được tiếng kêu thảm để phán đoán, hẳn là chỉ ít có hai người kia tại hơn 10 đầu rắn vây công hạ không có kết cục tốt, nói không chừng lúc này đã tiến về bệnh viện cấp cứu. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, đặc địa đi phòng cấp cứu dạo qua một vòng, cũng không nghe nói có bị rắn cắn bị thương bệnh bộc phát nặng bệnh nhân. Về ký túc xá mở cửa thời điểm, bên cạnh Đường Minh Mị nghe được động tĩnh ra. Hô, Tiểu Hứa, mới trở về a. Đường tỷ, ta ra ngoài đàm chút chuyện, cho nên chậm chút, không có nhao nhao đến ngươi đi. Đường Minh Mị lắc đầu, đưa cho hắn một hộp nhanh tan cà phê, cung cấp hắn bình thường nâng cao tinh thần. Hứa Thuần Lương tiếp nhận, nghiêm hồi ý lúc này cũng quay về rồi, nhìn thấy bọn hắn lên tiếng chào, hỏi Hứa Thuần Lương hôm nay đi trong trấn họp kết quả, bởi vì Hứa Thuần Lương một mực không có trở về, cho nên còn không có lo lắng hướng hắn báo cáo. Hứa Thuần Lương nói cho Nghiêm Hồi Ý trong trấn cũng định tạm thời tướng chuyện sách thiên thả một chút, về phần quyền tài sản chuyển nhượng sự tình trước mắt cũng có manh mối. Nghiêm Hồi Ý nghe nói sự tình hết thảy hướng tốt, cũng phi thường vui mừng, hắn ngày mai có chuyện quan trọng muốn về một chuyến Đông Châu, đoán chừng phải hết thứ ba mới có thể trở về, kỳ thật lần này trở về là tổ chức bên trên tìm hắn nói chuyện, hắn tiến về bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm viện trưởng sự tình đã chứng thực. Hiện tại Nghiêm Hồi Ý là thân ở Tào Doanh lòng đăng hán. Hắn đã không đem mình coi là Trường Hưng một thành viên. Kỳ thật người chung quanh cũng đều có thể nhìn ra Nghiêm Hồi Ý tiêu cực thái độ làm việc, có sự tình tình nguyện đi tìm Hứa Thuần Lương thương lượng, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, ngay cả Trương Hải Đào đều thành Hứa Thuần Lương chuyên trách lái xe, đi qua con hàng này thế nhưng là Trương Hải Tân thân tín. Phó viện trưởng Trương Hải Tân tạm thời cách chức tại Nguy Sơn đảo phân viện đưa tới chấn động không nhỏ, nguyên bản còn kiên trì không giao nộp tiền thuê nhà mấy hộ cũng hoảng hồn.
Hứa Thuần Lương thông qua Trương Hải Đào buông lời cho bọn hắn, đã giao nộp qua khất nợ tiền thuê có thể tiếp tục kinh doanh xuống dưới, nếu như lại kiên trì không giao nộp, sẽ liên hợp tổng hợp chấp pháp xử lý đối cửa hàng của bọn họ tiến hành, tóm lại bọn hắn là đừng nghĩ làm ăn. Trương Hải Tân rơi đài, những người này cũng liền đã mất đi trên tâm lý dựa vào, từng cái bắt đầu hoảng hồn, ngay cả Từ Đại Bình đều không kiên trì nổi, tất cả đều đi bổ giao nộp tiền thuê. Kim Vĩnh Hạo nhìn qua Trương Mục đột nhiên thêm ra tới 47 vạn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình muốn hơn một năm ngay cả một phân tiền đều không muốn đi lên, Hứa Thuần Lương mới tới không có mấy ngày liền đem tiền thuê cho thu đủ, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hắn thậm chí có một ý tưởng, nếu như trong nội viện an bài Hứa Thuần Lương đến nơi đây làm phó viện trưởng cũng không tệ, dù sao nguyên lai thuộc về Trương Hải Tân chức vị còn trống không, coi như để Hứa Thuần Lương đương viện trưởng cũng được, dạng này mình liền có thể hồi vốn bộ. Kim Vĩnh Hạo thứ bảy trước kia lại đi Thạch Lương thôn, lần trước đi xem bệnh không có hẹn lên hào, hôm nay còn phải chuyên môn đi một chuyến, hắn bệnh chỉ hai ngày này càng phát ra nghiêm trọng, hôm nay ngay cả băng vệ sinh đều đã vận dụng. Thạch Lương thôn Liễu Đại Phu là hắn bảo thủ trị liệu hy vọng cuối cùng, nếu như thử qua Liễu Đại Phu tổ truyền bí phương còn không thể có chỗ cải thiện, hắn cũng chỉ có thể nằm viện khai đao, tâm nghĩ đến đây, hoa cúc siết chặt. Mặc dù là thứ bảy, đến đây Nguy Sơn đảo bệnh viện người xem bệnh không ít, Tào Tĩnh ngay tại siêu thanh thất vội vàng đâu, có người ở bên ngoài liền chỉ mặt gọi tên mắng lên. Tào Tĩnh đều không biết mình đắc tội với ai, mắng nàng chính là mấy tên nông thôn lão thái thái, nói nàng giúp đỡ giám định giới tính tính sai, lúc ấy rõ ràng nói đúng nam hài, nhưng sinh ra là nữ hài. Mấy vị lão thái thái đều không phải là loại lương thiện, chặn lấy siêu thanh thất chửi ầm lên, đem hiện trường làm cho gà bay chó chạy. Bởi vì lãnh đạo chủ yếu đều không tại, có người tìm được Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vừa cho Triệu Phi Dương làm qua công việc báo cáo, chủ yếu là tướng Mai Như Tuyết yêu cầu thuật lại một chút, ai đều không phải người ngu, dựa vào một phần PPT liền muốn đạt được Hồ Sơn Trấn chính phủ toàn lực ủng hộ, Hứa Thuần Lương chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ, Trường Hưng nhất định phải chứng minh thực lực bản thân, không thể chỉ là họa bánh nướng. Triệu Phi Dương đối Hồ Sơn Trấn chính phủ yêu cầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn gần đây sẽ đích thân tiến về Hồ Sơn Trấn một xu thế nói rõ tình huống, gần nhất trong khoảng thời gian này chủ yếu là ở cấp trên cân đối, chỉ cần thu được Đông Châu thì cùng Nguy Sơn huyện ủng hộ, liền mang ý nghĩa thành công hơn phân nửa. Triệu Phi Dương cũng biểu dương Hứa Thuần Lương công việc, hắn để Hứa Thuần Lương đều nhờ gánh một chút, trước mắt đã nghe được Nghiêm Hồi Ý điều động tin tức, đối Triệu Phi Dương tới nói kết quả này tại hắn trong dự liệu. Hắn sở dĩ đối Nghiêm Hồi Ý từng bước ép sát, chính là muốn Nghiêm Hồi Ý biết khó mà lui, cùng mình đem hắn đá đi, không bằng Nghiêm Hồi Ý chủ động chọn rời đi, đưa ra vị trí, Triệu Phi Dương cũng có lý tưởng nhân tuyển.